Thay vào đó, bọn họ tìm gặp Nam Phương và thú nhận mọi chuyện. Các người! Nam Phương vô cùng tức giận. Hèn gì đại ca biết được hôm nay bọn họ muốn làm gì. Hóa ra họ vừa đi giết đại ca. Mấy người làm tôi nên nói gì về mấy người mới được hả? Về sau tôi không có quan hệ gì đến mấy người. Nhưng mà còn có lần sau, tôi là người đầu tiên không bỏ qua cho các người. Nam Phương tức giận nói. Sau đó, nhóm người Diệp Trung Lâm đi suốt đêm trở về Sapa. Bọn họ biết rõ sau này phải ít xuất hiện thì mới có thể sống sót. Ba, có phải chúng ta có nên nói chuyện này với nhà họ Diệp ở Kinh Thành không? Có muốn giải thích hết mọi chuyện không? Diệp Hiểu Long và những người khác hỏi. Không, nghe giọng điệu của chiến thần Côn Luân thì nhất định sẽ phải có một trận chiến giữa anh ta và nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Đó là việc chúng ta nên xen vào sao? Diệp Trung Lâm tức giận nói. Đúng là như vậy, ở trong mắt bọn họ, chúng ta còn không bằng con kiến, mọi người đều gật đầu. Nào, giúp ba liên lạc với Diệp Minh Thiên. Ông ta sẽ tự mình giải quyết chuyện của mình. Lúc Diệp Trung Lâm muốn liên lạc với Diệp Minh Thiên, thì lại có điện thoại gọi tới. Ba, là của họ Diệp ở Kinh Thành gọi tới. Xem ra bọn họ cũng biết tin tức. Diệp Hiểu Long kinh ngạc. Đưa điện thoại cho ba. Diệp Trung Lâm trả lời điện thoại. Này, một giọng nói già nua vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi cảm thấy cậu ta có thể tiêu diệt nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Diệp Trung Lâm. Một âm thanh già nua lãnh đạm vang lên. Nghe thấy vậy, Diệp Trung Lâm biến sắc, cung kính nói, ông Vân. Là tôi. Nhìn thái độ của Diệp Trung Lâm, hiển nhiên đối phương là người có địa vị cực cao. Thật ra người gọi điện cho gã ta cũng không phải là cấp cao của họ Diệp ở Kinh Thành. Mà là một người hầu. Một người hầu cao hơn Diệp Văn Tùng một cấp bậc. Ông Vân là người hầu của nhà họ Diệp ở Kinh Thành, đã đi theo bên cạnh cha của Diệp Quân Lâm, Diệp Minh Thiên từ khi ông ta sinh ra. Có thể nói, ông Vân phụ trách mọi thứ về Diệp Minh Thiên. Không chỉ bảo vệ cho an toàn của Diệp Minh Thiên mà mấy việc vặt khác cũng đều do ông phụ trách. Cho nên ông Vân có một địa vị không hề tầm thường trong nhà họ Diệp, dù là người đứng đầu nhà họ Diệp ở Sapa cũng phải ngước nhìn. Bởi vì, không hề cùng một cấp bậc. Nhà họ Diệp ở Kinh Thành thực sự vô cùng mạnh mẽ. Một người hầu cũng có thể ra lệnh cho người đứng đầu hoàng tộc. Việc đã làm đến đâu rồi? Có chắc là đã xử lý sạch sẽ rồi chứ? Hiển nhiên ông Vân đã biết chuyện của Diệp Quân Lâm và Chí Oánh. Cho dù chẳng ai cho hay. Nhưng dựa vào sức mạnh của nhà họ Diệp ở Kinh Thành thì sớm muộn gì cũng biết. Cái này. Diệp Trung Lâm hơi do dự. Giọng điệu của ông Vân lập tức thay đổi. Sao? Lẽ nào thất bại, Diệp Trung Lâm ông đường đường là hoàng tộc ở Sapa lại không thể làm gì được một đứa con hoang. Thật sự làm tôi quá thất vọng, làm cho nhà họ Diệp quá thất vọng. Đám vô dụng mấy người có tác dụng gì chứ? Ngày nào cũng làm nhà họ Diệp mất mặt. Nghe lời dạy dỗ của ông Vân, Diệp Trung Lâm cũng cực kỳ khó chịu. Con mẹ nó đó là chiến thần Côn Luân đấy. Tôi có mấy cái đầu mà giết được cậu ta chứ? Sao, ông không phục? Không phục thì có ích gì, ngay cả một đứa con hoang cũng giết không xong, mấy người là một đám vô dụng. Ông Vân Tư Xê giận nói. Hừ, tôi không giết được cậu ta là có lý do, không có nghĩa là nhà họ Diệp ở Sapa chúng tôi kém cỏi. Không phải là vô dụng trong miệng ông. Diệp Trung Lâm cũng tức giận nói. Ông Vân cười, được, vậy ông nói xem lý do gì. Việc này không liên quan đến tôi không muốn ra tay giải quyết, được rồi chứ. Diệp Trung Lâm hừ lạnh, nói, chỉ là lý do của kẻ vô dụng mà thôi. Tiếp đến, tôi sẽ thay cậu chủ Minh Thiên ra tay. Cho ông nhìn xem ả tiện nhân và đứa con hoang kia chết thế nào, ông Vân tức giận nói. Diệp Trung Lâm cười cười, tôi thay Diệp Quân Lâm nhắn cho Diệp Minh Thiên một câu, anh ta và mẹ sống rất tốt, nói không chừng ngày nào đó đến nhà họ Diệp mấy người cứ đợi đó. Diệp Trung Lâm biết, trong mắt nhà họ Diệp ở Kinh Thành, bọn họ chỉ là một chỉ thứ chẳng khác gì con chó. Ngay cả một người hầu cũng có thể nhục mạ ông ta. Cho nên Diệp Trung Lâm ấy vậy mà muốn nhìn xem cảnh tượng Diệp Quân Lâm đại náo nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Sao, đứa con hoang kia đã nói thế thật ư? Ông Vân nghe thế, tức giận vô cùng. Ngay sau đó, lão nói tiếp, Diệp Trung Lâm ông ấy vậy mà truyền lời cho một đứa con hoang. Ông làm mất hết mặt mũi một chí thứ của nhà họ Diệp, ông thật sự không bằng một con chó giữ nhà của họ Diệp. Vậy ông cứ nói khoác đi.
Tôi thật sự muốn nhìn thử xem ông sẽ giết anh ta như thế nào. Bị ông Vân nhục mạ như vậy, Diệp Trung Lâm càng không muốn nói cho lão ta biết việc của Diệp Quân Lâm. Diệp Trung Lâm đổ vô dụng như ông cứ chờ xem. Chờ tôi báo cáo với cậu chủ và gia chủ, tuyệt đối sẽ đuổi cổ nhà họ Diệp ở Sapa ra khỏi chỉ thứ nhà họ Diệp. Ông Vân tức giận cúp điện thoại. Đúng là quá khinh thường người khác, Diệp Trung Lâm nghẹn cơn tức trong bụng, ném điện thoại thật mạnh xuống đất. Diệp Trung Lâm nhìn về phía xa xa, thản nhiên nói, sao lại mơ hồ cảm thấy. Cậu ta có thể tiêu diệt nhà họ Diệp ở kinh thành nhỉ? Sao có thể như thế được? Cho dù cậu ta là chiến thần Côn Luân thì có làm sao? Cũng không thể làm lay chuyển được nền tảng của gia tộc họ Diệp ở kinh thành. Mấy người Diệp Hiểu Long tất nhiên là không tin. Thế các người cứ chờ mà xem L. Ông Vân ở đầu bên điện thoại, lúc này đang ở phía Bắc. Ông ta sắc mặt u ám. Đồ bỏ đi, toàn là đồ bỏ đi. Đến cả một đứa con hoang cũng không giết được, còn tư cách làm người họ Diệp chứ. Ông Vân tức giận nói. Đúng vậy, Lạc Việt có nhiều nhánh của họ Diệp như vậy, nhưng không có nổi một người dùng được. Toàn là đồ bỏ đi, ngoại trừ theo họ Diệp thì bỏ họ có chỗ nào xứng với gia tộc họ Diệp. Mấy người khác cũng phẫn nộ mắng theo. Ông Vân, tiếp theo đây chúng ta phải làm thế nào? Nói với cậu chủ Minh Thiên những lời của Diệp Quân Lâm ư? Có người hỏi. Không được, lúc này không được để những việc như thế này ảnh hưởng đến cậu chủ Minh Thiên. Chúng ta phải âm thầm giải quyết ổn thỏa. Ông Vân giọng trầm xuống. Cũng đúng, sắp đến lễ kế nhiệm gia chủ, cậu chủ Minh Thiên sẽ thành người đứng đầu gia tộc họ Diệp vô cùng tôn quý rồi. Nếu lúc này chuyện con tiện nhân và đồ con hoang kia truyền ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng rất xấu. Cậu chủ Minh Thiên trở thành người đứng đầu mới của gia tộc họ Diệp ở kinh thành. Chúng ta sau này là người hầu có vị trí cao nhất trong nhà họ Diệp. Việc này cũng liên quan đến tương lai của chúng ta. Những người khác cũng phân tích. Đôi mắt ông Vân lóe sáng, ừ, không xêu chúng ta thân là người hầu, phải đảm bảo cậu chủ Minh Thiên ngôi lên vị trí đứng đầu gia tộc. Ai cản đường thì giết người đó. Diệp Quân Lâm, giết. Chi Oánh, giết. Còn giết như thế nào, tôi có cách. Ông Vân miệng đầy vẻ gian ác. Diệp Minh Thiên đã khát khao vị trí đứng đầu gia tộc họ Diệp đã lâu. Ông ta đã từng nói, để ngồi vào vị trí đứng đầu gia tộc, có thể từ bỏ tất cả, có thể không từ thủ đoạn. Vì vậy bỏ rơi hai mẹ con Chí Oánh và Diệp Quân Lâm, đối với ông ta không là gì cả. So với vị trí đứng đầu gia tộc, hai mẹ con Chí Oánh không có chút giá trị nào. Đúng lúc này ông Vân có cuộc điện thoại đến. Là con trai trên danh nghĩa của Diệp Minh Thiên, Diệp Thần. Là đứa mà sau khi Diệp Minh Thiên bỏ rơi hai mẹ con Chí Oánh, về đến kinh thành, lấy vợ khác sinh ra. Ông Vân là người hầu thân cận tận mắt chứng kiến Diệp Thần lớn lên. Biết anh ta cũng là một người tàn nhãn. Diệp Minh Thiên đã đủ bạc bế ô, độc ác. Nhưng Diệp Thần còn nguy hiểm hơn Diệp Minh Thiên gấp 10 lần. Tương lại chắc chắn là kiêu hùng xưng bá một phương. Ông Vân, tôi đã biết hết mọi việc rồi. Vật ngáng đường việc ba tôi kế nhiệm vị trí đứng đầu gia tộc. Sự xuất hiện của hai người này, các người biết là nghĩa là gì không? Diệp Thần lạnh lùng nói. Cậu Thần, tôi đã hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ giết anh của cậu Diệp Quân Lâm và mẹ cậu ta trong lúc vội vàng, ông Vân Lờ đã lỡ miệng nói sai. Anh ta chỉ là một đứa con hoang, sao đủ tư cách làm anh tôi? Anh ta xứng sao? Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ trở thành người thừa kế của dòng dõi gia tộc đứng đầu Lạc Việt. Anh ta đủ tư cách à? Chỉ là một đứa con hoang bỏ đi. Tôi nói cho các người biết, Diệp Thần tôi không có người anh, như thế trên thế gian này, ngoài tôi ra, ba tôi không có người con trai nào khác. Giết, nhất định phải giết hai mẹ con tiện nhân kia. Tuyệt đối không để chúng sống sót. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Thần liên tục gào lên. Chỉ một câu nói của ông Vân thôi mà đã chọc giận anh ta. Anh ta xem việc gọi Diệp Quân Lâm là anh trai thực sự là nỗi sỉ nhục lớn đối với anh ta. Anh ta mang trong mình dòng máu cao quý nhất Lạc Việt. Diệp Quân Lâm kia là loại con hoang, mang trong mình dòng máu hỗn tạp, thấp kém. Sao có thể so sánh với anh ta được? Nếu không làm cho hai mẹ con chúng biến mất thì tôi sẽ cho các người biến mất. Giọng Diệp Thần châm xuống. Ông Vân và những người khác vô cùng sợ hãi. Cảm thấy bản thân đã lỡ miệng. Kế hoạch trước mắt là phải giết chết Diệp Quân Lâm. Đúng rồi, cậu Thần. Diệp Quân Lâm còn gửi đến một câu.
Ông Vân nói những lời của Diệp Trung Lâm cho Diệp Thần. Diệp Thần vừa nghe lập tức giận dữ, cái gì? Cái loại con hoang kia mà muốn đến nhà họ Diệp, muốn vào nhà họ Diệp à? Hẳn là vậy, có thể sau khi biết được thân phận của mình, cậu ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Dùng mọi thủ đoạn cũng phải vào được nhà họ Diệp, làm nhà họ Diệp phải thừa nhận thân phận của cậu ta. Ông Vân nói, vớ vẩn, còn muốn vào nhà họ Diệp của tôi, anh ta có tư cách gì chứ? Chỉ là đứa con hoang, còn hoang tưởng. Nhà họ Diệp ở kinh thành của chúng ta là đứng đầu của vạn tộc. Không bao giờ sinh ra kẻ vô dụng, một đứa con hoang mà muốn thành người họ Diệp á, còn muốn xuất hiện trong gia phả, làm sao có thể? Diệp Thần cười chế giễu. Cậu Thần, theo tôi thấy cậu ta đã biết được thân phận của mình rồi thì nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Cậu nghĩ thử đi, một khi trở thành người nhà họ Diệp, cậu ta lập tức sẽ lên như diều gặp gió, ông Vân nói. Có tôi ở đây, nó đừng hòng bước vào nhà họ Diệp một bước. Muốn quỳ gối nhận tổ tông nhà họ Diệp sao, mơ mộng hảo huyền. Diệp Thần quát lớn. Nhưng mà những gì họ nghĩ lại khác với những gì Diệp Quân Lâm muốn làm. Theo họ thấy thì Diệp Quân Lâm chắc chắn muốn vào cổng nhà họ Diệp bái lạy để nhận tổ tiên, đồng thời để nhà họ Diệp thừa nhận thân phận của mình. Còn Diệp Quân Lâm lại muốn đánh nhà họ Diệp, một cước đá nát cửa nhà họ Diệp mà đi vào. Vậy nên tôi cho các người thời gian là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, anh ta phải chết. Loại con hoang này sống quá lâu rồi, chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của nhà họ Diệp. Diệp Thần rất tức giận đối với người anh. Chưa từng gặp mặt này. Đã hiểu, tôi hứa chuyện này sẽ được xử lý sạch sẽ. Ông Vân lên đường ngay trong đêm, mang theo người tới Hải Phòng. Ở Hải Phòng, nhà họ Diệp ở kinh thành có một đại bản doanh, hầu như là kiểm soát mạch máu kinh tế của Hải Phòng. Chỉ là không ai biết. Ngay cả dòng họ số 1 là họ Cố cũng không biết, có một sự tồn tại như vậy được ẩn giấu phía sau màn. Bên ngoài chỉ biết là tập đoàn Minh Thiên. Mà không suy nghĩ đến, đây là công ty của Diệp Minh Thiên, nó dùng để kiểm soát tài sản của nhà họ Diệp ở phía Nam. Vốn là do Diệp Văn Tùng có toàn quyền quyết định. Vài ngày sau, Lý Từ Nhiệm bận rộn với dự án mới. Nhưng Phùng Ngọc Hân hôm nay chạy đến nói với cô dự án có vấn đề. Vốn dĩ không có đối thủ cạnh tranh, tập đoàn Minh Cường có thể toàn quyền quyết định, điều này đã được định sẵn rồi. Nhưng hôm nay một công ty lớn khác nhảy vào giành dự án, hành động cực kỳ ngang ngược. Phùng Ngọc Hân chạy tới để nói cho Lý Từ Nhiệm biết. Là công ty nào? Lý Từ Nhiệm tò mò hỏi. Là công ty ở Hải Phòng, tên là tập đoàn Minh Thiên, trước đây không có danh tiếng gì, giờ lại đột nhiên xuất hiện, tài sản của công ty này rất ghê gớm. Nó giống như kiểm soát mạch máu của nền kinh tế Hải Phòng, tập đoàn Minh Cường kém xa. Phùng Ngọc Hân nói, Lý Từ Nhiệm lập tức tìm kiếm tin tức của tập đoàn Minh Thiên. Thông tin về tập đoàn này không bảo mật, nhưng mà dường như hơi khó điều tra. Lý Từ Nhiệm phải mất chút công sức mới tra ra được. Người đại diện theo pháp luật của tập đoàn này là Diệp Minh Thiên. Cái tên rất quen, hình như có nghe ở đâu rồi. Lý Từ Nhiệm lẩm bẩm. Diệp Minh Thiên không phải là ba của Diệp Quân Lâm sao? Lý Từ Nhiệm bỗng nhiên nghĩ đến đây, cô giật mình toát mồ hôi lạnh. Đấu thầu với nhà họ Diệp á? Làm sao có thể được? Ban đầu, cô cũng muốn từ bỏ cả rồi. Làm sao có thể cạnh tranh lại được chứ? Huống chỉ đối phương còn chạy tới cướp lấy nữa. Lúc này, thư ký của Phùng Ngọc Hân chạy đến nói với cô ta vài câu. Sắc mặt của Phùng Ngọc Hân khá khó coi, cô ta nói, chiều nay người phụ trách của tập đoàn Minh Thiên sẽ đến đây, đến lúc đó cậu tiếp đãi họ một chút nhé, đoán chừng là họ đến là vì việc của dự án này đấy. Được Lý Từ Nhiệm hít thở sâu vài cái. Dù là tập đoàn của Diệp Minh Thiên thì như thế nào chứ? Dù nhà họ Diệp lớn mạnh thì làm sao? Dự án này là do cô lấy trước. Tập đoàn Minh Thiên tới cướp lấy, chuyện này không thể được. Lúc ăn cơm trưa, Diệp Quân Lâm cẩn thận quan sát Lý Từ Nhiệm, anh hỏi em làm sao thế? Sắc mặt khó coi lắm. Không có gì, tại chuyện công việc nên đau đầu thôi. Lý Từ Nhiệm vẫn chưa nói cho Diệp Quân Lâm biết chuyện của tập đoàn Minh Thiên. Cô sợ Diệp Quân Lâm biết được Diệp Minh Thiên, sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Vẫn là không nói thì tốt hơn. Suy cho cùng là lấy trứng chọi đá. Vào buổi chiều, có vài chiếc xe hơi màu đen đến. Người của tập đoàn Minh Thiên đến rồi. Lý Từ Nhiệm đặc biệt ra tiếp đón.
Người đi đầu là một người phụ nữ và hai người đàn ông, cùng với vài người trợ lý phía sau, khí thế bừng bừng. Lý Tử Nhiệm à, quả nhiên là cô. Người phụ nữ đi đầu bỗng nhiên cười nói. Cô là... Bởi vì đối phương đeo kính râm, nên Lý Tử Nhiệm không hề nhận ra. Sau khi người phụ nữ bỏ kính xuống, khắp người Lý Tử Nhiệm run lên, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ là... Là cô? Còn nhớ tôi hả? Tôi còn nghĩ rằng cô đã quên tôi rồi đó. Người phụ nữ mỉm cười quyến rũ. Cô? Bây giờ cô cấp cao của tập đoàn Minh Thiên sao? Lý Tử Nhiệm hỏi cô ta. Nhờ phúc của cô, sau khi bị mấy người đuổi cổ ra Giang Bắc, tôi đã sống rất tốt đó. Hiện tại giữ chức phó tổng giám đốc của tập đoàn Minh Thiên, người phụ nữ cười đáp. Người phụ nữ này tên là Quan Liêu Yên, đã từng là bạn thân, đàn chị tốt của Lý Tử Nhiệm. Là cô ta đưa Lý Tử Nhiệm vào đây làm việc, cũng có thể xem như sư phụ rồi. Mọi mặt đều vô cùng chú ý đến cô. Chỉ là sau này, Lý Tử Nhiệm mới phát hiện, toàn bộ đều là giả tạo. Đối xử tốt với cô là để tiếp cận Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm lúc đó đã thành lập tập đoàn Minh Cường rồi, sự nghiệp cũng thăng tiến nhanh chóng. Quan Liễu Yên dần dần lộ ra tham vọng, thường xuyên tính kế với Lý Tử Nhiệm, tạo ra hàng loạt dối trá khiến Diệp Quân Lâm hiểu lầm. Một lần nghiêm trọng nhất, để chia rẽ hai người, Quan Liễu Yên sắp xếp người bắt Lý Tử Nhiệm vào khách sạn, suýt chút nữa xảy ra chuyện hỗn loạn. Sau khi bị Diệp Quân Lâm phát hiện, anh đã thẳng thừng đuổi cô ta ra khỏi Giang Bắc. Cho nên hai người là kẻ thù. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt, tức đến đỏ mắt. Lý Tử Nhiệm cười mỉa nói, cô không cần vào nữa phải không nhỉ? Công ty chúng tôi không có chào, đón người nào đó đâu. Lý Tử Nhiệm cô có ý gì đây? Hôm nay tôi là người đại diện cho tập đoàn Minh Thiên đến đây, đúng không? Cô dám từ chối tập đoàn Minh Thiên sao? Quan Liễu Yên tức giận nói. Cuối cùng, Lý Tử Nhiệm đành phải dẫn bọn họ vào công ty. Trong phòng hội nghị. Nói thẳng ra mục đích của mấy người đi, tôi rất là bận đó. Lý Tử Nhiệm đi thẳng vào vấn đề nói. Quan Liễu Yên cười đáp, lần này chúng tôi tới đây, là vì dự án khoa học kỹ thuật kia. Tôi nghe nói đã bị công ty cô tiếp nhận rồi. Đúng, không sai, dự án này tôi đã nhận rồi, mấy người đừng hy vọng nữa. Mấy người cũng đâu thể trực tiếp cướp lấy được. Thái độ của Lý Tử Nhiệm rất cương quyết. Quan Liễu Yên cười cười nói, đúng. Chúng tôi chính là tới cướp hạng mục đấy. Cô ta từ trên cao nhìn xuống nói, Lý Tử Nhiệm, chắc hẳn cô cũng hiểu rõ tập đoàn Minh Thiên rồi đó. Vậy tôi dưới danh nghĩa của tập đoàn Minh Thiên, ra lệnh cô từ bỏ dự án này đi, và giao nó cho chúng tôi. Độc tài, kiêu ngạo, hơn nữa hoàn toàn không che giấu chút nào. Đó chính là sức mạnh của tập đoàn Minh Thiên. Quan Liễu Yên bọn họ biết, sau lưng tập đoàn Minh Thiên là loại tồn tại gì. Thế nên bọn họ không hề nể nang gì cả. Mấy năm nay cũng không sợ bất cứ ai. Nếu không phải tập đoàn Minh Thiên khiêm tốn, luôn trốn sau tấm màn che, ước chừng danh tiếng của nó đều được toàn bộ phía Nam biết đến. Lý Tử Nhiệm bị câu nói của Quan Liễu Yên dọa sợ. Trực tiếp cướp á? Trực tiếp ra lệnh mình? Cô ta dựa vào cái gì chứ? Ban đầu Lý Tử Nhiệm thấy là tập đoàn Minh Thiên, nên có kích động muốn từ bỏ. Nhưng sau khi gặp được Quan Liễu Yên, loại suy nghĩ này của cô không còn nữa. Dựa vào cái gì mà từ bỏ? Ngại quá, cô không phải cấp trên của tôi, mấy người không có quyền ra lệnh cho tôi. Càng huống chỉ dự án này, công ty tôi đã sớm tiếp nhận rồi. Mấy người muốn cướp cũng cướp không được đâu. Lý Tử Nhiệm cười mỉa nói. Là ai nói dự án các người tiếp nhận rồi? Quan Liễu Yên lạnh lùng nói. Đương nhiên là bên phía dự án. Tôi đã gặp mặt họ rồi. Cũng đều đã thương lượng xong hết, dự án này chính là của tập đoàn Thiên Lạc tôi đây. Mấy người tới trễ rồi, mời trở về chôn. Hôm qua Lý Tử Nhiệm vừa thương lượng xong với bên phía dự án, cũng đưa tiền đặt cọc tôi. Nhưng Quan Liễu Yên lại cười, dự án là của mấy người hả? Xin hỏi hợp đồng cụ thể đã ký kết chưa? Cái này, Lý Tử Nhiệm sửng sốt. Nhưng chúng tôi đã giao tiền đặt cọc rồi. Nếu như bên phía dự án đổi ý thì phải trả lại tiền bồi thường. Lý Tử Nhiệm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Quan Liễu Yên. Lúc này, cô đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, chính là người phụ trách bên phía dự án gọi điện đến. Đối phương ngỏ ý muốn trả lại gấp 3 lần tiền bồi thường, cũng muốn hủy hợp đồng trước đây với tập đoàn Vân Đình. Nhưng mà giám đốc đoàn,
cô cũng có thể tiếp tục tham dự buổi đấu thầu. Ban đầu không ai có thực lực cạnh tranh được với tập đoàn Vân Đình, nhưng bây giờ thì có rồi. Người phụ trách bên phía dự án nói. Vì dự án này thuộc loại khoa học kỹ thuật, tập đoàn Minh Thiên không có quyền can thiệp quá nhiều. Có thể khiến cho phía dự án vi phạm hợp đồng đã là mức độ lớn nhất rồi. Cho nên bây giờ cô công bằng đấu thầu với tập đoàn Minh Thiên. Thế nào, còn dám nói là dự án của cô nữa không? Quan Liễu Yên khoanh hai tay lại, từ trên cao nhìn xuống nói. Cô, Lý Tử Nhiệm vô cùng tức giận. Cô biết lai lịch quyền lực của tập đoàn Minh Thiên, không ngờ lại khiến bên phía dự án thả vi phạm hợp đồng, cũng phải khiến cho bọn họ tham gia đấu thầu. Nhưng càng như vậy, Lý Tử Nhiệm càng không thể nhường. Phải giành được đến hơi thở cuối cùng. Thực lực của chúng tôi cô cũng thấy rồi đó. Cô xác định là muốn giành với chúng tôi sao? Quan Liễu Yên cười cười. Cô Lý Tử Nhiệm này, chúng tôi đã kiểm tra tài liệu của cô rồi. Nếu như cô không nghe theo lời của tập đoàn Vân Đình, thì tập đoàn Thiên Lạc của cô trong mắt chúng tôi, giống như con kiển vậy, không có chút thực, lực cạnh tranh nào cả, một người khác cười nhạo nói. Quan Liễu Yên cong môi cười cợt nói, càng huống chỉ tập đoàn Minh Thiên chúng tôi cũng không thèm để vào mắt ấy chứ. Nghe tôi đi, ngoan ngoãn đưa dự án này cho chúng tôi. Có lợi với cô mà, tranh giành với chúng tôi rất có thể cả mạng sống cũng chẳng còn đó. Sắc mặt Lý Tử Nhiệm biến đổi, cô đang đe dọa tôi à? Quan Liễu Yên lộ ra bộ dạng đạo đức giả, sao lại có thể đe dọa cô được chứ? Tôi chỉ thấy nể mặt bản thân, nên cho cô một lời đề nghị thôi mà. Muốn tốt cho cô đó. Bản thân hả, tôi không có người bản thân như cô hãy thôi đi. Lý Tử Nhiệm tức giận nói. Ha ha, vậy thì cô cứ chờ xem, không chỉ dự án này là của chúng tôi. Sau này ngay cả tập đoàn của cô cũng là của chúng tôi luôn. Quan Liễu Yên cười lớn nói. Gần đây xác thực tập đoàn Minh Thiên có kế hoạch chiếm đoạt một số tập đoàn lớn, tập đoàn Vân Đình và tập đoàn Thiên Lạc là một trong số đó. Giọng điệu cô lớn thật nhỉ. Lúc này, một giọng nói vang lên giữa sân. Diệp Quân Lâm vào phòng họp. Anh, Diệp Quân Lâm. Vừa thấy Diệp Quân Lâm đến, Quan Liễu Yên nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt trở nên dữ tợn. Năm đó sau khi kế hoạch của cô ta bị vạch trần, chính là Diệp Quân Lâm đuổi cô ta ra khỏi thành phố còn muốn mua Thiên Lạc và Minh Cường của tôi à? Nằm mơ đi. Diệp Quân Lâm cười khẩy nói. Vừa nghe nói có tập đoàn Minh Thiên tới, anh kiểm tra một chút, hóa ra là sản nghiệp của ba anh Diệp Minh Thiên. Anh vội vàng tới. Không ngờ mọi người đều ở đây. Cặn bã không biết xấu hổ như Quan Liễu Yên lại ở tập đoàn Minh Thiên. Vậy có thể thấy tập đoàn Minh Thiên là chỗ thế nào rồi? Thiên Lạc và Minh Cường của cậu. Ha ha ha. Quan Liễu Yên đột nhiên cười lớn. Ánh mắt của Diệp Quân Lâm như đang nhìn một tên ngốc. Diệp Quân Lâm cậu thật không biết xấu hổ, tập đoàn Thiên Lạc là của Lý Tử Nhiệm, có lẽ có chút liên quan đến cậu, nhưng mà tập đoàn Minh Cường thì có liên quan gì đến cậu chứ? Quan Liễu Yên lạnh lùng cười. Nói thật cho mọi người biết, chúng tôi đã thu mua tập đoàn Minh Cường rồi, tiện thể mua luôn cả tập đoàn Thiên Lạc luôn có người bên cạnh nói. Tập đoàn Minh Thiên vẫn luôn đứng sau tất lý do tự nhiên xuất hiện chắc chắn có liên quan đến Diệp Minh Thiên. Ông ta sắp kế thừa vị trí gia chủ của họ Diệp ở Kinh Thành. Cần sự chấp thuận của người trong nhà họ Diệp. Vì vậy trong tay nhất định phải có thành tích vượt trội. Do đó, tất cả các công ty của ông ta ở Lạc Việt đều xuất hiện mà không hoạt động bí mật nữa, chúng nó được mở rộng hơn gấp 10 lần trong một khoảng thời gian ngắn. Bọn người Quan Liễu Yên ở tập đoàn Minh Thiên được giao nhiệm vụ thu mua tập đoàn Minh Cường và các công ty khác. Được, vậy chúng tôi sẽ chờ. Diệp Quân Lâm cười. Diệp Minh Thiên còn muốn thâu tóm tập đoàn của anh. Đúng là năm mơ ai thâu tóm ai còn chưa biết đâu. Được. Lý Tử Nhiệm cô quyết định không từ bỏ đúng không? Quan Liễu Yên hỏi. Không từ bỏ. Được, vậy cô chờ xem. Tôi sẽ cho cô thua thảm hại sau khi mua công ty cô xong, tôi sẽ cho cô thuần phục dưới chân tôi. Quan Liễu Yên để lại vài lời tàn nhãn rồi đắc ý bỏ đi. Lý Tử Nhiệm mím môi, nhìn Diệp Quân Lâm nói, anh biết hết rồi. Thật ra em không cần phải lừa anh. Anh cùng với Diệp Minh Thiên sớm muộn gì cũng chạm mặt nhau. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiệm gật đầu. Nghĩ lại cũng đúng.
nhanh như vậy đã đụng phải tập đoàn của Diệp Minh Thiên. Ai, tập đoàn Minh Thiên quá lớn, ở phía sau màn khống chế hoàn toàn Hải Phòng phía, cạnh tranh với nó không được chăn chản lắm. Lý Tử Nhiệm thở dài nói. Vừa rồi cứng rắn cũng chỉ là đấu với quan Liễu Yên mà thôi. Nhưng khi cạnh tranh thật sự thì chênh lệch quá lớn. Em sợ nó làm gì chứ? Chỗ của chúng ta sao có thể để bọn họ ngang ngược được? Diệp Quân Lâm một chút cũng không quan tâm đến tập đoàn Minh Thiên. Không phải em sợ, chỉ là tập đoàn Minh Thiên quá mạnh, ngay cả Minh Cường cũng không có tư cách đấu. Lý Tử Nhiệm bất lực. Khoảng cách này là khoảng cách không thể vượt qua. Không phải chỉ dựa vào cố gắng cùng tự tin mà có thể bù đắp được. Chẳng lẽ dự án khoa học kỹ thuật đó em không giành à? Diệp Quân Lâm hỏi. Phải giành, nhất định phải giành được. Tưởng tượng đến cảnh giành được dự án này và đề cao giá trị của mình, hai nhà Đoàn Trịnh cũng không thể quản được cô. Lý Tử Nhiệm tràn đầy nhiệt huyết. Nếu không muốn, có thể đổi dự án khác, em nói một tiếng với Phùng Ngọc Hân là được. Diệp Quân Lâm nói. Em là bà chủ, đổi dự án chỉ cần nói một câu là xong. Quân Lâm, đây là dự án 100 tỷ đó, chỗ nào có nhiều như vậy không? Muốn đổi là đổi được à? Lý Tử Nhiệm nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Đổi một dự án mà lại tùy tiện như vậy sao? Còn là dự án trị giá 100 tỷ. Đây là Diệp Quân Lâm coi chơi lưu manh thành thói quen đấy à? Chuyện gì cũng có thể nói một cách tùy tiện như vậy. Cô đâu biết rằng, thật ra việc đổi dự án chỉ dựa vào một câu nói của cô. Tập đoàn Minh Thiên cũng có sản nghiệp ở Thành Đô, là ở một tòa cao ốc. Quan Liễu Yên và những nhân viên cấp cao khác quay trở về nơi này. Rất đơn giản, trước tiên giành được cái dự án khoa học kỹ thuật 100 tỷ này đã, sau đó ra tay xử lý tập đoàn Minh Cường. Quan Liễu Yên và những người khác đã làm kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm cả khâu kế hoạch. Bọn họ đang bàn bạc. Lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra. Có 7 người tiến vào. Ông lão dẫn đầu mặc một bộ áo đài màu xanh lá, trên mặt đều là sát khí. Cả người tản ra khí thể như bị núi cao đè lên. Khiến cho mọi người ở đây lập tức cảm thấy hít thở không thông. Ông Vân đại giá quang lâm, không tiếp đón được từ xa, mong ngài thứ tội. Mấy vị nhân viên cấp cao của tập đoàn Minh Thiên vừa thấy người đến lập tức quỳ xuống. Mau quỳ xuống, toàn bộ mấy người quan Liễu Yên cũng quỳ xuống, toàn thân run bần bật. Nhà họ Diệp có quy định trong dòng họ vô cùng nghiêm ngặt, gặp người có địa vị cao hơn. Quỳ xuống là lễ nghi cơ bản nhất. Không quỳ chính là bất kính. Bất kính thì chỉ có con đường chết. Diệp Nguyên, người lãnh đạo hiện tại của tập đoàn Minh Thiên hiểu rõ, đây là xảy ra chuyện lớn rồi. Nhân vật có địa vị cao như ông Vân đây chính là 30 năm không đến một lần. Ông ta đến, chắc chắn là đo đã xảy ra chuyện lớn gì. Nghe nói các người làm rất không tệ, đã khống chế được mạch máu kinh tế Hải Phòng, muốn tiếp tục mở rộng. Tranh thủ khuếch trương toàn bộ sản nghiệp ở phía Nam đến kỳ hạ. Việc này có tác dụng rất lớn đến việc cậu chủ Minh Thiên ngồi vững vị trí gia chủ. Ông Vân lạnh lùng nói. Đã hiểu, chúng tôi đang lên kế hoạch thu mua tập đoàn Minh Cường đang lên như diều gặp gió. Đối với chúng ta, việc này chắc chắn như hổ thêm cánh. Diệp Nguyên nói. Ông ta to gan hỏi một câu, chẳng lẽ ông Vân đến là vì đứa con hoang kia? Không sai. Đứa con hoang kia đã thành tai họa ngầm, cần tôi đích thân ra tay diệt trừ. Ông Vân lạnh lùng nói. Đứa con hoang kia. Trên mặt mấy người quan Liêu Yên đầy vẻ nghi hoặc. Thật ra cũng có thể cho các người biết, một kẻ tên là Diệp Quân Lâm, ở nơi này. Nó là... Ông Vân hứng chí bừng bừng nói. Quan Liễu Yên vừa nghe đến là Diệp Quân Lâm thì lập tức giận dữ, loại người này nên giết từ sớm. Ồ, có cách giải thích gì không? Ông Vân tò mò hỏi. Diệp Quân Lâm, người này làm việc không từ thủ đoạn, tham hư danh, làm người âm hiểm xảo trá. Tôi nghĩ cậu ta nhất định sẽ lợi dụng thân phận cậu cả nhà họ Diệp ở Kinh Thành để làm ra một số việc. Tôi rất quen thuộc tính cách của cậu ta. Cậu ta tuyệt đối sẽ lấy bản thân và mẹ mình để uy hiếp nhà họ Diệp. Quan Liêu Yên nói một hơi dài. Ông Vân tức giận nói, quả nhiên, con hoang chính là con hoang. Cho dù trong người nó có chảy một nửa dòng máu cao quý thì nó cũng không làm nên được thứ gì, trên người nó đều là thói hư tật xấu tỉ tiện vô sỉ, có thể xứng làm người nhà họ Diệp sao? Ông Vân cảm thấy Diệp Quân Lâm đã trở thành tai họa ngầm. Chết, nó cần thiết phải chết. Giọng ông Vân đầy phẫn nộ.
Ông Vân, ngài muốn đối phó cậu ta thế nào? Trực tiếp ra mặt. Diệp Nguyên hỏi. Ông Vân trực tiếp ra mặt, có phải là đang dùng dao mổ trâu để giết gà rồi không? Tôi trực tiếp ra mặt không hợp lắm, sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho cậu chủ Minh Thiên, ông Vân nói. Người đâu, hiện tại tuyên bố một lệnh huyền thưởng trên dark web, trong vòng một ngày, ai có thể giết được hai mẹ con Chí Oánh và Diệp Quân Lâm? Thưởng 3 tỷ. Hắt xì. Quan Liễu Yên nghe rõ từng nhịp thở. 10,500 tỷ để đổi lấy cái mạng chó của Diệp Quân Lâm. Có đáng giá đến như vậy không không? Cái mạng chó của Diệp Quân Lâm liệu có thể đáng giá nhiều tiền như vậy? Không chỉ có cô ta, những người khác cũng cảm thấy giá hơi cao. Nhưng cái này là ông Vân đích thân ra lệnh. Diệp Nguyên bắt buộc phải làm theo lời ông ta. Anh ta nhanh chóng đăng cái tin này lên trên dark web. Ngay sau đó đã có rất nhiều siêu cao thủ và sát thủ nhận vào nhiệm vụ. Những cao thủ ở ngoài Lạc Việt chỉ có thể trơ mắt nhìn. Suy cho cùng thời gian cũng quá ngắn. Đừng nói tới việc giết Diệp Quân Lâm, ngay cả có đủ thời gian đến kịp Lạc Việt không cũng còn chưa biết. Chỉ mới một lúc mà các cao thủ phía nam của Lạc Việt đã tập trung sôi nổi đông đủ ở đây rồi. Mọi người đều nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút. Dù sao đó cũng là 103,500 tỷ đó ông Vân, 30 phút, đã có hàng trăm cao thủ nhận nhiệm vụ rồi, số lượng người đăng ký vẫn không ngừng tăng lên. Diệp Nguyên mỉm cười. Tốt lắm, lần này anh ta có chạy lên trời, cũng không trốn thoát được. Vẻ mặt ông Vân bình tĩnh. Anh lại nghĩ đến Diệp Trung Lâm. Gọi một cú điện thoại cho ông ta, Diệp Trung Lâm đồ vô dụng nhà ông hãy coi chừng đó, có một ngày, tôi sẽ cho ông thấy Diệp Quân Lâm là chết như thế nào. Diệp Trung Lâm sửng sốt một chút, ông ta nói, Diệp Vân, tôi khuyên ông nhanh cút về Kinh Thành đi. Nói chuyện này cho Diệp Minh Thiên để ông ta xử lý, ông không cần tham gia vào nữa. Ha ha, tại sao, tôi mà sợ cậu ta sao? Những chuyện nhỏ này tôi có thể giải quyết, hà tất gì phải làm phiền cậu chủ Minh Thiên chứ? Mặt ông Vân đầy tự tin. Ông ta không thể tưởng tượng được Diệp Quân Lâm có được bản lĩnh như thế nào, đối cái tình huống nguy hiểm như thế liệu rằng có thể chạy thoát được. Được, tôi đã khuyên ông rồi. Hừm, các ông thật là một đám vô dụng, không xứng với họ Diệp. Diệp Trung Lâm cười khổ, lại là một người ngu đốt ông Vân căn bản không nghe theo lời của Diệp Trung Lâm. Chỉ cảm thấy ông ta là kẻ nhát gan. Hơn nữa, một đứa con hoang thì có thể gây ra sóng gió gì chứ? Sau khi Quan Liễu Yên biết tin Diệp Quân Lâm sẽ phải chết, cô ta vui mừng hơn bất cứ ai. 6 năm trước cô ta bị Diệp Quân Lâm đuổi ra khỏi thành phố, mối thù này cô ta ghi tạc trong lòng, một lòng muốn trả thù. Cả hai người đều đồng lòng muốn giết Diệp Quân Lâm, bây giờ cơ hội đã đến rồi. Sau khi Diệp Quân Lâm chết, cô ta Ion phải hành hạ Lý Tử Nhiệm cho đến chết. Buổi tối, tập đoàn Vân Đình vừa mới tan làm. Khi Diệp Quân Lâm cùng với Lý Tử Nhiệm về nhà, vậy mà lại thấy Quan Liễu Yên đang chờ. Sao vậy? Dù sao cũng là bạn cũ, cứ như vậy không để ý đến tôi sao? Quang Chính Yên cười chế nhạo. Cô có chuyện gì không? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Tôi tới báo cho anh một tin xấu. Quang Chính Yên mỉm cười. Chuyện gì? Diệp Quân Lâm vẻ mặt khó hiểu, cô ta lại có thể báo cho anh một tin xấu. Lý Tử Nhiệm, cô hãy tránh đi một lúc, tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Diệp Quân Lâm vỗ vỗ Lý Tử Nhiệm, cô tránh sang một bên. Cô nói đi, tin xấu là cái gì? Diệp Quân Lâm hỏi. Anh sẽ phải chết. Quan Liễu Yên lộ ra vẻ mặt hung ác, hung tợn nhìn Diệp Quân Lâm. Anh yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng ngày mai. Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi. Anh chết rồi. Anh hãy nhìn xem tôi hành hạ Lý Tử Nhiệm như thế nào, anh yên tâm, cô ta rất nhanh cũng sẽ đi theo anh. Quan Liễu Yên cười điên cuồng như một tên biến thái. Tôi phải chết, ha ha ha. Diệp Quân Lâm cười phá lên. Quan Liễu Yên thấy vậy, cô ta cảm thấy khó hiểu. Anh ta không sợ chết sao? Tôi nói cho anh biết, thân phận của anh không cho phép anh tiếp tục sống, anh nhất định phải chết. Quan Liễu Yên tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nụ cười của Diệp Quân Lâm hãn sâu trên khóe môi, vậy thì tôi cược với cô có được không? Ngày mai cô có thể thấy tôi còn sống. Được, nếu như ngày mai tôi thấy anh còn sống, tôi sẽ quỳ xuống đập đầu 10 cái với anh. Ngay tại cửa công ty của anh, Quan Liễu Yên đồng ý. Cô ta biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện,
cũng biết ông Vân đích thân giám sát. Diệp Quân Lâm tuyệt đối không thể sống tiếp. Vì vậy cô ta rất yên tâm khi đặt cược ván cược này. Được anh đi đến bên cạnh Lý Tử Nhiệm. Cô tò mò hỏi, quan Liễu Yên tìm anh có chuyện gì? Cô ta bảo ngày mai sẽ dập đầu 10 cái với anh, Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiệm kinh ngạc nhìn anh, hả? Quan Liễu Yên điên rồi sao? Dập đầu 10 cái với anh? Đoán chừng là lương tâm trỗi dậy. Dù sao thì đợi đến ngày mai xem cô ta dập đầu đi. Đầu óc Lý Tử Nhiệm mơ hồ, thật kỳ lạ, lương tâm cô ta làm sao lại trỗi dậy? Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Diệp Quân Lâm rời khỏi biệt thự. Theo như lời quan Liễu Yên nói, Diệp Quân Lâm biết nhà họ Diệp sẽ ra tay với anh. Lần này không còn là những chỉ thứ, mà chắc chắn là họ Diệp ở kinh thành. Vì vậy anh ta phải chuẩn bị một chút. Vào trong trụ sở chiến khu. Bắc Phương hãy kiểm tra những người lạ vào tỉnh thành ngày hôm nay, sàng lọc ra tất cả mục tiêu. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Được ạ, cái này hơi khó khăn. Tôi cần mở camera của đội quân Côn Luân để kiểm tra. Bắc Phương nhíu mày một cái. Diệp Quân Lâm gật đầu, được, tôi cho phép cô. Camera của đội quân Côn Luân có thể bao phủ mọi ngóc ngách của thành phố trong một khu vực rộng lớn, giúp Bắc Phương dễ dàng điều tra. Hành tung của những cao thủ đến giết Diệp Quân Lâm đã lộ, tất cả đều được camera ghi lại. Ngoài ra, hãy kêu Phiêu Anh đoàn chuẩn bị, sau khi Bắc Phương xác định hết mục tiêu, hãy giải quyết tất cả bọn họ. Diệp Quân Lâm trả lời. Dạ, tôi hiểu rồi. Tây Phương gật đầu một cái. Sau khi phân phó tất cả mọi thứ, Diệp Quân Lâm trở về, ở nhà với mẹ và Lý Tử Nhiệm. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong cao ốc Kim Long, ông Vân và mấy người Diệp Nguyên luôn luôn chú ý tình hình. Quan Liễu Yên khá lo lắng về vấn đề này, vì vậy cô xin ở lại đây. Ông Vân, cho đến nay đã có 388 cao thủ đi tới đây. Số lượng vẫn không ngừng tăng lên, ước tính trước 12 giờ sẽ tăng lên 500 người. Diệp Nguyên mỉm cười nói, 500 cao thủ, cho dù Diệp Quân Lâm bản lĩnh có lớn đến đâu cũng không thể đối phó được, đúng không? Lần này tất cả các cao thủ đều đến đây, cậu ta tuyệt không có cơ hội sống sót. Ông Vân lạnh lùng nói, bởi vì khi Dark Web thông báo nhiệm vụ, đã đặt ra hạn định là chỉ có thể cao thủ hàng đầu mới được tiếp nhận nhiệm vụ. Vì thế Diệp Quân Lâm phải đối mặt với sự ám sát của 500 cao thủ hàng đầu. Quan Liễu Yên ở bên cạnh nghe cảm thấy rất sảng khoái. Cho dù Diệp Quân Lâm có 10 cái mạng cũng đều phải chết. Anh ta còn đánh cược rằng mình sẽ sống. Ha ha, thật là nực cười. Còn muốn để cho cô quỳ xuống dập đầu anh ta. Làm sao có thể? Đời này anh ta cũng đừng nghĩ đến sẽ có cơ hội này. Tôi tuyệt đối sẽ không cho anh. Cuối cùng cũng đã đến 12 giờ. Có bao nhiêu người? Ông Vân hỏi. Mới nãy Diệp Thần đã thúc giục một lần, hỏi ông tình huống. Dường như bên họ Diệp ở Kinh Thành đang rất sốt ruột chờ đợi. Tổng cộng 538 người. Tiền thưởng của nhiệm vụ lần này quá cao, vì vậy vẫn còn người đang đến đây. Diệp Nguyên trả lời. Được rồi, để cho bọn họ bắt đầu đi. Ông Vân hạ lệnh. Diệp Nguyên ngay lập tức thông báo ở trên Dark Web bắt đầu hành động. Diệp Quân Lâm đừng trách tôi giết cậu. Bởi vì con hoang không xứng được sống trên đời. Trong mắt ông Vân lóe lên một tia lạnh lão. Kể từ giờ khắc này, mọi ngóc ngách của tỉnh thành đều có người hành động. Mục tiêu là biệt thự nơi gia đình Diệp Quân Lâm sinh sống. Diệp Quân Lâm đã nằm ở trên giường, yên tâm đi ngủ. Bởi vì anh hiểu rằng, trong đêm nay không có ai có thể đến gần được ngôi biệt thự này dù chỉ nửa bước chân. Trong khu chiến đấu ở Đại Viện, Bắc Phương đang quản lý mấy cái máy tính, bản đồ ở bên trong máy tính hiển thị dày đặc những điểm chấm màu đỏ. Những điểm màu đỏ đó chính là mục tiêu nhân vật mà Bắc Phương đã nhắm đến, tiếp theo đó chính là những cao thủ mà nhà họ Diệp tìm đến để thực hiện nhiệm vụ treo thưởng giết chết Diệp Quân Lâm này. Những người đó đều đã xuất phát, ở bên trong máy giám sát như thiên la địa võng, hành tung của những người này bị nhìn thấy không sót một hành động nào cả, bọn họ đang vội vàng di động về phía bên trong của ngôi biệt thự. Tốt, để Phiêu Anh đoàn hành động đi. Bắc Phương nói. Mặt khác còn có người muốn tiến vào bên trong tỉnh thành. Bắc Phương nói. Cái này thì cứ giao cho chúng tôi đi. Từ giờ trở đi, nơi này không cho phép bất kỳ ai có thể tiến vào. Mấy người Tây Phương, Nam Phương cũng đã điều động toàn bộ, chạy đi ngăn cản hết những cao thủ đó,
ngăn bọn họ lại ở bên ngoài tỉnh thành. Trong nhóm những cao thủ này đến ám sát Diệp Quân Lâm, có tốc độ nhanh nhất thuộc về Đông Nam Tam Hổ, ba anh em này đã tu luyện võ công từ nhỏ, có thực lực rất cao siêu. Bọn họ rất nhanh đã tiếp cận gần đến xung quanh của biệt thự. Chúng ta là những người nhanh nhất, con mẹ nó nếu như có thể giết chết Diệp Quân Lâm, thì 600 tỷ sẽ thuộc về chúng ta. Trong mắt của một người của Đông Nam Tam Hồ lộ ra hưng phấn, lập tức vọt vào. Chỉ là sau một phút, trước mắt của bọn họ hiện ra hai bóng dáng. Điều quan trọng là ở dưới thân hai người này, bọn họ cưỡi hai con sói trắng. Bốp bốp, bốp bốp, bốp bốp, vừa đối mặt, ba người bọn họ đã mất đi ý thức, ngã xuống ở trên mặt đất. Tiếp theo ở xung quanh của biệt thự lần lượt hiện ra từng bóng dáng, thời điểm khi mà bọn họ muốn đi vào bên trong khu biệt thự, nhất định sẽ xuất hiện một vài bóng dáng. Những người này đều có một điểm giống nhau, đó là toàn bộ đều cưỡi sói trắng. Lập tức, hết người này đến người kia biến mất. Bao nhiêu người đến thì có bấy nhiêu người biến mất. Số lượng đang nhanh chóng tăng lên ở bên trong 100, 200, 500, 538. Cuối cùng toàn bộ hơn 500 người đều đã biến mất, quả thực là không thể tới gần khu biệt thự dù có nửa bước. Sau khi giải quyết xong tất cả ở đây, 18 bóng dáng xuất hiện ở xung quanh của khu biệt thự, lập tức biến mất. Phiêu ảnh đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Bên trong khu biệt thự Kim Long, mấy người Diệp Hiệu không khỏi có chút chờ đợi đến mức hơi nóng nảy, sốt ruột. Đã nửa giờ trôi qua rồi, vì sao lại không hề có một chút tin tức nào cả? Bước chân bọn họ đi sang trái, rồi lại đi sang phải. Quan Liễu Yên cũng không yên tâm, cô ta biết được những cao thủ đi giết Diệp Quân Lâm, còn chưa trở về. Ông Vân, nếu không để tôi phái người đi xem một chút thế nào rồi? Diệp Hiệu gấp gáp hỏi. Không cần, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người đang chăm chú quan sát, chúng ta không thể để bại lộ thân phận được. Ông Vân nói. Có một chút thời gian như vậy mà mọi người cũng không chờ được sao? Các anh đang sợ cái gì cơ chứ? Không thể giết chết được Diệp Quân Lâm sao? Chuyện này chắc chắn không có khả năng. Ông Vân trừng mắt nhìn tất cả mọi người. Vâng, chúng tôi hiểu rồi. Mọi người đành tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng là thời gian đã trôi qua một giờ đồng hồ rồi. Mà vẫn không hề có một chút động tĩnh nào, lần này đến cả ông Vân cũng không thể bình tĩnh được nữa. Con mẹ nó giết chết một tên Diệp Quân Lâm đó thôi. Mà hơn 500 cao thủ cần dùng thời gian dài như vậy sao? Điều này cũng không hợp lý. Chờ một chút nữa đi, có thể là do bọn họ vì chuyện tranh giành nhiệm vụ mà đã phát sau mâu thuẫn, dù sao chỉ EO người giết chết mới có thể lấy được 600 tỷ, ai mà chẳng muốn cướp cơ chứ? Cũng có người phân tích nói. Điều này cũng không siêu hơn 500 người đó, mà chỉ có một người hoặc một nhóm người nhận được 600 tỷ mà thôi. Nhất định là do bây giờ bọn họ đang tranh nhau để giết chết Diệp Quân Lâm. Ông Vân cũng đồng ý với sự phân tích này. Mọi người lại tiếp tục chờ đợi. Lại một giờ đồng hồ nữa trôi qua. Vẫn không có bất kỳ một động tĩnh nào cả. Điều này, ông Vân cũng đã không thể ngồi yên được nữa rồi. Xảy ra chuyện lớn không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn không ổn rồi. Đúng lúc này có người chạy tới, mang đến một tin tức xấu. Chiến thần Côn Luân đây là thành viên của nhà họ Diệp sao? Như thế nào rồi? Ông Vân hỏi. Những cao thủ kia đi giết chết Diệp Quân Lâm đều biến mất không có một chút dấu vết nào cả, toàn bộ 538 người đều đã biến mất. Giống như là chưa từng tới chỗ đó. Đùng, sau khi nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều cảm thấy có 5 tia sét đánh vào đầu bọn họ. Cái gì? Tất cả những người đó đều biến mất. Tất cả những người đó đều biến mất. Vẻ mặt của ông Vân có vẻ như không thể tưởng tượng nổi. Những người khác cũng là như vậy. Đúng vậy, quá kỳ quái, những người này vậy mà lại biến mất toàn bộ sao? Mà ở hiện trường lại không có bất kỳ vết tích đánh nhau nào cả, giống như tất cả những người đó căn bản đều không tới chỗ biệt thự của Diệp Quân Lâm, tất cả mọi người đều giống như đã bốc hơi biến mất vậy. Người kia nói, tại sao lại như vậy? Hơn 500 cao thủ giỏi nhất mà lại biến mất không chút dấu vết nào cả sao? Điều này rõ ràng là không có khả năng mà. Diệp Hiệu ngạc nhiên nói. Ông Vân cũng hít một hơi thật sâu nói, chắc chắn là đã có người nào đó ra tay. Nếu không thì không có chuyện hơn 500 cao thủ bỗng nhiên lại biến mất, điều này không có cách nào có thể giải thích được cả. Giống như đi đánh ma quỷ vậy, chắc chắn không có khả năng.
Mọi người cũng nghỉ ngò nói, thế nhưng là ai mà có bản lĩnh có thể khiến cho hơn 500 cao thủ đều biến mất trong nháy mắt như vậy, mà ở hiện trường lại không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Điều này rõ ràng là không thể nào xảy ra mài. Đúng vậy, cao thủ như vậy tôi không thể nghĩ ra là ai được. Diệp Quân Lâm lại càng không có loại bản lĩnh như vậy. Điều đầu tiên mà mọi người loại trừ ra chính là bản thân Diệp Quân Lâm. Ông Vân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được hỏi, nơi này gần đây có nhân vật lớn nào đến đây không? Không lâu, gần đây mới đến đây thôi. Nếu như là nhân vật lớn mà ông Vân nhắc đến, vậy thì đúng là có một người. Chiếc thần côn luân của Việt Nam chúng ta đang ở ngay chỗ đó, nghe nói ngài ấy đã xử lý không ít nhân vật lớn nhỏ đâu. Diệp Hiệu nói, có khả năng lón là người của chiến thân côn luân đã phát hiện ra những cao thủ này, lấy năng lực của chiến thân côn luân mà nói, tuyệt đối có khả năng làm cho hơn 500 người đó biến mất ngay trong nháy mắt. Ông Vân lên tiếng nói, nói như vậy, thì là do Diệp Quân Lâm này có vận may đến như vậy sao? Là chiến thần côn luân đã cứu anh ta một mạng. Diệp Hiệu bất đắc dĩ nói. Ông Vân lại là đột nhiên nhớ tới Diệp Trung Lâm. Diệp Trung Lâm đã sớm khuyên ông ta đừng có ra tay làm gì cả. Tôi đã nói rồi, đường đường là nhà họ Diệp ở Hà Nội còn giết không được một cái con hoang này. Làm sao có thể như vậy cơ chứ? Hóa ra mấy người Diệp Trung Lâm này cũng gặp phải chiến thần côn luân này. Rất nhanh ông Vân đã nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện. Đúng vậy, rất có khả năng là như vậy. Tôi có nghe nói Diệp Trung Lâm đã từng được thiếu tướng Nam Phương, cấp dưới của chiến thần côn luân cứu mạng. Cho nên về tình về lý, ông ta cũng không dám ra tay ở ngay trước mặt bọn họ. Diệp Hiệu càng thêm khẳng định chắc chắn phỏng đoán của ông Vân. Bốp! Ông Vân hung hăng vỗ xuống bàn. Nói cách khác, chỉ cần ở nơi này, thì chúng ta cũng không thể giết chết Diệp Quân Lâm sao? Ông Vân tức giận nói. Bây giờ xem ra thì quả thực là như vậy. Chúng ta chỉ cần ra tay, thì chắc chắn là sẽ ra tay ở dưới mắt của chiến thần côn luân. Có trốn cũng không thoát được. Những người khác cũng nói. Ông Vân giận dữ nói, tại sao vận may của thằng con hoang đó lại tốt như vậy cơ chứ? Diệp thần cũng đã thông báo, nếu như thằng con hoang đó không chết, thì bọn họ sẽ phải chết. Phải nghĩ biện pháp dẫn thằng chết tiệt Diệp Quân Lâm đó ra khỏi chỗ này, không thể để anh ta ở dưới mắt của chiến thần côn luân được. Ông Vân nói. Đúng vậy. Phải rồi, ông Vân, tôi có nghe nói chiến thần côn luân cũng có họ Diệp, chẳng lẽ cũng đi ra từ nhà họ Diệp ở thủ đô sao? Trừ bỏ nhà họ Diệp ở thủ đô ra, thì những dòng họ nhà họ Diệp khác cũng sẽ không thể bồi dưỡng ra được một dạng thiên tài dũng mãnh như vậy. Diệp Hiệu không nhịn được hỏi. Đúng vậy, thời điểm nhà chiếc thần côn luân xuất thế khắp thiên hạ, chúng tôi còn tưởng rằng là một vị thiên tài của nhà họ Diệp. Về sau điều tra khắp nơi, lại không phải. Ông lão nhà họ Diệp và cậu chủ nhà họ Diệp là Diệp Minh Thiên cũng hy vọng đó là con cháu nhà họ Diệp. Nếu như chiến thần Côn Luân là một thành viên của nhà họ Diệp ở Kinh Thành, thì địa vị của nhà họ Diệp ở Kinh Thành lại có thể tăng cao thêm một tầng nữa rồi. Gương mặt của ông Vân cũng là một dáng vẻ chờ mong. Lúc ấy ông lão, cũng chính là cha của Diệp Minh Thiên, cũng chính là ông nội trên danh nghĩa của Diệp Quân Lâm là Diệp Cuồng Lan cũng đã nói qua. Ngày đó sau khi nhìn thấy chiến thần Côn Luân, muốn thu ngài ấy làm cháu. Dù sao cũng đều cùng một họ. Dù sao thân phận và địa vị của hai bên cũng hoàn toàn tương xứng. Anh nói xem, nếu như tên con hoang này có 1/10 bản lĩnh của chiến thần Côn Luân, thì nhà họ Diệp có cần phải giết anh ta không? Cậu chủ Minh Thiên thậm chí cả ông lão nhà họ Diệp có khi phải tự mình mời anh ta trở về nhà họ Diệp ấy chứ? Ông Vân cảm thán nói. Diệp Hiệu cười cười nói, lời này của ông Vân là sai rồi, sao lại có thể so sánh giữa một thằng con hoang và một chiến thần côn luân được cơ chứ? Căn bản là giữa hai người họ, không có cái gì có thể so sánh được cả. Đúng vậy, sự chênh lệch giữa tên con hoang đó và chiến thần côn luân chính là cách xa cả vạn dặm. Ông Vân liếc nhìn một vòng, sau đó nói, các anh để yên cho tôi tưởng tượng một chút, đừng có con mẹ nói thẳng ra như vậy chứ. Con mắt của Diệp Hiệu đảo một vòng rồi nói, ông Vân, ngược lại quả thật tôi cũng có một biện pháp. Anh nói đi. Ông Vân này, ông có thể lấy danh nghĩa nhà họ Diệp ở thủ đô để ra lệnh cho nhà họ Chí ở Hải Phòng, để cho bọn họ đón Chí Oánh về, khôi phục thân phận người của nhà họ Chí của Chí Oánh. Cứ như vậy, chắc chắn Chí Oánh và Diệp Quân Lâm sẽ phải rời khỏi nơi này, đi đến nhà họ Chí.
Đến lúc đó không phải là có thể để cho chúng ta tùy ý giết chết hay sao? Dượng Hiệu cười to nói, sau khi Diệp Hiệu nói xong, ông Vân cũng hài lòng, tốt lắm, cứ làm theo biện pháp mà anh nói đi. Tôi sẽ sắp xếp một nhóm cao thủ mai phục ở trên đường đi, chỉ cần Diệp Quân Lâm vừa đến Hải Phòng, thì sẽ lập tức để anh ta phải chết không có chỗ chôn. Đêm đó ông Vân liền dần mấy người đến nhà họ Chí ở Hải Phòng. Chí Đông Phương, nếu như hiện giờ Chí Oánh đã được tự do, vậy thì khôi phục thân phận của bà ta đi. Đây là mệnh lệnh của nhà họ Diệp chúng tôi. Ông Vân trực tiếp giá lệnh. Chí Đông Phương cũng không nghĩ nhiều. Nghe xong chuyện có thể nhận Chí Oánh về, ông ta cũng rất kích động, lúc này lập tức đồng ý. Ngày hôm sau, một nhà của Diệp Quân Lâm vẫn giống như thường ngày. Giống như tất cả mọi chuyện không hề xảy ra cả. Nhưng kỳ thật cuộc chiến của ngày hôm qua, Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh hoàn toàn không biết về chuyện đó. Tử Nhiệm, em đi làm trước đi, anh còn có việc. Diệp Quân Lâm đi đến phía trước đại viện, khu chiến khu, hỏi thăm cấp dưới về chuyện của ngày hôm qua. Phía trước cao ốc của tập đoàn Vân Cường. Quan Liễu Yên đang úp trong bóng tối, chăm chú quan sát. Cô ta đến đây là để xác định xem Diệp Quân Lâm có chết hay không. Đương nhiên cũng là bởi vì Diệp Hiệu không nói tin tức cho cô ta. Hửm, chỉ có một mình Lý Tử Nhiệm, bước đi lại có vẻ bối rối như vậy sao? Chắc chắn là do Diệp Quân Lâm đã chết rồi. Quan Liễu Yên thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Người mà cô ta hận nhất cuối cùng đã chết. Diệp Quân Lâm đã chết rồi, hãy xem tôi làm như thế nào để tra tấn Lý Tử Nhiệm. Quan Liễu Yên cười cười. Cô ta đeo kính râm lên, từng bước một đi vào bên trong tập đoàn Vân Cường. Tôi muốn tìm Lý Tử Nhiệm. Sau khi đi vào văn phòng của Lý Tử Nhiệm, vẻ mặt của Quan Liễu Yên rất kiêu ngạo, ồ. Hóa ra giám đốc Nguyên đây vẫn còn tâm tư đi làm sao? Vì sao lại không khóc vậy? Một câu này khiến cho Lý Tử Nhiệm cảm thấy khó hiểu. Quan Liễu Yên bị làm sao vậy? Đầu óc không bình thường. Tối hôm qua còn nói muốn cúi đầu với Diệp Quân Lâm. Hôm nay lại nói cái gì mà không thể giải thích nổi. Cô ta đây là như thế nào vậy? Cô có việc gì sao? Lý Tử Nhiệm hỏi. Chính là tôi muốn đi đến để nhìn cô một chút đó nha, tâm lý và năng lực chịu đựng của cô còn mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi còn nghĩ rằng cô sẽ sụp đổ cơ chứ. Hoặc là do cô cũng không yêu Diệp Quân Lâm, căn bản là cũng không quan tâm đến anh ta. Quan Liêu Yên nhìn dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì của Lý Tử Nhiệm, cô ta cũng rất tò mò. Giống như nơi đó cũng không xảy ra vấn đề gì tôi không quan tâm anh ấy. Tôi không yêu anh ấy. Lý Tử Nhiệm càng lúc càng không thể hiểu nổi ý của cô ta. Rốt cuộc thì cô ta đến đây để làm gì vậy? Đúng lúc này thì cửa phòng làm việc được mở ra. Diệp Quân Lâm đi vào. Có quỷ. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Quan Liễu Yên thét lên một tiếng. Quỷ. Lý Tử Nhiệm càng nghi ngờ hơn. Cái người tên Quan Liễu Yên này vì sao lại nói chuyện mê sảng như vậy? Tôi là quỷ ở đâu vậy? Diệp Quân Lâm cười cười. Gương mặt của Quan Liễu Yên hoảng sợ, không thể tin được, nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm. Cô ta thật kỳ lạ mà, nói cái gì đó mà không thể giải thích được. Đôi mắt đẹp của Lý Tử Nhiệm hơi nhíu lông mày lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hoang mang. Cô ta đến là để dập đầu với anh sao? Nói xong, Diệp Quân Lâm kéo Quan Liễu Yên đang ngây người ra khỏi phòng làm việc, đi đến cửa chính của công ty. Lúc này, Quan Liễu Yên mới dần dần kịp phản ứng. Anh, vậy mà anh lại không chết sao? Quan Liễu Yên không thể tin được mà hỏi. Tôi đã nói với cô từ sớm rồi, là tôi sẽ không chết. Diệp Quân Lâm cười cười. Quan Liễu Yên vội vàng gửi tin nhắn xác nhận tin tức. Diệp Hiệu cho CPP ta đáp án là quả thật anh ta không chết. Tại sao anh lại còn sống cơ chứ? Điều này không có khả năng. Quan Liễu Yên có trăm điều không thể giải thích được. Sao nào? Là cô sắp xếp người muốn giết tôi à? Nụ cười ở khóe môi của Diệp Quân Lâm thêm sâu sắc hơn. Không phải, tôi đi trước. Quan Liễu Yên quay người muốn rời đi. Từ từ, tôi đã để cho cô rời đi sao? Giọng nói của Diệp Quân Lâm vang lên. Sao nào, chẳng lẽ anh sẽ không thả tôi đi sao? Anh muốn làm gì? Quan Liễu Yên cũng không sợ Diệp Quân Lâm. Anh ta cũng chỉ là một đứa con hoang có thể bị giết chết bất cứ lúc nào mà thôi. Cô còn nhớ rõ đánh cược ngày hôm qua không? Nghe vậy,
sắc mặt của quan Liễu Yên lập tức thay đổi, nhưng cô ta căn răng không chịu thừa nhận, đánh cược sao? Là đánh cược nào vậy? Tại sao tôi lại không biết? Hơn nữa anh có tư cách đánh cược với tôi sao? Hôm qua lúc chạng vạng tối ở đây, chính miệng cô đã nói, nếu như hôm nay tôi còn sống, cô sẽ dập đầu 10 cái trước mặt tôi. Diệp Quân Lâm nhấn mạnh từng chữ một. Không có khả năng, không có chuyện này. Làm sao tôi có thể đồng ý một màn đánh cược? Nhảm nhí như vậy cơ chứ? Quan Liễu Yên vẫn là chết cũng không chịu thừa nhận. Tránh ra, để cho tôi đi. Quan Liễu Yên muốn đẩy Diệp Quân Lâm ra. Cô dập đầu đi, thì tôi mới có thể thả cô đi được. Giọng nói của Diệp Quân Lâm lạnh lùng. Sắc mặt của quan Liễu Yên rất khó xử. Vụ cá cược này đương nhiên là cô ta vẫn nhớ kỹ. Chỉ là dập đầu 10 cái trước mặt thằng con hoang Diệp Quân Lâm này sao? Chuyện này làm sao có thể được? Điều đó sẽ trở thành sự sỉ nhục cả đời của cô ta mất. Cô ta chính là phó tổng giám đốc của tập đoàn Minh Thiên Mài. Là một nhân vật dưới trướng của nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Dựa theo những điều của giới thượng lưu, thì cô ta chỉ cần có một chút liên quan đến nhà họ Diệp, thì dòng máu của cô ta cũng trở nên cao quý. Vậy mà phải quỳ xuống dập đầu với tên con hoang có dòng máu thấp hèn này sao? Đây chính là điều khiến cô ta phải mất mặt. Cho nên cô ta thà chết cũng không chịu thừa nhận. Anh luôn miệng nói là đánh cược, như vậy anh có chứng cứ sao? Quan Liễu Yên hỏi. Cô ta đây chính là muốn cắn chết điểm này. Hôm qua chỉ có hai người là cô ta và Diệp Quân Lâm, cho nên trách hẳn là không có chứng cứ. Diệp Quân Lâm đột nhiên cười. Chứng cứ sao, tội có đấy. Diệp Quân Lâm nói xong thì lấy điện thoại di động ra. Bên trong phát lại những lời mà tối hôm qua quan Liễu Yên đã nói. Đánh cược 10 cái dập đầu đều đã nói rõ ràng. Anh, dù có thể nào thì quan Liễu Yên cũng không nghĩ tới Diệp Quân Lâm sẽ ghi âm lại. Đây dường như là thói quen của Diệp Quân Lâm. Đối phó loại người như thế này thì việc lưu lại chứng cứ là điều khá tốt. Hiện tại thế nào, cô còn có lời gì muốn nói không? Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu đi. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Quan Liễu Yên hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm một cái nói, có chứng cứ thì như thế nào chứ? Chứng cứ này của anh chính là giả hơn nữa cho dù có là thật thì sao nào, tôi chỉ nói đùa với anh mà thôi, còn muốn để tôi dập đầu với anh sao, đời này cũng không thể nhé. Cả đời này của anh không có tư cách để khiến tôi phải quỳ xuống. Phải dập đầu, không có khả năng đâu. Quan Liễu Yên mặt dạn mày dày, cứng rắn muốn rời đi. Đối mặt loại người mặt dày như thế này, đối phó cô ta chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là đánh cô ta. Bốp, một cái tát của Diệp Quân Lâm tát vào trên mặt của quan Liễu Yên. Âm thanh vang đội rất thanh thúy. Quan Liễu Yên bị một bàn tay này trực tiếp đánh cho mơ hồ. Cô ta không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Diệp Quân Lâm. Anh dám đánh tôi sao? Nếu cô không chịu dập đầu thì tôi sẽ đánh. Bốp, Diệp Quân Lâm lại tát một cái nữa. Khuôn mặt của quan Liễu Yên nhanh chóng sưng đỏ, giống như một cái đầu heo. Nếu cô vẫn không chịu dập đầu thì tôi còn đánh nữa. Bốp, Vân không chịu dập đầu sao? Thời điểm khi cái tát thứ tư của Diệp Quân Lâm đang hung hăng chuẩn bị đánh vào mặt của quan Liễu Yên, thì thấy quan Liễu Yên bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt của Diệp Quân Lâm, còn mang theo tiếng khóc nức nở nói tôi. Tôi đập đầu. Anh đừng đánh nữa. Ra ầm, rầm, rầm. Quan Liễu dập đầu đúng 10 cái với Diệp Quân Lâm. Giờ phút này, các nhân viên của tập đoàn Minh Cường đều tò mò nhìn một màn này. Đến cả Lý Tử Nhiệm và Phùng Ngọc Hân cũng đến nhìn xem. Ngọc Hân, cậu nói xem có chuyện gì xảy ra vậy? Một người kiêu ngạo như quan Liễu Yên vậy mà lại đập đầu trước mặt của Diệp Quân Lâm sao? Đây quả thực là chuyện không thể nào xảy ra. Lý Tử Nhiệm nói. Cô thư ký bên cạnh cũng nói phụ họa, đúng vậy, không sai. Cái người tên là quan Liễu Yên này chính là quản lý cao tầng của tập đoàn Minh Thiên, có thân phận như vậy tại sao lại làm như vậy? Phùng Ngọc Hân xấu hổ cười cười, không nói gì cả. Bởi vì anh ấy là ông chủ của tập đoàn Minh Cường mà. Không gì là anh ấy không thể làm được cả. Sau khi Lý Tử Nhiệm nhìn một màn này, sự tò mò với Diệp Quân Lâm lại tăng lên vài phần. Cả người của người đàn ông này bao phủ bởi một tấm màn bí mật. Ở trước cổng công ty, Diệp Quân Lâm cười cười, nếu như cô thành thành thật thật dập đâu, thì cũng đã không phải chịu mấy bàn tay rồi.
Sau khi dập đầu xong, quan Liễu Yên lập tức chạy đi. Nhưng trong con mắt của cô ta tất cả đều là oán hận và sự độc ác. 6 năm trước, Diệp Quân Lâm đuổi cô ta ra khỏi Giang Bắc, khiến cho cô ta bị sỉ nhục mà không thể quên được. 6 năm sau, lại một lần nữa anh ta mang đến sự sỉ nhục thật sâu cho cô ta. Sự thù hận của cô ta với Diệp Quân Lâm lại tăng lên. Diệp Quân Lâm, anh chờ đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, quan Liễu Yên nghiến răng nghiến lợi nói. 6 năm trước cô không thể đánh được tôi, huống chi là tôi của hiện tại. Diệp Quân Lâm hoàn toàn không để cô ta ở trong lòng. Quan Liễu Yên chạy về đi hỏi thăm Diệp Hiệu về tình huống của Diệp Quân Lâm. Diệp Hiệu chỉ trả lời cô ta rất đơn giản là cô ta không có quyền được biết những chuyện tiếp theo. Ban đêm sau khi về đến nhà, gương mặt của Trí Oánh rất y ửng phấn. Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại cao hứng đến như vậy? Diệp Quân Lâm hỏi. Quân Lâm, ông ngoại con muốn tới đón mẹ trở về, ông ấy muốn khôi phục thân phận con gái nhà họ Trí của mẹ, một lần nữa viết tên của mẹ ở trên gia phả. Trí Oánh kích động nói. Nguyện vọng của bà cũng không nhiều. Trở về nhà họ Trí được tính là một nguyện vọng. Còn sau khi Diệp Quân Lâm nghe được, thì anh lại nhíu mày. Ngay từ đầu nhà họ Trí cũng không nói đến việc khôi phục thân phận của mẹ anh, vì sao lại đột nhiên muốn khôi phục thân phận của bà ấy. Diệp Quân Lâm cười. Rất nhanh anh đã hiểu rõ mọi chuyện. Chắc chắn là mệnh lệnh của nhà họ Diệp, Trí Đông Phương cũng coi như là ngoại trừ hiềm khích lúc trước, thì cũng không còn đối phó với anh và mẹ nữa, từ bỏ ân oán của năm đó. Nhưng làm sao ông ta có thể biết được, đây chính là mưu kế của nhà họ Diệp. Vì có thể đưa anh và mẹ anh ra khỏi nơi đây, hoặc là ở trên đường, hoặc là ở Hoa Hải sẽ ra tay giết chết hai mẹ con họ. Ngày thứ hai, Trí Đông Phương tự mình đến đón Trí Oánh trở về. Hai ba con gặp mặt, chắc chắn sẽ phải trò chuyện một lúc. Sau đó, Trí Oánh tò mò hỏi, ba, nhà họ Diệp cho phép ba khôi phục lại thân phận của con sao? Đây liệu có phải là có ý muốn bỏ qua chuyện lúc trước không? Trí Đông Phương cười lớn. Gật gật đầu, chắc chắn là như vậy. Để cho con có thể trở về nhà họ Trí, chắc chắn bọn họ sẽ không truy cứu đến chuyện lúc trước nữa. Sau khi Trí Oánh nghe xong thì vui mừng đến phát khóc. Hai mẹ con chúng ta cuối cùng cũng an toàn rồi, có thể yên tâm sinh sống rồi. Diệp Quân Lâm cũng không vạch trần sự thật, chỉ cần mẹ của anh vui vẻ là được rồi. Đam Mỹ hay. Vậy ngài Diệp Quân Lâm, chúng ta lên đường thôi. Trí Đông Phương may mắn phản ứng nhanh, kém một chút nữa đã gọi sai thân phận của Diệp Quân Lâm. Đi thôi, vậy chúng ta cũng lên đường thôi. Đoàn xe trùng trùng điệp điệp của nhà họ Trí trở về thành phố Hải Phòng. Lần này, chắn hẳn là ông ta sẽ đưa ra lễ nghi cao nhất. Thứ nhất, là do ông ta đã để cho Trí Oánh phải thua thiệt quá nhiều. Thứ hai, bởi vì thân phận của Diệp Quân Lâm. Trên đường đi, Trí Oánh vô cùng kích động. Sau khi nhà họ Diệp bỏ qua ân oán, thì sau này bà ta có thể ngẩng đầu mà sinh sống, không cần phải ngày nào cũng lo lắng nữa. Khi đoàn xe vừa xuất phát, thì ông Vân ở một bên khác cũng đã nhận được tin tức. Tốt, vậy chúng ta cũng lên đường đi thôi. Đến đưa một món quà lớn cho Diệp Quân Lâm. Ông Vân cười nói. Rất nhanh, đoàn xe ở nhà họ Trí cũng đã đến nội thành của thành phố Hải Phòng. Lái về phái nhà chính của nhà họ Trí ở ngoại thành. Trí Oánh đã ngủ. Diệp Quân Lâm nhìn mẹ mình, anh thầm nghĩ ở trong lòng, mẹ, giấc ngủ của mẹ để con trai đến bảo vệ. Nhà họ Diệp chắc chắn sẽ không thể đến khó xử chúng ta được nữa. Còn Trí Đông Phương thì đang đảm chìm bên trong giấc mộng quy hoạch tương lai của ông ta. Có Trí Oánh ở đây, Diệp Quân Lâm không muốn nhận người ông ngoại này cũng không được. Tương lai sau này, chắc chắn nhà họ Trí đã có chỗ cảm rủi rồi, sẽ có chỗ đứng. Bốp! Đúng vào lúc này, chiếc xe lại đột nhiên phanh gấp lại. Sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra? Trí Đông Phương lập tức hô lên. Chỉ thấy có hai cao thủ mặc áo đen xuất hiện ở hai bên đường lớn, đang đằng đằng sát khí mà đi đến. Sau khi Trí Đông Phương xuống xe, cũng đã nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, là Diệp Vân, cũng chính là ông Vân. Ông Vân, ông đây là có ý gì? Trí Đông Phương cảm thấy rất khó hiểu. Ha ha ha, bởi vì có chiến thần Côn Luân ở chỗ đó, cho nên chúng tôi không thể ra tay được. Nhưng chỉ cần dẫn hai mẹ con của Diệp Quân Lâm ra ngoài, thì chúng tôi mới có cơ hội ra tay. Ông Vân cười to nói.
lúc này Chí Đông Phương mới biết được mình đã bị lừa rồi. Lúc ban đầu ông ta cũng đã tò mò, vì sao đột nhiên nhà họ Diệp lại buông sự thù hận xuống. Lại còn để cho Chí Oánh khôi phục thân phận của nhà họ Chí. Hóa ra đây là một âm mưu, là muốn dân đám người Diệp Quân Lâm ra đây. Lúc này, Chí Oánh cũng đã xuống xe. Sau khi nhìn thấy ông Vân, toàn thân của bà đều run lên. Bà không thể quên được người này. Dù sao đó cũng là người hầu lớn bên cạnh Diệp Minh Thiên. Cô Chí Oánh, nhanh như vậy đã 30 năm rồi, chúng ta lại gặp mặt. Sao, thân sinh của cậu chủ Minh Thiên chỉ có một người duy nhất, đó chính là cậu Diệp Thần mà thôi. Vợ của ngài ấy cũng chỉ có một người duy nhất, đó chính là Long Thanh Tình. Các người là ai chứ? Cậu chủ Minh Thiên có quen biết mấy người sao? Các người cũng đừng nghĩ muốn làm đồ chết tiệt như vậy, mà còn muốn gả vào nhà họ Diệp sao? Không có khả năng đó đâu. Từng câu, từng lời của ông Vân cũng giống như là một đao đâm vào trong lòng của Chí Oánh, lòng của bà đều đang chảy máu. Từ hôm nay về sau, Chí Oánh à, bà và đứa con hoang do bà sinh ra sẽ biến mất vĩnh viễn. Cậu chủ Minh Thiên sẽ không còn có bất kỳ buồn phiền nào nữa rồi. Ông Vân cười to nói. Ý của ông là chúng tôi sẽ phải chết sao? Diệp Quân Lâm đột nhiên hỏi. Cậu chính là thằng con hoang bẩn thỉu kia sao? Ông Vân tức giận hỏi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, nếu như không phải mẹ của tôi còn đang ở bên cạnh, thì ngay sau khi ông nói ra những lời này, thì ông sẽ chết. Anh cũng không hy vọng ở trước mặt mẹ của mình, thể hiện ra một mặt giết chóc và hung ác của mình. Nếu không thì khi những người ông Vân này vừa nói ra những câu đó, sẽ phải chết hết rồi. Chí Oánh nhìn thật sâu vào Diệp Quân Lâm một chút. Trong chớp nhoáng này, hình như bà đã cảm nhận được một loại sợ hãi. Là một tia ngang ngược, hung bạo chợt lóe lên từ trên người của Diệp Quân Lâm. Nhưng mà câu nói này của Diệp Quân Lâm lại khiến cho đám người ông Vân phải sững sờ. Miệng lưỡi cũng đủ kiêu ngạo đấy, còn muốn giết ông Vân sao? Quả thật là buồn cười, một thằng con hoang mà cũng dám ra oai như vậy sao? Đơn giản là muốn đi tìm chết rồi. Đám người giận dữ nói. Còn ông Vân không những không giận mà còn cười, thằng cân hô ang này khác với cậu Diệp Thần. Cậu Diệp Thần sẽ dùng thực lực của để chứng minh bản thân. Mà thằng con hoang lại chỉ được cái mồm mép nhanh nhẹn mà thôi. Rồng thần ở trên trời và bò sát ở dưới mặt đất, không thể so sánh được với nhau. Lúc này giọng nói của Chí Đông Phương cũng trở nên lạnh lùng, ông ta nói, Diệp Vân, miệng của ông vẫn nên sạch sẽ một chút đi. Lão già không biết tôn trọng người khác. Chí Đông Phương vừa lên tiếng, lại càng khiến cho đám người ở ông Vân không thể tưởng tượng được. Cái gì, Chí Đông Phương, ông mà cũng dám cãi lại sao? Lá gan của ông cũng lớn đấy. Cho tới nay, nhà họ Chí cũng chỉ là một người hầu của nhà họ Diệp, không thể ngóc đầu lên được, mà Chí Đông Phương lại càng là người đến một cái rằm cũng không dám thả. Vậy mà hôm nay, cũng dám hô to gọi nhỏ đổi với ông ta sao? Đấy là muốn làm phản sao? Bọn họ làm sao biết được, hiện tại trong lòng của Chí Đông Phương không có chút sợ hãi nào cả. Có Diệp Quân Lâm ở đây, ông ta sợ cái gì? Tốt lắm, hay cho một tên Chí Đông Phương. Lá gan cũng không nhỏ nhỉ, có tin hay không, chỉ bằng một câu nói của tôi cũng có thể khiến cho nhà họ Chí phải sụp đổ. Ông Vân giận dữ nói. Trong lòng của Chí Đông Phương run lên. Đừng nói đến ông Vân, đến cả Diệp Văn Tùng trước đó cũng có thể làm được điều này. Bởi vì bọn họ quá mạnh, khiến cho nhà họ Chí sụp đổ là điều rất đơn giản. Tôi không tin, ở Kinh Thành thì nhà họ Diệp các người còn có thể phách lối được, còn chạy đi ra oai ở khắp mọi nơi sao? Thật sự cho rằng không ai có thể chỉ các người à? Chí Đông Phương tranh luận nói. Chí Đông Phương, ông đây là muốn đối đầu đến cùng với nhà họ Diệp sao? Dám đứng ở phía của hai mẹ con hoang này sao? Đôi mắt của ông Vân bản ra từng tia sáng lạnh. Đúng vậy, chính là đối đầu đấy, thì sao nào? Chúng ta lại sợ các người à? Chí Nam Yên cũng lên tiếng. Bà ta thế nhưng là chủ của nhà họ Chí. Đúng vậy, hôm nay có tôi ở đây, ai cũng không thể đụng đến con gái và cháu ngoại của tôi. Tôi không chỉ muốn bảo vệ bọn họ, mà còn muốn khôi phục lại danh dự cho bọn họ, đây là con gái của tôi, cũng là con cháu của nhà họ Chí. Chí Đông Phương hét lớn nói. Ông Vân bị tức giận đến không nhẹ, cho tới nay, cho dù có đi đến nơi nào, thì bất cứ ai cũng đều rất cung kính, tôn trọng nhà họ Diệp ở Kinh Thành,
tuyệt đối không dám làm trái. Nhưng nhà họ Chí là người đầu tiên. Điều này đã phạm đến uy nghiêm của nhà họ Diệp. Dựa theo quy định của nhà họ Diệp ở Kinh Thành thì chắc chắn nhà họ Chí sẽ bị diệt cả nhà. Tốt tốt tốt, nhà họ Chí các người đều điên cả rồi. Đến cả một người phụ nữ cũng đều muốn đối đầu với nhà họ Diệp ở Kinh Thành sao? Các người ăn gan hùm mật gấu cả rồi. Ông Vân gầm lên. Còn muốn bảo vệ hai mẹ con này. Chí Đông Phương, ông có năng lực gì có thể bảo vệ được hai người bọn họ? Dựa vào nhà họ Chí của ông sao? Quả thực là buồn cười. Ông Vân vẫy tay. Lập tức, xuất hiện mấy chục tên cao thủ. Đây đều là những cao thủ giỏi nhất mà ông ta mang đến từ nhà họ Diệp. Mỗi một người đều có thể so sánh với Diệp Văn Tùng. Tình hình trước mặt như vậy, thì nhà họ Chí chỉ có một con đường chết mà thôi. Thì sao chứ? Cho dù tôi có phải liều mạng cũng phải bảo vệ bọn họ. Chí Đông Phương cũng nói. Là tình cảm thật. Cũng vì Diệp Quân Lâm cũng đã nhìn thấy thái độ của ông ta. Nhà họ Chí không thể gánh được. Ông Vân lạnh lùng vô tình nói. Vậy thì lại tính thêm cả chúng tôi thì sao? Đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Soạt. Sau một phút, chỉ thấy bên cạnh rừng ở hai bên đường, dần dần xuất hiện những bóng người, lít nha lít nhít, dày đặc. Bên trái xuất hiện hơn mấy trăm nghìn người, bên phải lại có hơn nghìn người. Đám đông dần dần xuất hiện ở phía trước và phía sau. Trong lúc nhất thời, mấy nghìn người dần vây quanh chỗ này lại. Chí Oánh loại chiến trận này cho dù là ai gặp phải thì cũng đều bị hù dọa. Bao gồm cả hơn 10 người ông Vân. Dù thế nào thì bọn họ cũng không nghĩ đến việc ở xung quanh vậy mà lại có người mai phục, hơn nữa còn nhiều như vây. Cho dù đám người ông Vân bọn họ có mạnh như thế nào đi nữa, nhưng bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, trong lòng của bọn họ vẫn có chút bối rối. Từ trên xuống dưới nhà họ Chí đầu tiên hơi sững sờ, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng vui mừng. Bởi vì bọn họ đều biết những người đến là yêu đám người vây quanh một ông lão, đó chính là ông Cố Hạ Dương. Cố Hạ Dương của Hải Phòng và hơn 100 dòng họ lớn của Hải Phòng đến đây để chào đón cô Chí Oánh trở về Hải Phòng. Cố Hạ Dương tiến lên một bước, la lớn. Hơn 1.000 người của 100 dòng họ lớn đều cùng nhau hô to, đón tiếp cô Chí Oánh trở về nhà. Một tiếng hô này giống như tiếng hổ gầm ỏ trong rừng sâu, vô cùng rung động. Chí Oánh không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy một màn này ở trước mắt. Tình huống này là như thế nào vậy? Cố Hạ Dương nhìn thoáng qua Chí Đông Phương nói, ông còn không đưa cô Chí Oánh trở về nhà sao? Còn chờ cái gì nữa? Chí Đông Phương kịp phản ứng, nhưng ông ta vẫn nhìn qua ông Vân một chút. Ý là có bọn họ có ngăn cản không? Đôi mắt của Cố Hạ Dương khẽ nhíu lại, âm thanh của ông ta lạnh lùng nói, có hơn 100 dòng họ lớn của Hải Phòng ở đây, ai dám ngăn cản, ngược lại tôi cũng muốn nhìn xem ai dám cản đường. Đúng vậy, 100 dòng họ lớn của Hải Phòng đến để tiếp đón người về, ai dám ngăn cản? Những người khác cũng vội vàng quát. Làm phản rồi. Ông Vân thấy thế, vô cùng tức giận nói. Vốn cho là chỉ có nhà họ Chí, là dám phản kháng với nhà họ Diệp ở thành phố Hà Nội. Không nghĩ tới toàn bộ 100 dòng họ lớn của Hải Phòng đều đứng về phía hai mẹ con nhà Chí Oánh này. Đây là đang khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Diệp sao? Để xem, tôi xem ai dám đi nào. Gương mặt của ông Vân uy nghiêm nhìn về phía đám người Cố Hạ Dương. Hai mẹ con Chí Oánh và Diệp Quân Lâm chính là người mà nhà họ Diệp ở thành phố Hà Nội muốn giết chết. Các người nghe rõ chưa? Tất cả mọi người mau chóng rời đi. Không được phép nhúng tay việc này. Việc mà nhà họ Diệp ở thành phố Hà Nội làm, không phải là việc mà con chó, con mèo cũng có thể tham dự. Người nhà họ Diệp nghiêm khách quát lớn. Nghe vậy, Cố Hạ Dương cười cười, điều đầu tiên, đây là địa bàn của Hải Phòng, điều thứ hai. Cô Chí Oánh là người mà 100 dòng họ lớn của Hải Phòng chúng tôi ra sức bảo vệ, ai dám giết? Đúng vậy, ở địa bàn của Hải Phòng, người Hải Phòng chúng tôi còn để cho người khác ức hiếp hả? Người của 100 dòng họ lớn của Hải Phòng vội vàng quát lên. Chí Đông Phương, mang người đi, ngược lại quả thật tôi muốn nhìn xem ai dám ngăn cản. Người Hải Phòng chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ rắc rối. Ai muốn khiêu khích? Chúng ta không thèm quan tâm cũng phải ra mặt với người ta. Thái độ của Cố Hạ Dương rất kiên quyết, không hề sợ hãi. Nhìn thấy thái độ của 100 dòng họ lớn của Hải Phòng, đám người nhà họ Diệp vô cùng tức giận. Từ khi nào mà uy vọng của nhà họ Diệp ở thành phố Hà Nội lại bị mất đi như vậy?
những người ở Hải Phòng này bị điên rồi hay sao? Cũng dám đối đầu với nhà họ Diệp sao? Cố Hạ Dương, ông phải nghĩ cho rõ ràng, đây là chuyện của nhà họ Diệp ở thành phố Hà Nội, ông nhất định muốn nhúng tay vào sao? Ông Vân hỏi, tôi đã suy nghĩ kỹ càng, cho dù là ai, dám động vào cô Chí Oánh và ngài Diệp đây, thì chính là địch của 100 dòng họ lớn của Hải Phòng chúng tôi. Cho dù chúng tôi không phải là đối thủ, thì cũng phải liều mạng. Nhà họ Diệp ở thành phố Hà Nội thì như thế nào? Chúng tôi cũng không sợ, gây sự ở trên địa bàn của chúng ta nhất định phải quan tâm đến cùng. Cố Hạ Dương đối chọi gay gắt, biểu đạt ra thái độ muốn ăn thua đủ của 100 dòng họ lớn của Hải Phòng. Quỳnh, điều này khiến cho ông Vân kém chút nữa đã tức đến mức nổ tung. Đám người điên này, cũng dám chống đối với nhà họ Diệp sao? Lúc này, đoàn xe của nhà họ Chí di chuyển một lần nữa, không nhìn đến đám người ông Vân, nhìn chiếc xe di chuyển. Những cao thủ mà ông Vân mang đến từ nhà họ Diệp đều vô cùng bực bội, bọn họ nằm thật chặt vũ khí ở trong tay. Chỉ chờ âm thanh ra lệnh của ông Vân, thì bọn họ sẽ xông lên giết chết Diệp Quân Lâm và Chí Oánh. Bịch 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 bịch, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng tìm đập mạnh của đám người. Bầu không khí dương cung đoạt kiếm ở đây đang hết sức căng thẳng. Nếu như nhà họ Diệp ra tay, thì nhóm người 100 dòng họ lớn ở Hải Phòng chắc chắn sẽ không đồng ý, liều chết cũng sẽ ngăn lại. Những cao thủ giỏi nhất của nhà họ Diệp đều đang đợi ông Vân hạ lệnh. Nhưng đợi đến nửa ngày, đến tận khi đoàn xe của nhà họ Chí biến mất trong tầm mắt, ông Vân cũng không ra lệnh. Điều này, từ bỏ sao, không giết bọn họ nữa. Những cao thủ của nhà họ Diệp rất nghi ngờ. Nhà họ Diệp sẽ sợ một cái thành phố Hải Phòng sao? Năm đó một mình Diệp Văn Tùng cũng có thể trấn áp. Cố Hạ Dương nhìn ông Vân nói, có muốn thử một chút không? Cho dù tôi có liều mạng cái thân già này cũng sẽ phân cao thấp với ông. Người của 100 dòng họ lớn ở Hải Phòng đều chăm chú nhìn vào các cao thủ của nhà họ Diệp, một dáng vẻ muốn cá chết rách lưới. Cuối cùng ông Vân cũng không ra lệnh, tùy ý để cho đoàn xe của nhà họ Chí rời đi. Rút lui. Cố Hạ Dương ra lệnh một tiếng. 100 dòng họ lớn ở Hải Phòng đồng loạt vội vàng rút lui. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại đám người của ông Vân. Ông Vân, vì sao ông không hạ lệnh để chúng tôi giết chết mẹ con bọn họ đi? Mọi người rất khó hiểu. Ai ra? Ông Vân thở dài một tiếng nói, tôi thực sự không thể nghĩ ra lý do mà vì sao 100 dòng họ lớn ở Hải Phòng lại ra mặt thay cho bà ta. Thái độ lại còn kiên quyết đến như vậy. Dù là phải đối đầu với nhà họ Diệp, thì bọn họ cũng không sợ hãi. Những người khác thậm chí cũng không hiểu nổi, ông Vân, chúng ta sợ cái gì chứ? Chỉ là 1.000 người, chúng tôi cũng không để vào mắt. Đúng vậy, tôi cũng không để bọn họ vào mắt. Nhưng nếu như liều mạng, chúng ta sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, cả hai bên cùng bị thương vong mà thôi. Dù sao chúng ta cũng chỉ có mấy chục người, thế nhưng bọn họ lại là toàn bộ người Hải Phòng. Hòn nữa gây ra động tĩnh lớn như vậy. Rất dễ dàng truyền đi tin tức. Ông Vân phân tích nói. Đúng vậy, bọn họ muốn ép cho chuyện này bị truyền ra, khiến cho toàn bộ Việt Nam đều biết đến. Nhưng chúng ta cứ như vậy chịu đựng sao? Ông Vân giận dữ nói, không nhẫn nhịn thì còn biện pháp gì sao? Muốn xông lên chém giết sao? Có khả năng đó sao? Đi về trước, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lần này, có thể nói là nhà họ Diệp đã thất bại thảm hại. Lúc đầu nghĩ có thể lập tức giết chết hai người bọn họ, kết quả lại bị 100 dòng họ lớn ở Hải Phòng cứng rắn muốn bảo vệ. Điều này có gì đó kỳ lạ, năm đó một mình Diệp Văn Tùng cũng có thể trấn áp Hải Phòng, mà hôm nay đám người đó lại dám phát điên đứng lên, ở trong đó tuyệt đối có điều gì đó mờ ám. Một bên khác, đoàn xe nhà họ Chí đã đi đến nhà chính của nhà họ Chí. Chí Oánh vẫn luôn lâm vào sự nghi ngờ. Vì sao toàn bộ người của 100 dòng họ lớn ở Hải Phòng đều đến để bảo vệ bà? Còn dám đối đầu với nhà họ Diệp? Bà không kịp suy nghĩ nhiều thì đã đến nhà thờ tổ của nhà họ Chí. Chí Đông Phương đã không kịp chờ đợi muốn khôi phục thân phận cho bà, một lần nữa viết tên của bà ở trên gia phả. Nhưng dựa theo quy định của dòng họ nhà họ Chí, nhất định phải có một quy trình phức tạp. Chí Đông Phương nhìn không được nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm sờ đầu của Chí Nam Yên, nói tất cả mọi thứ làm đơn giản đi. Chí Nam Yên cũng phụ họa nói, đúng vậy,
làm tất cả mọi thứ đơn giản đi. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Diệp Quân Lâm và của chủ nhà họ Chí, Chí Đông Phương quyết định làm đơn giản mọi thứ. Trước khi khôi phục thân phận, Chí Oánh đột nhiên gọi Chí Đông Phương lại. Tất cả mọi người đều vô cùng mờ mịt nhìn bà ta. Ba nhất định phải khôi phục thân phận của con sao, khôi phục lại gia phả sao? Chí Oánh hỏi. Đúng vậy, không sêu. Chí Đông Phương gật gật đầu. Thế nhưng nhà họ Diệp cũng không đồng ý, ba khôi phục thân phận cho con, chính là đang đối kháng với nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp chắc chắn sẽ trách tội xuống, ba không sợ sao? Nhà họ Chí không sợ sao? Chí Oánh hỏi. Không sợ, ba đã nghĩ thông suốt, con cháu của nhà họ Chí chúng ta làm sao có thể lưu lạc bên ngoài. Nhà họ Diệp có trách tội xuống, thì ba cũng sẽ liều mạng với bọn họ, cho dù ba có phải liều mạng thì cũng phải khôi phục thân phận cho con. Diệp Quân Lâm cũng gật gật đầu, sợ gì một nhà họ Diệp cơ chứ. Nghe được giọng nói của Diệp Quân Lâm, trong lòng của Chí Đông Phương hơi châm xuống. Anh ta đang nắm giữ cả thiên hạ trong lòng bàn tay. Tổ tiên của nhà họ Chí đang ở đây, hôm nay vì Chí Oánh mà khôi phục lại. Sau đó buổi lễ kết thúc, tên của Chí Oánh đã được xuất hiện trở lại ở gia phả của nhà họ Chí. Mấy ngày này, là ngày mà Chí Oánh đã chờ đợi rất lâu. Đến được hôm nay khiến bà vui đến phát khóc. Bà cho rằng cả đời này sẽ mãi mãi trôi qua tăm tối như vậy, không ngờ rằng còn có thể gặp được con trai mình, hơn nữa còn khôi phục được thân phận. Bà có thể sẵn sàng chết ngay bây giờ. Đương nhiên bà vẫn còn một nguyện vọng lớn nhất, đó là đứng trước mặt mọi người ở nhà họ Diệp, hét to cho tất cả bọn họ biết rằng, con của tôi không phải con hoang, con của tôi là người đứng đầu cao nhất, ngay cả các ông cũng sẽ phải ngước nhìn. Đương nhiên điều ấy à, không thể xảy ra. Nhà họ Diệp ở thành phố Hà Nội thực sự quá hùng mạnh. Dù Diệp Quân Lâm có vĩ đại đến mấy, anh cũng chỉ cố gắng phân đấu được 20-30 năm. Nhưng gia thế của nhà họ Diệp là sự cố gắng mấy ngàn năm của biết bao nhiêu người, làm sao có thể so sánh được. Sau khi Chí Oánh khôi phục được thân phận của mình, dòng họ nhà họ Chí ở khắp nơi của Việt Nam đều thi nhau gọi điện đến chúc mừng. Điều này khiến cho Chí Oánh không thể nào mà tưởng tượng nổi. Trước kia, sau tai nạn của bà, chẳng cần nói tới nhà họ Chí ở Hải Phòng, những người nhà họ Chí khác đều phủi sạch quan hệ với bà, tránh né cũng không kịp. Vậy tại sao lần này mọi người lại gọi điện đến chúc mừng bà ấy? Thật không thể nghĩ ra nổi. Hơn nữa hành động của 100 dòng họ lón ở Hải Phòng thật kỳ lạ, các gia chủ coi như đó là chuyện của nhà mình, mọi chuyện thật là kỳ lạ. Chẳng nói thì ai cũng biết, tất nhiên những điều ấy có được là bởi con trai của bà. Vào bữa tối, sau gần 30 năm xa cách, Chí Oánh vào ăn cơm cùng với mọi người một bữa cơm đoàn viên. Giờ phút này ông Vân và đám người của ông ta đang ở đâu đó trong ở Hải Phòng. Không giết chết được mẹ con Chí Oánh, bọn họ có dám trở về hay không? Diệp thân nhất định là sẽ lấy mạng bọn họ mất. Tôi không thể tin được, tôi không thể hiểu tại sao bọn họ lại làm những điều này. Cho dù biết rõ đó là nhà họ Diệp, hơn nữa còn cũng muốn bảo vệ họ. Đám người của ông Vân đã tìm kiếm rất lâu nhưng không thể tìm ra được manh mối gì. Các anh có nghĩ bọn chúng có liên quan đến Diệp Quân Lâm không? Tôi có cảm giác rằng anh ta có gì đó rất bí ẩn. Một người nghỉ ngò đưa ra câu hỏi. Diệp Quân Lâm, anh cảm thấy có thể có khả năng sao? Nếu anh ta có thể có năng lực để điều động được hàng trăm dòng họ lớn ở Hải Phòng thì tôi còn phải giết anh ta hay sao? Cậu chủ Minh Thiên mà biết chuyện nhất định sẽ đón anh ta về ngay lập tức. Ông Vân lạnh lùng nói. Đúng là như vậy nhỉ? Một đứa con hoang như anh ta làm sao có được bản lĩnh lớn như thế? Mọi người đều gật gật đầu. Đúng lúc này Diệp Thần gọi điện tới, Diệp Vân, mọi chuyện thế nào rồi? Chắc là xong rồi chứ? Thời gian 3 ngày là quá đủ cho ông rồi, e ứ giọng nói của Diệp Thần truyền vọng đến. Cậu Diệp Thần à, chuyện này, ông Vân ngẩn người ra. Vẫn chưa giải quyết được sao? Một cái đứa con hoang như anh ta mà ông vẫn chưa thể giết chết sao? Diệp Thần nhất thời liền nổi giận với ông Vân. Ông Vân có chút sợ hãi, lo lắng, cậu Diệp Thần à, cậu nghe tôi giải thích cái đã. Tôi không muốn nghe, bất cứ lời giải thích bây giờ của ông cũng đều là cái cớ thôi. Quan trọng nhất là ông không giết được anh ta, mấy người đúng là một lũ tốn cơm tốn gạo. Sau khi nghe Diệp Thần mắng chửi, cả người ông Vân đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ông Vân là người biết rõ nhất về những thủ đoạn của Diệp Thần, anh ta đúng là một tên xảo quyệt. Thủ đoạn thật tàn nhẫn vô tình.
nghĩ đến số phận của mình ông Vân thực sự là đã bị dọa cho hú vía rồi. Cậu Diệp Thần à, tình hình đã thay đổi rồi, Diệp Quân Lâm có khả năng không thể giết được. Ông Vân nói, cái gì, có một đứa con hoang thôi mà cũng không giết được à? Động cái não đi chứ. Diệp Thần gào lên. Cậu Diệp Thần à, thực sự là có chuyện bất ngờ xảy ra. Ông muốn tôi tự tay giết chết đứa con hoang ấy đúng không? Diệp Thần tức giận hỏi. Cậu Diệp Thần, tôi thực sự không dám, những loại chuyện nhỏ nhặt như thế này thì sao cậu có thể động tay vào được cơ chứ? Chuyện nhỏ nhặt như thế mà 3 ngày ông không giết được anh ta. Đây là cái chuyện nhỏ nhặt của ông ấy à? Diệp Thần thật sự rất thắc mắc, sức sống của đứa con hoang này thực sự dai dẳng đến như thế à? Chẳng lẽ giết cũng không chết hay sao? Nghe được giọng nói của Diệp Quân Lâm, trong lòng của Chí Đông Phương hơi châm xuống. Anh ta đang nắm giữ cả thiên hạ trong lòng bàn tay. Tổ tiên của nhà họ Chí đang ở đây, hôm nay vì Chí Oánh mà khôi phục lại. Sau đó buổi lễ kết thúc, tên của Chí Oánh đã được xuất hiện trở lại ở gia phả của nhà họ Chí. Mấy ngày này, là ngày mà Chí Oánh đã chờ đợi rất lâu. Đến được hôm nay khiến bà vui đến phát khóc. Bà cho rằng cả đời này sẽ mãi mãi trôi qua tăm tối như vậy, không ngờ rằng còn có thể gặp được con trai mình, hơn nữa còn khôi phục được thân phận. Bà có thể sẵn sàng chết ngay bây giờ. Đương nhiên bà vẫn còn một nguyện vọng lớn nhất, đó là đứng trước mặt mọi người ở nhà họ Diệp, hét to cho tất cả bọn họ biết rằng, con của tôi không phải con hoang, con của tôi là người đứng đầu cao nhất, ngay cả các ông cũng sẽ phải ngước nhìn. Đương nhiên điều ấy à, không thể xảy ra. Nhà họ Diệp ở thành phố Hà Nội thực sự quá hùng mạnh. Dù Diệp Quân Lâm có vĩ đại đến mấy, anh cũng chỉ cố gắng phân đấu được 20-30 năm. Nhưng gia thế của nhà họ Diệp là sự cố gắng mấy ngàn năm của biết bao nhiêu người, làm sao có thể so sánh được. Sau khi Chí Oánh khôi phục được thân phận của mình, dòng họ nhà họ Chí ở khắp nơi của Việt Nam đều thi nhau gọi điện đến chúc mừng. Điều này khiến cho Chí Oánh không thể nào mà tưởng tượng nổi. Trước kia, sau tai nạn của bà, chẳng cần nói tới nhà họ Chí ở Hải Phòng, những người nhà họ Chí khác đều phủi sạch quan hệ với bà, tránh né cũng không kịp. Vậy tại sao lần này mọi người lại gọi điện đến chúc mừng bà ấy? Thật không thể nghĩ ra nổi. Hơn nữa hành động của 100 dòng họ lớn ở Hải Phòng thật kỳ lạ, các gia chủ coi như đó là chuyện của nhà mình, mọi chuyện thật là kỳ lạ. Chẳng nói thì ai cũng biết, tất nhiên những điều ấy có được là bởi con trai của bà. Vào bữa tối, sau gần 30 năm xa cách, Chí Oánh vào ăn cơm cùng với mọi người một bữa cơm đoàn viên. Giờ phút này ông Vân và đám người của ông ta đang ở đâu đó trong ở Hải Phòng. Không giết chết được mẹ con Chí Oánh, bọn họ có dám trở về hay không? Diệp Thân nhất định là sẽ lấy mạng bọn họ mất. Tôi không thể tin được, tôi không thể hiểu tại sao bọn họ lại làm những điều này. Cho dù biết rõ đó là nhà họ Diệp, hơn nữa còn cũng muốn bảo vệ họ. Đám người của ông Vân đã tìm kiếm rất lâu nhưng không thể tìm ra được manh mối gì. Các anh có nghĩ bọn chúng có liên quan đến Diệp Quân Lâm không? Tôi có cảm giác rằng anh ta có gì đó rất bí ẩn. Một người nghỉ ngò đưa ra câu hỏi. Diệp Quân Lâm, anh cảm thấy có thể có khả năng sao? Nếu anh ta có thể có năng lực để điều động được hàng trăm dòng họ lớn ở Hải Phòng thì tôi còn phải giết anh ta hay sao? Cậu chủ Minh Thiên mà biết chuyện nhất định sẽ đón anh ta về ngay lập tức. Ông Vân lạnh lùng nói. Đúng là như vậy nhỉ? Một đứa con hoang như anh ta làm sao có được bản lĩnh lớn như thế? Mọi người đều gật gật đầu. Đúng lúc này Diệp Thần gọi điện tới. Diệp Vân, mọi chuyện thế nào rồi? Chắc là xong rồi chứ? Thời gian 3 ngày là quá đủ cho ông rồi e ứ, giọng nói của Diệp Thần truyền vọng đến. Cậu Diệp Thần à, chuyện này. Ông Vân ngẩn người ra. Vẫn chưa giải quyết được sao? Một cái đứa con hoang như anh ta mà ông vẫn chưa thể giết chết sao? Diệp Thần nhất thời liền nổi giận với ông Vân. Ông Vân có chút sợ hãi, lo lắng, cậu Diệp Thần à, cậu nghe tôi giải thích cái đã. Tôi không muốn nghe, bất cứ lời giải thích bây giờ của ông cũng đều là cái cớ thôi. Quan trọng nhất là ông không giết được anh ta. Mấy người đúng là một lũ tốn cơm tốn gạo. Sau khi nghe Diệp Thần mắng chửi, cả người ông Vân đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ông Vân là người biết rõ nhất về những thủ đoạn của Diệp Thần, anh ta đúng là một tên xảo quyệt. Thủ đoạn thật tàn nhẫn vô tình. Nghĩ đến số phận của mình ông Vân thực sự là đã bị dọa cho hú vía rồi. Cậu Diệp Thần à, tình hình đã thay đổi rồi, Diệp Quân Lâm có khả năng không thể giết được. Ông Vân nói. Cái gì,
Có một đứa con hoang thôi mà cũng không giết được à? Động cái não đi chứ. Diệp Thần gào lên. Cậu Diệp Thần à, thực sự là có chuyện bất ngờ xảy ra. Ông muốn tôi tự tay giết chết đứa con hoang ấy đúng không? Diệp Thần tức giận hỏi. Cậu Diệp Thần, tôi thực sự không dám, những loại chuyện nhỏ nhặt như thế này thì sao cậu có thể động tay vào được cơ chứ? Chuyện nhỏ nhặt, chuyện nhỏ nhặt như thế mà 3 ngày ông không giết được anh ta. Đây là cái chuyện nhỏ nhặt của ông ấy à? Diệp Thần thật sự rất thắc mắc, sức sống của đứa con hoang này thực sự dai dẳng đến như thế à? Chẳng lẽ giết cũng không chết hay sao? Anh ta đúng là quá may mắn rồi, lần nào anh ta cũng có thể thoát được một cách thuận lợi. Ông Vân giải thích mọi chuyện xảy ra một cách miễn cưỡng. Đúng vậy, theo lý mà nói thì đứa con hoang này đã bị chết cóng ở trên đường rồi. Chả cái loại này đúng là ngược đời thật đấy, lại sống dai đến như vậy. Cuộc trò chuyện với Diệp Thần đã thay đổi chủ đề, thế nhưng nhà họ Diệp sẽ không giết một đứa con hoang đầu, việc này mà lan truyền ra ngoài chắc chả ăn sẽ rất xấu hổ, có biết không? Nhà họ Diệp của tôi sẽ thật mất mặt vì anh ta mất. Nếu như không giết được mẹ con Diệp Quân Lâm thì ông sẽ phải chết. Cưỡng ép giết cũng phải giết chết anh ta, hiểu chưa? Nếu như mà có người dám ngăn cản thì giết không thai. Nếu như có ai dám tiết lộ tin tức ra ngoài, thì đám người ở Hải Phòng đó sẽ ngay lập tức bị giết chết. Giết hết bất cứ ai biết chuyện này, một người cũng không được để sót. Giọng nói lạnh như băng của Diệp Thần vang lên trong điện thoại. Ông Vân hít một hơi thật sâu tồi nói, giết sạch hết tất cả sao? Cậu Diệp Thần à, năm đó trong đám người ở Hải Phòng biết những chuyện này không phải là ít, nếu không tăng lên thêm thì cũng phải mấy ngàn người. Giết hết tất cả sao? Ông Vân nghẹn lại, vừa nói vừa nuốt nước bọt. Giết hết, tất cả đều sẽ bị giết, bất cứ tin tức gì cũng không thể bị truyền ra ngoài. Đám người Hải Phòng này đúng là không thể tin cậy nổi. Diệp Thần ra lệnh một cách tàn ác, so với cha và ông nội của anh ta, Diệp Thần quả thật là tàn nhẫn và hung ác hơn rất nhiều. Nhưng đây là một chuyện đại sự vô cùng quan trọng. Ông Vân chắc chắn rằng, tương lai sau này Diệp Thần sẽ mạnh hơn Diệp Minh Thiên rất nhiều. Cậu Thần biết rõ mà chúng ta chỉ có thời gian một đêm. Ngày mai Diệp Quân Lâm sẽ trở về. Ông Vân nói, đúng vậy, bằng tất cả mọi giá phải giết chết 2 mẹ con hoang này. Tôi nhớ rằng nhà họ Diệp có nuôi rất nhiều cao thủ khắp nơi ở phía Nam. Tôi cho ông quyền hạn để điều đông bọn họ. Diệp Thần nói, tôi hiểu rồi. Lúc nửa đêm, bên cạnh ông Vân đã tụ tập hơn 200 cao thủ. Bọn họ đều là được nhà họ Diệp nuôi dưỡng và giữ bí mật ở nhiều nơi khác nhau ở phía Nam. Không chỉ là sức mạnh đáng sợ của dòng họ đứng đầu mà còn là sức mạnh của khắp Lạc Việt. Chỉ cần là một ngày tình huống ngoài ý muốn, là ngay lập tức có thể triệu tập bọn họ đến. Giết! Ông Vân ra lệnh, chú ý, trước đêm nay các anh không được để bất cứ ai sống sót. Đều phải chết hết, đây là kết cục của việc chống lại nhà họ Diệp. Trong mắt ông Vân lóe hiện lên sự máu me đầy sát khí. Những cao thủ vội vàng chuẩn bị xuất phát. Đêm nay sẽ tàn sát hết đám người ở Hải Phòng những người mà biết được thông tin ấy. Đây chính là uy danh của nhà họ Diệp. Dám làm trái lại nhà họ Diệp thì chính là tự mình đi tìm cái chết. Trong trang viên Bảo Đức Danh, Chí Oánh đang ở trong với gia đình đã rất lâu. Diệp Quân Lâm đừng ở bên ngoài hút thuốc. Lúc này người ở chiến khu phía Tây là Tân Uyên gọi điện thoại tới từ chiến khu Tây Cảnh. Đại ca à, tôi có thể đến dự đám cưới của anh không? Nhiệm vụ của tôi có thể kết thúc sớm. Tân Uyên phấn khích nói. Được, tôi sẽ chờ anh. Nếu như Tân Uyên có thể tới chứng kiến hôn lễ của anh thì không có gì tuyệt vời hơn. Đến lúc đó, tôi cùng với Lão Ngụy ở cảnh Bắc, Lão Tiêu ở cảnh Nam, Lão Sở ở cảnh Đông cùng nhau tới, ít nhất chúng ta cũng có 9 chiến khu lớn đến đúng không? Đây chẳng phải là ngày trọng đại nhất của anh hay sao? Vứt bỏ hết thân phận của chúng ta, anh là đại ca của chúng tôi. Là sư phụ của chúng tôi. Chúng tôi không tham gia đám cưới của anh đúng là không phải đạo lý chút nào. Tân Uyên phấn khích nói. Đến lúc đó anh ta muốn tổng chỉ huy của 9 vùng chiến khu lớn nhất cùng đi tham gia hôn lễ của Diệp Quân Lâm. Họ muốn cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt nhất, rạng rỡ nhất cuộc đời của anh Diệp. Được, tôi đã chuẩn bị đủ rượu cho mọi người rồi. Diệp Quân Lâm lại càng mong đợi cho đến hôn lễ hơn. À nhân tiện. Đại ca à, còn một chuyện nữa. Tần Uyên đang chuẩn bị nói gì đó, Diệp Quân Lâm liền nói, ồ, hình như có chuyện gì xảy ra rồi.
hóa ra Diệp Quân Lâm đã nhận thấy được xung quanh mình có điều gì đó bất thường. Đứng trước tình huống này, ông Vân cùng mấy người còn lại đều tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo. Dù sao bọn họ cũng là đến từ nhà họ Diệp cực kỳ nổi tiếng của Hà Nội. Bên trong bọn họ luôn luôn có chút gì đó tự cao tự đại. Ai dám bắt bọn họ cơ chứ? Muốn chết hay sao, ai thèm quan tâm ông là cái gì? Đi xuống. Sau khi ra lệnh một tiếng, Bách Thú Doanh và Tử Kim Vệ ngay lập tức trói hết các cao thủ của nhà họ Diệp. Mặc dù ông Vân và những người kia cũng là cao thủ, nhưng khi đối diện với đám đông phía bên kia, liền không thể chống cự được. Rất nhanh chóng, tất cả đã ngã rạp hết trên mặt đất. Tôi là Diệp Vân, là vệ sĩ của Diệp Minh Thiên, ông ấy là người thừa kế của nhà họ Diệp ở Kinh Thành, các anh dám bắt tôi bốn. Các anh có biết mình phạm phải sai lầm lớn không? Mau thả tôi ra, nếu không thả các anh sẽ không thể tưởng tượng được mình sẽ bị giết như thế nào đâu. Ông Vân vẫn còn đang vọng tưởng dùng thân phận của mình để hù người khác. Bụp, đáp lại lời của ông ta là một cú đá, đạp mạnh vào mặt của ông ta. Ai thèm quan tâm ông là cái gì của nhà họ Diệp chứ? Mệnh lệnh mà Tử Kim Vệ cùng Bách Thú Doanh nhận được chỉ là bảo vệ chiến thân Côn Luân. Gia tộc với dòng họ gì đó, bọn họ cũng sẽ không thèm bận tâm tới. Đặc biệt là cái đám người muốn ám sát chiến thần Côn Luân. Các anh rốt cuộc là ai? Ông Vân suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được. Chẳng lẽ những người này đều có liên quan đến Diệp Quân Lâm? Chẳng bao lâu sau, bọn họ được đưa đến một nhà kho chứa hàng đổ nát. Ông Vân nhìn thấy được các cao thủ trước đó mà mình đã điều đi, toàn bộ đều bị trói ở đây. Mặt ai người nấy cũng đều sưng húp lên. Tất nhiên là đội quân cao thủ của bọn họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ai vậy? Ông Vân quan sát thấy những người này đều được đào tạo rất nghiêm chỉnh, bài bản, trang phục đồng nhất với nhau, chẳng lẽ là... Ông ta nghĩ tới một loại khả năng không thể ngờ được. Những giọt mồ hôi chảy xuống chót sững vì sợ hãi. Lúc này cửa kho hàng bị đẩy ra, có một bóng người đi tới. Tại sao ông Vân lại cảm giác có chút gì đó quen thuộc? Chờ đến gần hơn chút, ông Vân bị dọa đến hồn bay phách lạc, không thể nói được lời nào. Đó là Diệp Quân Lâm. Tất cả những điều này là anh ta làm được sao? Thật quá là khó tin đúng không? Anh. Ông Vân kinh ngạc nói không ra lời. Ông đang thắc mắc về thân phận của tôi đúng không? Ha ha. Bọn họ đều là thuộc hạ của tôi, những người mà chặn bọn anh lại lúc tối đều là người của tôi hết. Hơn nữa, chuyện mà ông triệu tập hơn 500 cao thủ tập hợp lại nhưng lại biến mất cũng chính là tôi làm. Nghe được Diệp Quân Lâm nói xong những lời này, ông Vân cảm thấy như có tia sét giữa trời quang vậy. Làm thế nào mà một đứa con hoang lại có thể kinh khủng như vậy? Hiện tại anh ta đã có thể đạt đến trình độ nào rồi? Thật là quá sức tưởng tượng. Dù nói anh ta là con hoang như thế nào đi chăng nữa, trên người anh ta từ đầu đến chân đều chảy dòng máu cao quý của nhà họ Diệp. Những người như thế làm sao có thể có thành tích thấp được cơ chứ? Cậu Quân Lâm thật sự là quá tuyệt vời. Chúng tôi không thể nào ngờ rằng cậu lại đạt được thành tích tuyệt vời đến như thế. Phận làm nô bộc, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Ông Vân đột nhiên thay đổi giọng điệu. Đúng vậy, cậu chủ Lâm Lâm có được thành tựu khủng khiếp như thế, phận làm nô bộc như chúng tôi thực sự rất vui mừng. Thật nóng lòng muốn đem điều này nói cho cậu chủ Minh Thiên và gia chủ Diệp Cuồng Lan. Những bọn người khác cũng vội vàng nói. Diệp Quân Lâm cười sảng khoái và nói, ồ, các anh nói vậy là có ý gì? Anh thực sự không hiểu được những người này thực sự là đang muốn cái gì. Ông Vân lập tức giải thích, cậu Quân Lâm à, hãy nghe tôi giải thích, trước đây nhà họ Diệp nhằm vào cậu là bởi vì nghĩ cậu không hiểu chuyện, chỉ là coi cậu là người bình thường không ra gì. Vì thế đương nhiên cả gia tộc sẽ coi thường cậu, nhưng thật sự không thể ngờ tới, cậu Quân Lâm lại đem đến cho chúng tôi một bất ngờ lớn đến như vậy. Năng lực hiện tại của cậu, cho dù nhà họ Diệp có bao nhiêu con cháu đi chăng nữa cũng không thể sánh được với cậu. Chỉ cần tôi đem tin tức này nói cho cậu chủ Minh Thiện và gia chủ, Diệp Cuồng Lan biết, bọn họ nhất định sẽ dùng những nghi thức trịnh trọng, tối cao nhất để đón cậu trở lại nhà họ Diệp ngay lập tức. Đưa tôi về nhà họ Diệp, bọn họ xứng sao? Một cái nhà họ Diệp nhỏ bé mà cũng có tư cách à? Lời nói ấy làm cho tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Những lời mà Diệp Quân Lâm nói ra khiến cho ông Vân ngẩn người, sửng sốt. Nhà họ Diệp nhỏ bé. Bây giờ ở Việt Nam, vẫn còn có người xem Diệp gia không ra làm sao như vậy à? Quá là kiêu ngạo rồi phải không? Ông Vân nhanh chóng nói lại, cậu chủ Lâm Lâm à,
tôi thừa nhận là cậu có chút tài năng thật, ngay cả tôi cũng có thể thấy được, cậu đúng là một thiên tài hiếm có. Thế nhưng cậu không nên xem thường nhà họ Diệp, thế lực của nhà họ Diệp thực sự to lớn vượt sức tưởng tượng của nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Câu nói này của các anh đáng lẽ ra nên nói với nhà họ Diệp thì tốt hơn đó. Mạnh hơn tôi, đúng là buồn cười, đừng nói là thế hệ trẻ của nhà họ Diệp, chẳng phải là toàn bộ cái nhà họ Diệp ấy chẳng nổi ai có thể mạnh hơn tôi hay sao? Diệp Quân Lâm đứng thẳng người, vẻ mặt lúc này vô cùng kiêu ngạo. Các huynh đệ của Tử Kim Vệ và Bách Thú Doanh nhao nhao hưởng ứng. Đây mới chính là chiến thần, mạnh hơn anh ta, có khả năng sáo. Lạc Việt mấy ngàn năm mới có thể sản sinh ra một vị chiến thần xuất sắc đến như vậy. Duy nhất chỉ một người tên là chiến thần Côn Luân. Nói cho tất cả mọi người biết xem, thế hệ trẻ của nhà họ Diệp có gì không mạnh thế. Dựa vào cái gì vậy? Ông lão họ Vân có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ông ta cảm nhận được Diệp Quân Lâm với khí thế ngút trời, khiến cho ông ta có cảm giác hoảng hốt. Anh ta nói hệ như là sự thật. Vâng vâng vâng, cậu chủ Lâm Lâm thật sự quá mạnh. Cậu Quân Lâm hãy mau thả chúng tôi đi, chúng tôi ngay lập tức sẽ báo tin về cho nhà họ Diệp thôi, rất là nhanh thôi nhà họ Diệp sẽ đến đón cậu. Ông Vân nói. Những người khác thì trợn tròn con mắt, một mặt kỳ vọng rằng Diệp Quân Lâm sẽ thả mình ra. Không giết tôi, chuẩn bị đón tôi về ư. Diệp Quân Lâm cười cười nói. Với những thành tựu hiện tại của cậu chủ Lâm Lâm, nhà họ Diệp tận dụng cậu còn chưa hết làm sao có thể giết cậu được cơ chứ. Ông Vân vừa cười vừa nói. Vậy còn mẹ tôi thì sao? Bà Chí là mẹ ruột của cậu, đương nhiên là có thân phận rất cao quý. Nhưng có điều ông chủ Minh Thiên đã có vợ rồi, thân phận của bà Chí có chút khó xử. Nhưng nếu chúng tôi thuyết phục được ông chủ, nói không chừng cũng có thể trở lại được Diệp ra. Chỉ cần cậu đồng ý trở về nhà họ Diệp, cơ hội này cũng là rất lớn. Việc bà Chí trở về cũng chỉ dễ như trở bàn tay, mà thôi. Ông Vân lập tức nói. Ông ta thấy, trên đời này không ai có thể nỡ từ chối sự cám dỗ này. Một khi Diệp Quân Lâm đồng ý, anh ta sẽ trở thành con trai của nhà họ Diệp, là con trai của gia tộc đứng đầu Việt. Còn ai có thể từ chối sự cám dỗ này cơ chứ? Huống hồ anh ta có thể cải chính tên của mình, hiên ngang bước vào cửa nhà họ Diệp. Cậu Quân Lâm à, cậu mau tranh thủ thời gian thả chúng tôi đi. Mơ ước của bà chủ chẳng phải là được sự công nhận của nhà họ Diệp sao? Không phải muốn gả cho ông chủ Minh Thiên sao? Chỉ cần chúng ta trở về, chuyện này cơ bản sẽ được giải quyết nhanh chóng. Với thành tựu bây giờ của cậu, ước mơ của bà Chí sẽ thành hiện thực ngay thôi mà tất cả bọn họ lại lấy Chí Oánh ra để thúc giục Diệp Quân Lâm thả bọn họ ra. Ông Vân thấy Diệp Quân Lâm không có phản ứng gì, tiếp tục nói, cậu Quân Lâm à, cậu cũng không muốn phải mang danh là đứa con hoang mãi đúng không? Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ lập tức khiến cho cậu trở thành cậu chủ cao quý của nhà họ Diệp. Ha ha! Lúc này, Diệp Quân Lâm đột nhiên cười phá lên. Điều này khiến cho ai nấy đều không khỏi sững sờ. Bởi vì Diệp Quân Lâm đang chế giễu bọn họ. Cậu chủ Lâm Lâm, cậu đang nghi ngờ gì sao? Thật là, chỉ cần cậu thả chúng tôi trở về, những điều tôi vừa nói lúc nãy nhân định có thể thành sự thật. Dù sao đi chăng nữa nhà họ Diệp sẽ không bao giờ bỏ qua một thiên tài, ông Vân nói. Không, tôi là đang cười các ông quá ngu xuẩn đó. Để tôi nói cho các anh biết, cái nhà họ Diệp tôi còn không thèm để mắt tới, nói gì đến cái thân phận cậu chủ nhà họ Diệp nhỏ bé ấy cơ chứ hơn nữa. Những người muốn vượt qua cửa ải của nhà họ Diệp để kết hôn với Diệp Minh Thiên cũng không phải là hiếm gì đâu. Các anh biết vì sao không? Bởi vì ông ta không xứng. Ông ta không xứng với mẹ của tôi, nhà họ Diệp ấy càng không xứng với mẹ con nhà tôi. Diệp Quân Lâm lớn tiếng nói. Cậu nói gì cơ, ông Vân nghe vậy thực sự kinh ngạc, trên đời này còn có người nói Diệp Minh Thiên không xứng với Chí Oánh sao? Nhà họ Diệp không xứng để Chí Oánh gả vào. Nhà họ Diệp là gia tộc lớn nhất, người nhà họ Diệp ai cũng đều có dòng máu cao quý, thuần khiết, được lắng đọng từ ngàn đời nay. Chí Oánh là cái gì cơ chứ? Chỉ là một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình ở Hải Phòng. Tuy được xem là vương tộc nhưng so với nhà họ Diệp mà nói, đúng chỉ là đám người hạ đẳng hèn mọn đê tiện. Bà ta sao có thể xứng với Diệp gia cơ chứ? Diệp Quân Lâm dường như đang nói bừa và bị điên vậy. Diệp Quân Lâm cười lạnh lùng nói, các anh chẳng phải nói là con giỏi thì mẹ được nhờ hay sao? Cũng bởi vì bà ấy là mẹ của Diệp Quân Lâm tôi, cho nên nhà họ Diệp không thể xứng được với mẹ tôi, Diệp Minh Thiên thì lại càng không xứng.
Điên rồi, thật là ngông cuồng, còn không thèm để ý đến nhà họ Diệp. Đúng là anh ta đạt được những thành tựu cực kỳ khủng khiếp thế nhưng những thứ này khi đứng trước mặt của nhà họ Diệp căn bản không đáng được nhắc tới. Cùng lắm thì Diệp Quân Lâm chỉ hơn đám người ở của nhà họ Diệp một bậc thôi. Chứ còn so với thực lực của nhà họ Diệp thì còn kém xa chứ đừng có nói gì là toàn bộ cả nhà họ Diệp. Cậu chủ Lâm Lâm à, sau khi cậu thấy được tảng băng chìm của nhà họ Diệp, cậu nhất định sẽ rút lại những lời nói đó. Ông Vân trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm nói. Ha 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 ha. Diệp Quân Lâm chỉ biết cười nhẹ lên vài cái trên mặt tỏ ra sự chế giễu. Ông Vân tức giận. Bây giờ ông ta thực sự rất muốn cho Diệp Quân Lâm biết được sự kinh khủng của nhà họ Diệp. Cậu Quân Lâm à, cậu có dám thả tôi quay trở lại không? Tôi cam đoan với cậu sẽ cho cậu thấy được thế lực của Diệp là lớn mạnh đến như thế nào. Cậu sẽ vì câu nói ngày hôm nay mà hối hận cả đời. Ông Vân hỏi. Để cho ông trở về là được chứ gì, thay tôi gửi cho Diệp Minh Thiên một lời nhắn rằng, các ông có thủ đoạn gì cứ đem hết ra đi, nếu như không giết được tôi, khi tôi đến nhà họ Diệp, thì cả gia tộc các người đến cơ hội hối hận cũng không còn đâu. Diệp Quân Lâm vừa cười vừa nói. Được, cậu chủ Lâm Lâm, tôi sẽ đem những lời ngông cuồng, ngạo mạn này của cậu nói với ông chủ. Cậu cũng đừng có hối hận, ông Vân cười nói. Bốp, răng rắc, ách ha. Ông ta vừa dứt lời, cánh tay liền bị đạp gãy. Sau đó, hai cái đùi cũng bị giãm gây nát, mấy người khác cũng là như thế. Tất cả đều bị bẻ gãy hết tay chân, ai nấy đều kêu lên thảm thiết như con heo bị làm thịt. Có thể thả các anh đi, nhưng là các anh tự mình bò đi ra khỏi đây. Diệp Quân Lâm cười một cách lạnh lùng nói. Ông Vân cùng đồng bọn không biết làm sao để có thể bỏ lết ra khỏi đây được, dù sao chân tay lúc này đã chảy đầy máu. Cuối cùng, bọn họ giống như là những con chó bị ném ra khỏi Hải Phòng. Ông Vân đang nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy được đột nhiên nhận được điện thoại từ Diệp Thần, lần này đã xử lý triệt để rồi, đúng không? Cậu chủ thần à? Diệp Quân Lâm quả là không tầm thường đâu. Người của chúng ta đang nằm trong tay của anh ta. Ông Vân khóc không thành tiếng. Cái gì cơ, một đứa con hoang cũng có khả năng ấy sao? Bên đầu dây bên kia của điện thoại Diệp Thần không tin là điều hiển nhiên. Đúng là như vậy, những chuyện gần đây nhất đều là chính anh ta đã làm ra. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng do vận khí của anh ta tốt, nhưng mà cũng không nghĩ được anh ta thực sự có lần thứ hai này. Ông Vân thở hổn hển vì đau đớn. Nhưng mà trong giọng nói của Diệp Thần lộ ra tia không thể tin tưởng được, làm sao có thể như vậy được. Anh ta chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cũng không có mối quan hệ nào cũng không có nhiều tài nguyên để bồi dưỡng, làm sao mà anh ta có thể trở nên lợi hại như vậy. Vậy mà ngay cả ông Vân cũng không phải đối thủ của anh ta. Ông Vân cũng phân tích nói, mặc dù là anh ta đã mồ côi từ nhỏ, nhưng mà cậu chủ thần cũng đừng quên. Trên người của anh ta từ đầu đến cuối vẫn còn chảy dòng máu huyết mạch cao quý của dòng họ Diệp chúng ta. Vậy thì anh ta có thể làm một người bình thường được hay sao? Dù có nói thế nào đi nữa, chỉ cần anh ta có được huyết mạch của dòng họ Diệp, anh ta cũng sẽ nhất định trở thật một anh hùng một phương. Diệp Thần hít sâu vào một hơi, đúng là như vậy, dù có nói thế nào đi nữa, cái người con hoang này từ đầu đến cuối đều đã chảy trong mình dòng máu của dòng họ Diệp chúng ta. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi được, nhà họ Diệp chúng ta cũng chưa từng sản sinh ra phế vật. Cho dù đó cũng chỉ là một đứa con hoang cũng không được. Mà những loại chuyện này trong mắt của những dòng họ lớn, bọn họ cũng sẽ suy nghĩ đến vấn đề về huyết mạch, từ đó sẽ phủ định tất cả những cố gắng, nỗ lực của anh ta. Theo quan điểm của chính bọn họ, Diệp Quân Lâm cũng chỉ bởi vì trên người đang chảy dòng máu cao quá của dòng họ Diệp nên anh mới có được thành tựu như thế vậy. Nếu như anh đã có được loại thành tựu như thế này, khẳng định giãng bố cùng ông nội sau khi biết được việc này chắc chắn sẽ đón tiếp anh ta về nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp chúng ta cũng không có tầm thường, cũng giống như vậy cũng sẽ không bỏ rơi thiên tài. Nếu đứa con hoang này trở về đây, cũng có thể vì nhà họ Diệp mà lập lên những cống hiến. Diệp Thần nói, thế hệ trẻ của dòng họ Diệp có thể nói có thiên tài nhiều như mây, tất cả bọn họ cũng đều là thiên tài bên trong các thiên tài. Diệp Quân Lâm có thể nói rõ những khó khăn này xem ra cũng có thể có chút bản lĩnh. Trong số thế hệ trẻ tuổi của dòng họ Diệp, ít nhất anh cũng phải nằm trong 50 vị trí đầu tiên. Chí ít có như vậy thì anh mới có tư cách mà bước chân vào cổng nhà họ Diệp. Cậu chủ thần, cậu không biết chứ tên nhóc con này mới có được chút bản lĩnh đã rất tự cao tự đại.
Cậu chủ có biết không? Chứ anh ta căn bản còn không có đem nhà họ Diệp để vào trong mắt. Anh ta như vậy còn rất cuồng vọng, còn muốn nhắn cho ông chủ Diệp Minh Thiên, nói rằng sẽ có thời điểm anh ta đánh lên cổng lớn nhà họ Diệp, thì sẽ cho chúng ta đến ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Ông Vân nói. Phanh. Diệp Thần hung hăng đạp tay xuống võ bàn, giận dữ nói, có lẽ nào chính là như vậy được. Vậy mà anh ta cũng dám không đem nhà họ Diệp chúng ta không để vào trong mắt. Con hoang chung quy cũng sẽ vẫn là con hoang mà thôi. Mặc dù trên người bọn họ có được dòng máu quý tộc nhưng cũng có thể do hoàn cảnh môi trường, cùng những người mà họ tiếp xúc với, những nhân tố đó đã không giống với chúng ta, thậm chí có thể nói là cách xa vạn dặm. Điều này cũng dẫn đến anh ta cũng chỉ có tầm nhìn hạn hẹp và bị hạn chế của anh ta, cũng chỉ giống như là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, cũng sẽ dễ dàng dưỡng thành thích cách tự cao tự đại như vậy. Ông Vân cũng phụ họa nói theo, đúng là như vậy, không có gì sai. Anh ta cũng chỉ mới có chút bản lĩnh, đã cảm thấy rằng trên thế giới này đều do anh ta một tay kiểm soát, bất luận là người nào đi nữa anh ta cũng không coi vào mắt. Anh ta cũng không biết một nơi địa phương như Giang Hải chẳng qua cũng chỉ là một cái góc vắng vẻ thôi. Đem so sánh với vùng đất chân chính còn kém xa lắm. Diệp Thần cũng cười lạnh, đúng như vậy, một khi anh ta đã nhìn thấy một góc của tảng băng sơn của dòng họ Diệp ở Hà Nội, anh ta sẽ phải hối hận vì mình đã nói ra những lời cuồng vọng ngây thơ như vậy. Nói trắng ra thì, một đứa con hoang như anh ta tâm mắt cũng phải khoáng đạt một chút, phải để cho anh ta xem một chút kiến thức như thế nào mới gọi là đủ mạnh mẽ chân chính. Ông Vân cũng hỏi, cái này bây giờ cậu chủ thần muốn giải quyết như thế nào? Có thế hoàn toàn giống như trước đây muốn giết chết anh ta sao? Không được, trước kia là muốn giết chết anh ta vì lo sợ anh ta mang lại nỗi sỉ nhục cho nhà họ Diệp. Nhưng mà hiện tại không sao nữa rồi, nếu anh ta có bản lĩnh như vậy, cũng sẽ không để cho nhà họ Diệp chúng ta bị mất mặt. Diệp Thần nói, vậy thì cậu chủ thần muốn xử lý anh ta như thế nào? Nếu như anh ta đã cuồng vọng đến mức không để nhà họ Diệp vào trong mắt, vậy thì tôi sẽ đích thân tìm đến anh ta, cho anh ta biết cái gì mới gọi là cường đại chân chính. Vừa nghe thấy Diệp Thần muốn tự mình đi tới giáo huấn Diệp Quân Lâm, ông Vân cũng đã kích động. Ông ta cũng không quen Diệp Quân Lâm làm cái bộ dạng này. Ông ta cũng đem việc Diệp Quân Lâm phá hỏng chuyện của ông ta mà ghi hận ở trong lòng. Ha ha ha, chẳng trách được Diệp Quân Lâm kia thực sự có bản lĩnh như vậy. Hóa ra anh ta chính là ông chủ của tập đoàn Minh Cường. Nếu đã là như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết được rồi. Rất nhanh sau đó, Diệp Thần ở bên kia đã tra ra được thân phận thực sự của Diệp Quân Lâm. Dù sao bây giờ bọn họ đã điều tra ra thân phận ông chủ của tập đoàn Minh Cường này của Diệp Quân Lâm mà rất ít người biết đến, cho nên có thể thấy được năng lực điều tra của nhà họ Diệp, nếu bọn họ nghĩ muốn tra cái gì thì chắc chắn có thể dễ dàng tra ra được. Trách không được thì ra tôi đã nghe qua cái tên tập đoàn Minh Cường này, căn bản ở chỗ này đã nghiền ép hết tất cả mọi thứ, ngay cả tập đoàn Tam Tinh của Tinh Quốc cũng không phải đối thủ đâu. Ông Vân bỗng nhiên bừng tỉnh chợt nhận ra. Hừ. Tập đoàn Minh Cường cũng chỉ có chút đồ vật như vậy. Nhưng mà chỉ là một cái tập đoàn Minh Cường lại có thể dám xem thường nhà họ Diệp. Quả thực là quá buồn cười. Không nói đến những cái khác, ngay chỉ cần tập đoàn Minh Thiên của bố tôi ở thành phố Hải Phòng thôi cũng đủ để nghiền nát tập đoàn của anh ta. Tiếp theo đây tôi sẽ truyền tin xuống bên dưới cho tập đoàn Minh Thiên một tiếng, nhanh chóng sẽ thu mua lại tập đoàn Minh Cường. Tôi muốn để cho Diệp Quân Lâm quỳ gối xuống trước mặt tôi để cầu xin tôi tha thứ. Anh ta dám đấu cùng với nhà họ Diệp sao, hừ, lông cánh của anh ta cũng chưa đủ dài như vậy đâu. Diệp Thần cười. Anh ta đang tưởng tượng đến cảnh tượng mà Diệp Quân Lâm quỳ gối xuống trước mặt anh ta. Ngày thứ hai, Diệp Quân Lâm cùng mẹ của anh trở về. Thuận tiện anh cũng mang theo Bách Thú Doanh cùng với Kim Tử Vệ trở về. Trên đường đi, Diệp Quân Lâm mời hỏi, mẹ, mẹ vẫn nghĩ muốn lấy ông ta sao? Mẹ. Chị Oánh lộ ra tia có một chút chần chừ. Mẹ đây là không phải vẫn còn nghĩ gả cho ông ta, nghĩ cách để chân chính bước vào cổng nhà họ Diệp sao, để cho nhà họ Diệp phải công nhận mẹ sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Chị Oánh cũng kiên định nói lại, mẹ không có suy nghĩ như vậy. Nhưng chuyện này mẹ chưa từng nghĩ tới nó, hiện tại bây giờ mẹ của con cũng chỉ có một nguyện vọng duy nhất. Nhưng mà... Chị Oánh vừa nói, vừa nhìn thật sâu vào Diệp Quân Lâm một chút. Mẹ cứ nói tiếp đi, nhưng mà cái gì vậy? Nhưng mà, thôi vẫn là để mẹ nghĩ lại đã. Vẫn là không nên nói ra trước. Chí Oánh cười cười. Mẹ,
mẹ cứ nói ra đi, mẹ có nguyện vọng gì cứ nói ra để con trai sẽ giúp mẹ thực hiện. Được rồi, mẹ của con cũng chỉ có một nguyện vọng, có một ngày có thể mang theo con đi đến trước cổng chính nhà họ Diệp. Cao ngạo mà đối với bọn họ nói đây chính là con trai của Chí Oánh, người mà các người nhà họ Diệp chỉ có thể ngẩng đầu lên mà ngưỡng mộ thôi. Sau khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm đang sửng sốt, Chí Oánh cũng vội vàng nói, Quân Lâm à, mẹ cũng chỉ là đoán mò thôi, con cũng không phải quá để ý. Theo quan điểm của Chí Oánh, chuyện này là không thể nào có khả năng xảy ra. Nếu như bà ta nói như vậy, có lẽ nó sẽ trở thành áp lực lớn đối với Diệp Quân Lâm, thậm chí gây ra cho con bà một loại tổn thương sâu sắc. Không sao, mẹ, nguyện vọng này của mẹ con nhất định sẽ thực hiện được. Diệp Quân Lâm nghiêm túc nói. Nhưng mà Chí Oánh cũng chỉ coi như là Diệp Quân Lâm chỉ đang an ủi bà ấy thôi. Loại nguyện vọng này của bà ấy cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời mà thôi, nghĩ lại cũng thật viển vông. Diệp Quân Lâm của bà cũng chưa có tới 30 tuổi đâu, sao có thể lại sớm nói tới cái tình trạng có thành tựu này làm gì? Làm cho nhà họ Diệp phải ngưỡng mộ. Điều này chắc chắn là không bao giờ có khả năng đâu. Lý Tử Nhiệm buông công việc trên tay xuống, chăm chú đi đến đón Chí Oánh. Này, em đang chuẩn bị sự tình bên hạng mục đấu thầu như thế nào rồi? Diệp Quân Lâm hỏi. Cũng không sai biệt lắm, cũng gần đến nơi rồi, ngày mai chúng ta đến thẳng hiện trường đấu thầu trực tiếp. Diệp Quân Lâm cũng nhắc nhở, vậy thì tốt rồi, em hãy cố gắng lên nhé. Nhưng mà em cũng cần phải cẩn thận một điều. Người phụ nữ quan Liễu Yên kia cũng không phải là người tâm thường. Anh cứ yên tâm đi, em đã chuẩn bị cả bằng cả hai tay rồi. Đến lúc đó em cùng với Phùng Ngọc Hân cũng sẽ chia thành hai đường đều cùng đi đấu thầu. Trên mặt của Lý Tử Nhiệm tràn đầy vẻ tự tin. Mọi chuyện như vậy thì tốt rồi. Nhưng mà Diệp Quân Lâm vẫn không hề có yên tâm. Hiện tại đang trong tòa nhà Kim Long. Diệp Hiệu vừa mới cúp điện thoại xuống. Mọi người có biết vừa rồi ai đã gọi cho tôi không? Đó chính là cậu chủ nhà họ Diệp, Diệp Thân. Những tiếng xì xào. Mọi người ở đây đều nhao nhao lên hít một hơi thật sâu. Diệp Thân có khả năng rất lớn sẽ là người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Diệp. Thân phận cùng địa vị của anh ta quá cao. Nhưng lời nói của anh ta cũng giống như sắc lệnh. Cậu chủ Thần đã nói như thế nào? Quan Liêu Yên hỏi. Ý tứ của cậu chủ Thần cũng rất đơn giản. Là để chúng ta trong thời gian ngắn nhất phải rút cạn tập đoàn Minh Cường. Giọng nói của Diệp Hiệu hết sức lạnh lùng. Cái này cũng thật sự là quá tốt rồi. Ngay lập tức vào ngày mai chúng ta hãy cạnh tranh lấy hạng mục mà bọn họ muốn. Đây là bước đi đầu tiên của chúng ta để đối phó với bọn họ, quan Liễu Yên nói. Diệp Hiệu cũng gật đầu tán thành nói, đúng là như vậy, cái kế hoạch này của chúng ta cũng không hề tệ. Mọi người mau nhanh chóng đi an bài. Vào ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cái gì gọi là ngoài ý muốn. Quan Liễu Yên đang chờ đợi các giám đốc điều hành ở đây cười cười nói, mọi người cũng yên tâm đi, tôi cam đoan mọi không thể nhìn thấy người của bọn họ ở trong hiện trường của buổi đấu thầu trực tiếp. Ngày thứ hai, Lý Tử Nhiệm mang theo các giám đốc điều hành của tập đoàn Thiên Lạc lên đường xuất phát. Võ Tiêu cùng với các đồng đội của cô thành lập ra một đội bảo vệ đã hộ tống cô suốt một quãng đường. Võ Tiêu, cô cảnh giác mọi người vẫn nên cẩn thận một chút. Sẽ có khả năng trên dọc đường chúng ta đi sẽ có người tới đây ngăn cản trước khi chuẩn bị lên đường, Lý Tử Nhiệm còn đặc biệt nhắc nhở mọi người cẩn thận. Dù sao đi nữa thì trước đó cũng có buổi đấu thầu hoặc đi tham gia hoạt động thương nghiệp, đi đến nửa đường cũng sẽ có đối thủ đi ra ngăn cản, nhằm mục đích để trì hoãn thời gian, từ đó khiến cho đối phương bỏ lỡ hoạt động. Đây cũng chính là những mánh khóe quen thuộc trên chiến trường thương mại. Tổng giám đốc Đoàn, cô cứ yên tâm đi, có chúng tôi bảo vệ cô ở đây tuyệt đối sẽ mang cô an toàn đi đến nơi tập trung đấu thầu. Trên mặt Võ Tiêu tràn đầy tự tin, đội ngũ xe cộ của tập đoàn Thiên Lạc cũng chậm rãi xuất phát, đang dần dần đi tiến về phía sân bãi tập trung. Vì để bảo đảm an toàn cho cả hai người vì vậy nên Phùng Ngọc Hân cũng đi từ một phương hướng khác cũng tiến về phía bãi sân cỏ tập trung. Hành tung của cô ta rất bí ẩn, trong công ty này ngoại trừ Lý Tử Nhiệm ra thì không một ai có thể biết được. Cho nên cũng không cần lo lắng rằng cô ta không đến được hiện trường của buổi đấu thầu trực tiếp. Mặc dù đã không có vấn đề gì xảy ra ở trên đường mà bọn cô đi nhưng không hiểu sao mí mắt phải của Lý Tử Nhiệm cứ nhảy lên không ngừng. Cô luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó muốn xảy ra. Võ Tiêu, cô đi điều tra xem xung quanh chúng ta có tình huống gì không. Để đảm bảo an toàn cho mọi người ở đây, cho nên Lý Tử Nhiệm đã để cho Võ Tiêu đi kiểm tra lại.
không có xuất hiện tình huống nào bất thường cả. Võ Tiêu đã xác nhận điều này là hoàn toàn chính xác. Oanh! Thì ngay lúc này, bên cạnh đường đi thì có một người bán hàng rong lái xe xích lô phóng ra ngoài này, bộ dạng lao ra của anh ta giống như đang bị nổi điên lên. Phanh! Chiếc xe xích lô đó cùng với một chiếc xe trong đội xe của tập đoàn Thiên Lạc hung hăng đụng chạm vào nhau. Phù phù! Đột nhiên người bán hàng rong bị đụng cả người bị bay lên cao 3-4 mét, cuối cùng anh ta cũng rơi xuống đất, rất nhanh sau đó cả người đã bị nhuốm một mảng lớn máu tươi. Xuy! Khi đó toàn bộ đội xe của tập đoàn Thiên Lạc phải lập tức dừng ngay lại. Quả nhiên sắc mặt của Lý Tử Nhiệm bây giờ đã chẳng bệch. Quả nhiên là tập đoàn Minh Thiên sẽ không đơn giản như vậy mà buông tha cho bọn cô. Chúng ta tranh thủ thời gian xuống xem người đó còn sống hay không. Mặc dù biết đây chỉ là một âm mưu, nhưng Lý Tử Nhiệm tốt bụng ngay lập tức nghĩ đến vẫn là an toàn sinh mạng của người kia. Cho dù đó chỉ là kẻ thù của mình. Mọi người cũng tranh thủ thời gian xuống xe, đi đến trước mặt của người bán hàng rong. Võ Tiêu đang thò tay xuống dò xét mạch đập của anh ta, cả người sắc mặt đều biến sắc. Đoàn, Tổng Giám Đốc Đoàn, mạch đạp đã không có. Oanh! Tin tức này đối với Lý Tử Nhiệm mà nói tới, đó chính là sấm sét giữa trời quang. Người như vậy mà lại có thể chết được. Chỉ vì để ngăn cản mình, mà tập đoàn Minh Thiên vậy mà thực sự có thể bỏ ra một cái giá đắt như vậy. Đây cũng là quá nhãn tâm đi. Trước kia cô cũng đã có lần bị rơi vào tình huống bị đối thủ cạnh tranh ngăn cản qua, nhưng tuyệt đối sẽ không có hành vi liên quan đến tính mạng của con người quá nghiêm trọng như vậy. Tập đoàn Minh Thiên như vậy cũng quá là độc ác rồi. Đâm chết người rồi. Cùng với những trận âm thanh la hét dữ dội, theo sau chính là một đám người nhảy vọt ra bên ngoài, bao vây lấy Lý Tử Nhiệm cùng những người khác, trong tay bọn họ cầm những đồ lau nhà dao phay. Còn vây xung quanh còn có những ngũ íp dân xung quanh. Đã đụng chết người khác, các người đừng hòng nghĩ đi đâu được. Mọi người đứng xung quanh gầm thét lên. Lý Tử Nhiệm bất đắc dĩ nói, người này cũng không phải do chúng ta đụng phải, đây chính là anh ta tự mình đụng vào chúng tét. Nhưng những lời giải thích này của cô thực sự là quá bất lực, không thể thuyết phục được bọn họ. Lại cực kỳ vừa vặn là cái đoạn đường này lại không có camera giám sát. Vậy mà chiếc xe xích lô kia góc độ lại vừa vặn kẹt vào điểm mù của xe. Nhưng mà cũng không có bằng chứng nào để lại. Đánh giảm, chúng tôi vừa rồi chính là tận mắt nhìn thấy, chính là xe của các người đã đụng chết anh ta. Các người đừng nghĩ xe tô thể rảo biện. Sẽ không thể nào có khả năng này. Đúng vậy, chúng tôi nhiều người như vậy đâu có thể nhìn thấy được, chứng cứ của chúng ta đều vô cùng xác thực, các người còn có cái gì có thể rảo biện. Võ Tiêu đang đứng ở bên cạnh, sắc mặt của cô ấy lúc này vô cùng tái nhợt. Đây cũng là sự sơ suất của cô ta. Cô ta thật ra đã phát hiện ra chiếc xe xích lô, nhưng cô ta cũng không nghĩ tới anh ta đột nhiên sẽ đụng vào xe của bọn cô. Tổng Giám Đốc Đoàn phải làm sao bây giờ? Võ Tiêu cũng không có ý kiến gì. Đứng ra chịu trách nhiệm đi. Đối phương bên kia đã sớm có những chuẩn bị từ trước, để đem tôi bao vây lại ở chỗ này. Cũng không có biện pháp nào khác nữa rồi. Lý Tử Nhiệm thở dài một tiếng, nhưng mà cô thấy thương sự đáng thương cho sinh mệnh vô tội của người kia. Cô thà rằng không cần hạng mục này, cũng không thể nguyện ý chính mắt nhìn một sinh mệnh đang sống như vậy xong bỏ mạng. Nhưng mà hạng mục đấu thầu bên kia của cô cũng không cần phải lo lắng. Vẫn còn may mắn là cô đã chuẩn bị tốt hai phương án. Nếu như cô không đi được, thì Phùng Ngọc Hân bên kia cũng sẽ đến thay thế. Các người cứ yên tâm, tôi cũng không có ý định sẽ rời đi nơi này. Tôi sẽ lưu lại đây để xử lý xong việc này. Lý Tử Nhiệm nói, dù sao đi nữa thì người chết này cuối cùng thì vẫn có quan hệ cũng với cô. Cô cũng sẽ suy nghĩ để xử lý thích đáng nhất. Ở một bên khác, ở trên một con đường cái của vùng ngoại ô, một cỗ xe con đang phi nhanh ở bên trong con đường. Phùng Ngọc Hân đang ngồi ngay ở bên trong đó. Cô ta chính là xuất phát từ một phương hướng khác để tiến về phía hiện trường của phiên đấu thầu đấu tình. Sau khi cô ta biết được tin Lý Tử Nhiệm bên kia đã xảy ra chuyện, thì Phùng Ngọc Hân đành thở dài một tiếng. Suốt. Một giây sau, xe đột nhiên dừng ngay. Phùng Ngọc Hân tập trung ánh mắt nhìn vào, phía trước xe của cô ta có mấy cái người áo đen đang đứng chặn ở đằng trước xe. Tổng Giám Đốc Phương, chúng tôi mời cô xuống đây để uống chén trà yên tâm, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ của cô, chúng tôi Z cũng cam đoan sẽ không làm khó cô. Bọn người đó đi đến cửa sổ trước của xe nói vào.
Phùng Bảo Hân thầm than thâm than trong lòng một tiếng, thôi xong cả rồi. Sau 2 tiếng đồng hồ, thì phiên đấu thầu trực tiếp đã sớm kết thúc rồi. Cái này rõ ràng chính là bọn họ đã mất công chuẩn bị đến đây để tìm ra cô. Hành tung của cô luôn đầy bí ẩn như vậy còn có thể bị bọn họ phát hiện ra sớm. Nhưng mà nếu bị mấy người này ngăn cản lại, thì cô cũng không có cách nào khác. Phùng Bảo Hân chỉ có thể đi xuống uống với bọn họ một chén trà. Từ Nhiệm, chính là tôi cũng không còn có cách nào khác nha, ở hiện trường phiên đấu thầu trực tiếp. Những giám đốc điều hành của tập đoàn Minh Thiên đã cùng nhau tụ tập ngồi lại một CS. Diệp Hiệu, quan Liễu Hiên cùng mấy người khác trên mặt chính là một bộ dạng đã nắm chắc được thắng lợi trong tay. Ở giữa sân đấu thầu còn có một ít nhà xí nghiệp lớn, đều là sau khi nghe nói hạng mục này được mở ra, đều là đến đây để tham dự buổi đấu thầu. Diệp Hiệu quan sát kỹ lưỡng những người này sau đó cười lạnh nói, nghe cho kỹ, hạng mục này cuối cùng cũng chỉ thuộc về tập đoàn Minh Thiên của chúng tôi. Nếu có người nào dám đấu thầu, chính là đang đối nghịch cùng tập đoàn Minh Thiên. Đó chính là đang tìm một con đường chết. Ngay ở trước mặt của mọi người, ông ta có thể nói bá đạo như vậy. Từ hết lần này tới lần khác mọi người ở đây lại không thể làm được cái gì, dù sao đây cũng là tập đoàn Minh Thiên. Hôm nay ở bên trong hội đấu thầu, bọn họ cũng chỉ là đến đây là để kiểm kê sĩ số mà thôi. Tổng Giám đốc Diệp, Phó Tổng Giám đốc Quan, sự việc của Lý Từ Nhiệm cùng với Phùng Bảo Hân bên kia đều đã được làm tốt rồi. Bọn họ sẽ không có cách nào để tới tham gia buổi lễ đấu thầu này được. Lúc này có một trợ lý nhỏ chạy tới đây để báo cáo tình hình. Diệp Hiệu cùng với quan Liễu Yên theo sau là mấy người khác trên mặt của bọn họ đều lộ ra nụ cười như ý nguyện. Chẳng qua cũng chỉ là một cái tập đoàn Minh Cường mà cũng muốn đấu với bọn họ. Quả thực chính là tại vì bọn họ đã đi mơ mộng ngu ngốc. Được rồi, cậu đã phủi sạch dấu vết đi chưa? Quan Liễu Yên hỏi. Chị cứ yên tâm đi, mọi chuyện đều đã được xử lý hết sức sạch sẽ, tôi xin cam đoan sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào có quan hệ nào cùng với tập đoàn Minh Thiên. Ngoại trừ chúng ta ra thì đã phong tỏa kín tất cả mọi đường, những người khác của tập đoàn Minh Cường nghĩ muốn đi đến cũng không thể nào có khả năng. Người trợ lý đứng một bên cười hắc hắc nói. Quan Liễu Yên một mặt vẫn tràn đầy cao ngạo nói, ngược lại thì tôi thật ra vẫn hy vọng rằng người của tập đoàn Minh Cường vẫn có thể đến được đây. Nếu như được dạng như thế này thì chúng ta mới thể không tịch mịch được, nhưng mà cũng thật sự là đáng tiếc a, tập đoàn Minh Cường cũng quá không có bản lĩnh đi, đến cùng thì vẫn không thể tới đây được, còn nói thế nào đến việc cùng chúng ta tranh đoạt hạng mục đây. Diệp Hiệu cũng cười cười nói, không sai, tập đoàn Minh Cường này cũng quá yếu ớ rồi. Sớm muộn gì thì cũng phải bị công ty của chúng ta thu mua lại thôi. Lúc này một người phụ trách hạng mục đấu thầu Phạm Nhất Bân đang đi ra bên ngoài này. Tổng Giám đốc Diệp, Tổng Giám đốc Quan sẽ đến đây ngay lập tức, chúng ta cũng nên đi vào đó trước thôi. Diệp Hiệu cười ha ha đáp lại, tôi đây cũng không phải là đang ngồi chờ tập đoàn Minh Cường đó hay sao? Tổng Giám đốc Diệp, thực sự cũng không dám giấu giếm gì ông, tập đoàn Minh Cường này giữa đường đã không may gặp không ít khó khăn, đã không thể tham gia được hội đấu thầu ngày hôm nay, xin mời ông nhanh chóng đi vào bên trong. Phạm Nhất Bân đi ở phía trước dẫn đường. Âm ầm. Ngay tại lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến một âm thanh của trận nổ thật to, âm thanh đó giống như sét đánh ngang trời. Mau nhìn trên bầu trời đi, mau nhìn lên đi. Có người kinh ngạc hô lên câu. Ong ong ong, không trung tạo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, âm thanh giống như tiếng sấm sét. Tất cả mọi người ở đây đều ngẩng đầu hướng lên trên không trung nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vài khung máy bay trực thăng tư nhân đang xoay quanh ở giữa không trung. Sau khi thấy bên trên của máy bay tư nhân phun dòng chữ sau, thì tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Tập đoàn Minh Cường. Mọi người đều sững sờ, ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên máy bay trực thăng đều là dòng chữ tập đoàn Minh Cường, không phải đây chính là đại biểu cho tập đoàn Minh Cường hay sao? Sau khi Diệp Hiệu cùng với quan Liễu Yên liếc nhìn nhau, trong lòng cả hai người đều rất là kinh hãi. Bọn họ đã phong tỏa kín tất cả những con đường mà tập đoàn Minh Vương có thể đi đến hiện trường hôm đấu thầu hôm nay, đã có thể cam đoan rằng bọn họ không thể đi đến nơi này. Nhưng nghìn lần cũng không nghĩ tới bọn họ vậy mà còn có thể từ trên trời đến. Âm ầm, chiếc máy bay trực thăng tư nhân xoay thành vòng tròn rồi hạ cánh xuống, sóng do cánh quạt của máy bay chế tạo kia đã quét ngang qua toàn trường. Diệp Hiệu, quan Liễu Hiên cùng những người khác bị gió thổi làm cho trên mặt bọn họ giò đầy bụi đất.
mọi người cũng nhao nhao bị sóng gió đánh buộc phải bước lui, và lần lượt trốn tránh. Nhất là Diệp Hiệu, người được coi là có đanh xương dòng máu cao quy, nhưng mà so sánh với bất người nào khác ông ta đều chạy nhanh hơn, thậm chí còn lộn nhào. Nếu mà chạy chậm một chút, ngay cả mạng cũng không muốn có sao. Từ trên trời xuống đây, điều này thì bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới. Bọn họ có thể phong tỏa kín được mỗi con đường trên bộ. Chính là không nghĩ tới tập đoàn Minh Vương cũng có máy bay trực thăng tư nhân, sẽ từ trên trời đến đây. Vài khung máy bay tư nhân dừng ở trước hội trường, Diệp Quân Lâm cùng Nam Phương từ trên máy bay đi xuống. Chính là anh ta. Diệp Quân Lâm. Quan Liễu Yên kinh ngạc nói. Anh ta chính là Diệp Quân Lâm sao? Cậu chủ Diệp Thần cũng đã nói cho tôi biết, anh ta như vậy nhưng mới thật sự là ông chủ sau lưng của tập đoàn Minh Vương. Diệp Hiệu giải thích nói. Trên mặt của Quan Liễu Yên tràn đầy kinh ngạc, nhưng mà cậu chủ Diệp Thần cũng đã nói rõ, anh ta vẫn như cũ không đáng giá được chúng ta nhắc tới, cậu chủ bảo chúng ta nhanh chóng đem chiếm đoạt lấy tập đoàn Minh Vương. Diệp Hiệu cười lạnh nói. Nhưng vậy cũng được, tôi mới có hứng thú hơn, Quan Liễu Yên oán độc, ánh mắt có chút tần nhãn âm u, nhìn chằm chằm vào người Diệp Quân Lâm. Sau khi xuống máy bay, Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua khung thời gian cười nói, rất vừa vặn. Sắc mặt của Phạm Nhất Bần có chút khó coi. Anh ta chính là người phụ trách riêng làm hạng mục đấu thầu này, vì vậy nên anh ta càng có khuynh hướng thiên vị tập đoàn Minh Thiên nhận được dự án hạng mục này. Bởi vì đám người của tập đoàn Minh Thiên này là người mà anh ta không thể trêu chọc vào. Lúc này tập đoàn Minh Vương tới đây, vấn đề này sẽ không thể nào dễ dàng giải quyết. Người cũng đã đến đông đủ rồi, các vị, mời đi vào bên trong. Phạm Nhất Bân đi ở phía đăng trước dẫn đường. Diệp Hiệu cùng với Quan Liễu Yên và mấy người khác cố ý đi vào bên cạnh Diệp Quân Lâm. Tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ đi, tranh đấu với chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Cậu căn bản vẫn không rõ ràng thực lực cùng bối cảnh của tập đoàn Minh Thiên. Diệp Hiệu cười lạnh nói. Quan Liễu Yên cũng phụ họa ở phía sau nói, mới lại cũng rất nhanh nữa thôi thì tập đoàn Minh Vương đều nằm trong tay của chúng ta. Anh cùng chúng tôi tranh đoạt những thứ như thế này để làm gì? Nhưng mà khi cô ta nhìn thấy dáng vẻ chẳng thèm ngó ngàng gì của Diệp Quân Lâm, Quan Liêu Yên lập tức đè nén tức giận nói, anh cũng nên sớm một chút từ bỏ, đối với anh điều này cũng có chỗ tốt. Anh chính là ông chủ của tập đoàn Minh Vương, điều này hoàn toàn chính xác là rất lợi hại, nhưng cũng đừng tưởng rằng anh là vô địch. Tại vì ở trong mắt của những nhân tâm lớn tầm cỡ, thì anh cũng chỉ giống như là loài sâu kiến bình thường khác. Thế giới này so với anh tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều lần. Diệp Hiệu cũng phụ họa nói, nghe nói cậu xem thường nhà họ Diệp sao? Ha ha, cậu quả thực vẫn quá ngây thơ, một góc của băng sơn nhà họ Diệp đều có thể khiến cho cậu không cách nào tưởng tượng được. Tên danh con, cậu cũng nên nhận rõ thực tế, cũng đừng muốn làm si ếch ngồi đáy giếng mãi. Diệp Quân Lâm cười cười, một mặt thì miệt thị quan sát Quan Liễu Yên cùng Diệp Hiệu. Thời điểm anh đi vào cửa của hội trường, Diệp Quân Lâm đột nhiên nói, được rồi mấy người các người cũng dừng lại ngay ở chỗ này đi. Không cần tiến vào bên trong làm gì. Cái gì cơ? Quan Liễu Yên, cùng Diệp Hiệu cùng mấy người khác đều sửng sốt, sững sờ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn vào Diệp Quân Lâm. Anh không cho chúng ta đi vào đây sao? Quan Liễu Yên hỏi. Phạm Nhất Bân cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả ông ta cũng đều không có cái quyền lợi như thế này. Nam Phương hãy coi chừng bọ nhọ. Một tên cũng để cho anh ta tiến vào bên trong. Tôi đã nói rồi đó. Cuồng vọng, bá đạo, kiêu ngạo. Lời nói của anh không thể nghi ngờ. Nhưng Phạm Nhất Bân và Diệp Hiệu hoàn toàn chết lặng. Quan Liễu Yên lập tức nói, Quân Lâm, anh có quyền gì ngăn cản chúng tôi tiến vào? Họ thể ngờ Diệp Quân Lâm thực sự muốn ngăn họ bước vào. Diệp Hiệu lập tức nói, anh Bân, anh là trưởng dự án. Việc anh ấy không cho chúng ta vào có thích hợp không? Tất cả chuyện này không phải do anh quyết định sao? Phạm Nhất Bân nhìn Diệp Quân Lâm và nói, đúng vậy, thưa ngài. Điều này có chút không thích hợp. Anh ta chỉ là một người trả giá. Anh ta làm sao có quyền gì để ngăn cản người khác vào? Lời nói của tôi chính là quyền. Hơn nữa kể cả lời của anh cũng chẳng tính là gì. Diệp Quân Lâm để lại một câu và bước vào địa điểm. Diệp Hiệu và Quan Liễu Yên có quỷ mới nghe theo Diệp Quân Lâm, bọn họ đang định tiến vào thì bị Nam Phương chặn đường. Mấy người không được vào. Vậy nếu chúng tôi nhất định phải vào thì sao? Diệp Hiệu lạnh lùng hỏi.
kiểm soát bọn họ. Nam Phương ra lệnh vài người tiến lên khống chế đám người Diệp Hiệu. Quân nói, tôi đang đợi. Diệp Quân Lâm chế nhạo. Ở phía bên kia Lý Tử Nhiệm đã giải quyết xong vấn đề. Phùng Ngọc Hân cũng đã được thả trở lại. Dù sao chúng ta cũng chưa đủ mạnh, đánh nhau với bọn họ vẫn là điều không khả thi đâu. Lý Tử Nhiệm thở dài. Những người như tập đoàn Lạc Thiên sẽ dùng mọi cách để ngăn chặn kiểu dự đấu thầu này, nhưng cô thì không thể. Sau khi mất dự án này thì kế hoạch của cô đã thất bại. Nếu không có địa vị xã hội, cô sẽ khó có tiếng nói trong nhà họ Đoàn, liệu cuộc hôn nhân của cô với Quân Lâm có còn bị cản trở không? Mang thai thôi là không đủ. Chào. Lý Tử Nhiệm thở dài. Lúc này Phùng Ngọc Hân đến văn phòng của cô và đưa cho cô một tài liệu. Lý Tử Nhiệm cầm lên xem qua, lộ ra vẻ kinh ngạc, hả? Dự án đã bị gỡ xuống. Ngọc Hân, dự án không bị dừng lại ư? Làm sao cậu có thể giành được nó chứ? Lý Tử Nhiệm tái mặt khó hiểu. Đương nhiên là mình bị chặn lại, và tất cả những người mình bí mật phái ra ngoài đều bị chặn lại. Lần này là dự án mà ông chủ đích thân đi lấy đó. Phùng Ngọc Hân lên tiếng giải thích. Cái gì, lại là ông chủ? Lý Tử Nhiệm chết lặng. Đúng. Ông chủ tại sao lại như vậy? Sao lại giúp mình chuyện này chứ? Lý Tử Nhiệm cảm thấy vô cùng bối rối và khó hiểu. Cậu quan tâm gì nhiều như vậy? Dù sao dự án cũng đã thắng rồi. Phùng Ngọc Hân liếc mắt một cái ý muốn nói, bởi vì cậu là ông chủ đó. Sau khi Lý Tử Nhiệm bình tĩnh lại, cô lập tức tìm gặp Diệp Quân Lâm. Dự án này chính thức thuộc về cô, đồng nghĩa với việc giá trị của cô sẽ tăng vọt. Cô có vốn để thách thức nhà họ Đoàn và gia đình họ Trịnh. Bà và bọn họ sẽ không thể kiểm soát cô được nữa. Nếu cô mang thai lần nữa thì không ai có thể ngăn cản cô. Không thể đợi Diệp Quân Lâm mạnh mẽ, bản thân cô cũng phải tiến về phía trước thôi. Từ Nhiệm, sao hôm nay lại qua tìm anh vậy? Diệp Quân Lâm hỏi. Chúng ta định ngày cưới nhé. Em nghĩ là ngày lành tháng sau chúng ta kết hôn đi. Lý Tử Nhiệm nói. Được thôi, anh sẽ cho em một đám cưới vang danh thế giới. Đúng một tháng sau, căn phòng tân hôn do Diệp Quân Lâm thiết kế mới hoàn thành. Đã đến lúc tiến hành một đám cưới thế kỷ, đám cưới này sẽ có sự góp mặt của mẹ anh, chị gái và các anh trai anh tới dự. Đối với Diệp Quân Lâm nó chắc chắn là một đám cưới trọn vẹn nhất. Tại đám cưới anh sẽ thú nhận danh tính của mình với Lý Tử Nhiệm. Nói với cô rằng anh, chồng của cô đã là chiến thần. Anh sẽ nắm lấy tay cô và thống trị thế giới. Ngoài ra em cũng đã sớm chuẩn bị cho việc mang thai. Phải mang thai rồi mới kết hôn, Lý Tử Nhiệm xấu hổ nói. Được thôi, đêm nay chúng ta sẽ không ở nhà, Diệp Quân Lâm mỉm cười nói. Vâng, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm đã ở bên nhau cả đêm. Sau một đêm cả hai đều đã trải qua một sự biến đổi. Hai người trở thành những người bảo vệ nhau bằng mạng sống của mình. Sau 10 năm cuối cùng hai người họ cũng ở bên nhau. Không ai có thể chia cắt ba người nữa, và cũng chẳng bao lâu sau sẽ có một gia đình ba người trên thế giới này. Ngày hôm sau khi Phùng Ngọc Hân nhìn thấy Lý Tử Nhiệm, cô ta đã ngạc nhiên hỏi, Tử Nhiệm, có điều gì không ổn với cậu ư? Chuyện gì vậy? Lý Tử Nhiệm đỏ mặt hỏi. Mình không thể nói rõ nhưng trông cậu có vẻ nữ tính hơn, Phùng Ngọc Hân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Lý Tử Nhiệm lúc này không biết làm gì khác ngoài đỏ mặt và cúi đầu thật thấp. Ngày cưới của cậu và Diệp Quân Lâm đã được ấn định, cậu có định sinh con lần này không? Phùng Ngọc Hân mỉm cười. Lý Tử Nhiệm liếc cô ta một cái rồi nói, Ngọc Hân, cậu cũng nên nhanh chóng tìm bạn trai đi. Không phải cậu thích ông chủ sao? Theo đuổi đi. Vẻ mặt của Phùng Ngọc Hân thoáng chốc ngưng trệ. Cô ta muốn theo đuổi nhưng khổ nỗi ông chủ lại là Diệp Quân Lâm thì làm sao cô ta có thể theo đuổi đây? Ông chủ không còn độc thân. Phùng Ngọc Hân mỉm cười. Hả, mấy ngày trước không phải vẫn còn độc thân sao? Nhanh như vậy đã không còn độc thân nữa rồi. Lý Tử Nhiệm rõ ràng đầy bất ngờ với thông tin này. Chà, nhanh quá, cậu cũng không phải đã chuẩn bị kết hôn với Diệp Quân Lâm sao? Việc Đoàn Lễ Nguyên và Diệp Quân Lâm mời đến dự đám cưới của họ nhanh chóng lan truyền khắp công ty. Ngay cả Lý Tử Nhiệm cũng rất tò mò. Sao mọi người lại trở nên nhiệt tình như vậy? Độ hot của Diệp Quân Lâm ở công ty cao như vậy sao? Lý Tử Nhiệm nghe nói thanh danh của Diệp Quân Lâm trong công ty không tốt lắm. Nhà họ Trịnh cũng nhận được tin tức ngay lập tức. Gì cơ?
ngày cưới của Lý Tử Nhiệm và Diệp Quân Lâm đã được ấn định. Chúng ta là ông bà mà không biết sao? Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng ngạc nhiên. Chúng tôi cũng không biết. Những người khác nói rằng họ không biết. Trịnh Quốc Thắng đã liên lạc với Đoàn Văn Chấn ngay lập tức. Đoàn Văn Chấn nói rằng ông ta cũng không rõ chuyện này. Ngô Thị Lan đã liên lạc với Trịnh Nhã Lan và Đoàn Hồng Thái. Kết quả là như nhau. Cả hai thậm chí đều không biết. Ngay cả bố mẹ cũng không biết ngày tổ chức hôn lễ, còn những người khác đều biết. Lý Tử Nhiệm này thật sự quá đáng. Ngô Thị Lan gần như nổ tung. Anh mau về đi, con gái anh sắp cưới với người khác rồi. Ngô Thị Lan hét lên. Ngay sau đó Đoàn Hồng Thái, Trịnh Nhã Lan, Đoàn Văn Chấn và những người khác đã tập trung tại gia đình nhà họ Trịnh. Mọi người đều tỏ vẻ bối rối. Ngày cưới của Lý Tử Nhiệm và Diệp Quân Lâm. Những người thân cận nhất không biết vậy mà đã lan truyền tới tai những người không phải thân thích kia. Nhìn xem, đây là con gái ngoan của anh. Anh còn không biết cô ấy đã kết hôn. Đây không phải là coi anh như cha mẹ. Không đề cập đến chúng ta. Tại sao, đây là sẽ không nhận ra chúng ta sao? Ngô Thị Lan tức giận nói. Con gái bất hiếu. Đoàn Hồng Thái bất lực thở dài. Ông ta và Trịnh Nhã Lan đều cảm thấy không liên quan, thật là xấu hổ làm sao. Chịu không nổi, tôi chịu không nổi. Ngô Thị Lan, Trịnh Quốc Thắng, Đoàn Văn Chấn và những người khác đều muốn nổ tung vì tức giận. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Lan thậm chí còn khó chịu hơn. Họ lập tức gọi cho Lý Tử Nhiệm, nghe nói con đã định ngày cưới rồi. Lý Tử Nhiệm bình tĩnh trả lời, đúng vậy, con đã thảo luận với Quân Lâm, dự định sẽ thông báo cho mọi người vào tối nay. Con đã thảo luận với chúng ta về đám cưới của con chưa? Trong mắt con còn có người cha người mẹ, còn có ông bà nhà họ Đoàn họ Trịnh không? Con không định nhận mẹ ruột nữa sao? Mà này, mẹ của Diệp Quân Lâm là mẹ của con vậy mẹ đây là gì của con chứ? Trịnh Nhã Lan tức giận đến mức suýt đập vỡ điện thoại. Lý Tử Nhiệm nói, mẹ, hiện tại con có thể tự mình phụ trách việc của mình. Không nhất thiết phải cùng mẹ bàn bạc, con nhất định sẽ tự mình thu xếp. Con chịu trách nhiệm được một việc lớn như hôn lễ đó sao? Hơn nữa không ai trong chúng ta đồng ý việc con tái hôn với Diệp Quân Lâm. Con thậm chí còn không hỏi ý kiến ông với bà, họ sẽ là người đứng ra làm chủ hôn cho con đó. Trịnh Nhã Lan liên tục đặt câu hỏi. Mẹ, tại sao mẹ phải làm chủ việc của con? Con biết mẹ sợ ông bà, nhưng chúng ta không cần họ làm chủ cho việc của chúng ta. Hơn nữa con hiện tại vốn vững vàng. Sẽ không để bất kỳ ai kiểm soát nữa. Lý Tử Nhiệm có chút không hài lòng nói. Tốt nhất con nên tới đây nói chuyện đi, nếu không bà nội con sẽ đi tìm con đó. Lý Tử Nhiệm và Diệp Quân Lâm chỉ có thể trở về nhà họ Trịnh trong sự bất lực. Trong bầu không khí trầm mặc, ai cũng mang một vẻ mặt ủ rũ. Quỳ xuống, Ngô Thị Lan lạnh lùng nói. Ý bà là gì ạ? Lý Tử Nhiệm hỏi. Bà bảo cháu quỳ xuống, con không hiểu sao. Cả cậu cũng quỳ xuống mau. Ngô Thị Lan nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm. Tại sao lại quỳ xuống? Bà cũng phải nói cho cháu lý do chứ. Lý Tử Nhiệm tiến lại gần nói. Lý Tử Nhiệm, cháu không biết mình đã làm gì sai sao? Sao cháu có thể quyết định một chuyện quan trọng như hôn nhân chứ? Thậm chí cháu còn ấn định cả ngày cưới, ngay cả chúng ta cũng không biết, ngay cả cha mẹ cháu cũng không biết. Ngô Thị Lan run lên vì tức giận. Lý Tử Nhiệm cười và nói, cháu có thể tự mình thu xếp mọi chuyện, không cần làm phiền tới mọi người. Mọi người chỉ cần đợi thời điểm rồi tới dự hôn lễ thôi. Xì, chúng ta đã đồng ý chuyện này chưa? Ngô Thị Lan đưa ra một câu nói nhàn nhạt, vậy thì bà nội, cháu cũng sẽ nói cho bà biết, hôn sự của cháu phải do cháu quyết định. Lý Tử Nhiệm ăn miếng trả miếng. Cháu có thể có năng lực này ư? Ngô Thị Lan hừ lạnh nói. Bây giờ cháu không còn bị nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh khống chế nữa. Bà nhìn xem. Lý Tử Nhiệm ném tập tài liệu cho Ngô Thị Lan. Ngô Thị Lan xem và không khỏi ngạc nhiên. Cái gì, Tử Nhiệm, cháu có thể làm được điều này ư? Ngô Thị Lan sửng sốt. Vâng, bây giờ cháu có thể tự quyết định việc của mình, phải không? Lý Tử Nhiệm dứt khoát hỏi. Mọi người ai nấy đều ngập ngừng. Thêm một tin nữa cho mọi người rằng cháu đã mang thai đứa con của Diệp Quân Lâm rồi. Còn chuyện này căn bản sẽ không thể thay đổi được nữa, trời ơi! Cái gì? Mọi người đều ai nấy đều muốn nôn ra máu. Giống như sấm sét giữa trời quang vậy.
Sau 10 phút mọi người chậm lại và chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Thật là hết nói nổi. Đoàn Hồng Thái thở dài. Lúc này Ngô Thị Lan liếc nhìn Diệp Quân Lâm và nói, tôi nghe nói đám cưới của hai người rất hoành tráng. Tôi có một điều kiện. Khốn kiếp, cậu không thể tổ chức hôn lễ này. Trịnh gia tôi sẽ không gả cho cậu đâu. Những người khác đồng thanh, đúng, đúng, đúng vậy, một đám cưới hoành tráng như vậy ít nhất cũng chấn động Nam gia. Nếu mẹ anh ấy tham dự, chúng ta sẽ không bị xấu hổ chứ. Đúng vậy, phải có một vài điều kiện để Đoàn gia nhà chúng ta không mất thể diện chứ. Đoàn Văn Trấn cũng nói, từ nhiệm thấy chưa, mọi người đồng ý với điều khoản của bà. Một nụ cười tự mãn xuất hiện nơi khóe miệng Ngô Thị Lan. Lúc này giọng nói của Đoàn Hồng Thái vang lên, là ba của con, ba cũng có điều kiện. Ba nói đi. Mọi người lần lượt nhìn Đoàn Hồng Thái. Vì hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Con và Diệp Quân Lâm đã trở thành một cặp vợ chồng, đó cũng là điều chúng ta đồng ý. Nhưng Diệp Quân Lâm phải nhập vào gia tộc nhà chúng ta. Đoàn Hồng Thái lạnh lùng nói. Nhập tộc. Diệp Quân Lâm sững sờ. Làm sao anh có thể gia nhập chiến thần uy nghiêm? Lý Tử Nhiệm cũng sửng sốt, tại sao lại muốn anh ấy nhập tộc chứ? Đúng, đúng vậy, muốn gả con gái cho tôi thì phải nhập vào gia tộc này. Nhập tộc không đơn giản, trước tiên tôi phải nói đến một số quy tắc. Đầu tiên sau khi nhập tộc cậu phải đổi thành họ Đoàn. Cậu không còn được gọi là Diệp Quân Lâm nữa, mà là Đoàn Quân Lâm. Tôi không muốn nghe anh nhắc đến Diệp Quân Lâm vào bất cứ dịp nào nữa. Thứ hai, sau khi vào nhà họ Đoàn của tôi, cậu phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào của nhà họ Đoàn. Chúng tôi không muốn nghe lời từ chối của cậu. Thứ ba, sau khi vào nhà họ Đoàn thì mọi việc trong cuộc sống của cậu sẽ do nhà họ Đoàn sắp xếp, kể cả người cậu gặp hàng ngày và tiêu bao nhiêu tiền đều phải báo cho chúng tôi. Thứ tư, tương lai cậu không được quyền lên tiếng, chỉ có thể nói khi chúng tôi để cho cậu nói. Đoàn Hồng Thái đưa ra 10 quy tắc khắc nghiệt. Đoàn Văn Trấn, Ngô Thị Lan và những người khác ngay lập tức ủng hộ điều đó. Được rồi, Hồng Thái có ý kiến hay. Muốn gả cho Từ Nhiệm thì phải tiến hành hôn lễ, sau khi nhập hôn thì phải tuân theo những quy tắc này, nếu không thì không có cách nào. Vấn đề lớn nhất mà họ yêu cầu đối với quy tắc này là họ được biết rằng Lý Từ Nhiệm hiện có giá trị tài sản dòng cao như vậy mà phải kết hôn với Diệp Quân Lâm thì thật là tệ. Vì vậy họ chỉ có thể tìm thấy sự cân bằng từ các khía cạnh khác. Ví dụ ý tưởng của Đoàn Hồng Thái rất đơn giản, Lý Tử Nhiệm rất tài giỏi như vậy mà lại kết hôn với Diệp Quân Lâm. Điều đó sẽ làm họ cảm thấy xấu hổ, quá xấu hổ. Hãy để Diệp Quân Lâm trực tiếp vào nhà họ Trịnh, và để sự ảnh hưởng của anh dưới sự chỉ đạo của hai nhà Trịnh Đoàn. Hơn nữa còn phải làm lễ nhập tộc, cậu nhất định phải ở trong nhà tổ của họ Đoàn. Trước tiên phải quỳ lạy tộc trưởng nhà họ Đoàn 3 lần mới được tính là nhập môn. Sau đó quỳ lạy 3 lần trước tổ tiên và tổ tiên sảnh đường mới được tính là nhập môn hoàn toàn. Đoàn Văn Trấn nói, đúng vậy, tôi cũng tán thành, nhất định phải có lễ nhập gia thì Trịnh gia tôi mới đồng ý. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng rất đồng tình nói. Trịnh Nhã Lan khóc và nói, nó là một đứa con gái xinh đẹp tài giỏi mà cuối cùng vẫn phải kết hôn với cậu ta. Tôi không muốn. Nhã Lan, hiện đã không cứu vấn được rồi. Chỉ có thể cho cậu ta vào thôi, mọi người thở dài. Lý Tử Nhiệm không bao giờ ngờ rằng dưới sự đảm gấp đôi của mình mà vẫn không thể kiểm soát nổi những chuyện này. Họ thực sự chỉ coi cô và Diệp Quân Lâm như một công cụ thôi sao? Đối với những điều luật này thì chuyện anh sẵn sàng hy sinh và đối tốt với cô mới là điều quan trọng hơn chứ. Thế là quá đủ rồi. Con gái, còn không nói gì ư? Nếu con còn muốn làm con của ba thì hãy đồng ý để Quân Lâm thực hiện như vậy đi. Nếu không cũng không còn cách nào. Đoàn Hồng Thái nhìn Diệp Quân Lâm và hỏi, cậu có bằng lòng nhập vào nhà họ Đoàn của chúng tôi không? Mọi người có mặt ở đó đều nhìn anh. Để thoát khỏi rắc rối, Lý Tử Nhiệm cũng hy vọng rằng Diệp Quân Lâm sẽ đồng ý. Trước tiên hãy cứ gật đầu để họ đồng ý trước, và cô sẽ lo liệu nốt mọi chuyện trong tương lai. Với cô, Diệp Quân Lâm sẽ không bao giờ xấu hổ. Đương nhiên không cần phải tuân theo các quy tắc đó. Đương nhiên là cháu không đồng ý, muốn cháu nhập tộc lại còn muốn cháu phải đổi họ tên là điều không thể. Cả đời cháu chỉ gọi là Diệp Quân Lâm, không ai có thể đổi họ của cháu. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Tên này là do mẹ anh đặt cho, không ai có thể thay đổi được. Nhìn thái độ kiên quyết của Diệp Quân Lâm, mọi người đều sửng sốt.
vậy cậu không muốn chúng tôi gả Từ Nhiệm cho, đúng không? Ngô Thị Lan lập tức nói. Kết hôn, đương nhiên cháu muốn kết hôn. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Muốn gả cho Từ Nhiệm thì nhất định phải kết hôn, bằng không thì không còn cách nào. Đoàn Hồng Thái từ chối. Cháu đã nói rõ ràng rồi. Thứ nhất, cháu muốn kết hôn với Từ Nhiệm. Thứ hai, cháu sẽ không đổi họ của mình và sẽ không nhập tộc. Thứ ba, mẹ cháu phải tham dự hôn lễ. Thái độ của Diệp Quân Lâm kiên định chắc chắn tạo cho mọi người một ý niệm không thể nghi ngờ. Điều này khiến gia đình họ Đoàn và họ Trịnh choáng váng. Diệp Quân Lâm dám nói chuyện với họ như thế này sao? Diệp Quân Lâm, cậu cho rằng mình có tư cách nói chuyện sao? Còn không tự biết bản thân là người như thế nào sao? Từ Nhiệm có tài sản trị giá hàng trăm tỷ đô la, cậu có xứng đáng không? Đoàn Hồng Thái tức giận hét lên. Sự mất cân bằng lớn nhất trong cuộc hôn nhân này là khoảng cách địa vị giữa Diệp Quân Lâm và Lý Từ Nhiệm quá lớn. Gia đình họ Đoàn và họ Trịnh luôn cảm thấy việc gả Lý Từ Nhiệm cho Diệp Quân Lâm là điều đáng tiếc. Nó giống như bông hoa nhài cắm bãi phân châu vậy. Diệp Quân Lâm cười nói, cháu cảm thấy đáng đó chứ, lúc này bóng dáng cao lớn của Diệp Quân Lâm đã đi thẳng vào trái tim Lý Từ Nhiệm. Như thể Diệp Quân Lâm đã trở lại là Diệp Quân Lâm 6 năm trước. Có vẻ như mọi điều anh nói đều là sự thật. Nhưng Lý Từ Nhiệm hiểu rằng những gì Diệp Quân Lâm nói đều xứng đáng với danh tính địa vị của anh. Anh là con trai của Diệp Minh Thiên và là cháu trai của nhà họ Trí. Đương nhiên xứng với cô. Tuy nhiên Lý Từ Nhiệm hy vọng rằng Diệp Quân Lâm có thể xứng đáng với cô bằng chính thực lực của mình giống như 6 năm trước. Xứng đáng, ha 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 ha. Ngay lập tức những tràng cười nổ ra từ tứ phía. Làm sao anh có thể xứng đáng với Lý Từ Nhiệm? Từ Nhiệm bây giờ quá mạnh, anh thậm chí còn không xứng đáng để mang giày cho cô, làm sao có thể so sánh được? Cậu xứng đáng ở chỗ nào? Cậu có buồn cười không? Diệp Quân Lâm, cậu thật sự không có chút tự biết thân biết phận nào sao? Cả gia đình nhìn Diệp Quân Lâm như một đứa ngốc. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Chưa kể anh còn là một chiến thần lẫy lừng ở Côn Luân, cầm quân ở Đại Lạc và trị vì thiên hạ. Riêng danh tính ông chủ tập đoàn Minh Cường đã hoàn toàn xứng đáng. Lý Từ Nhiệm có thể đạt được giá trị như thế này, ngoài sự cố gắng của cô còn có một phần công sức của Diệp Quân Lâm. Thậm chí có thể nói thành tựu của cô đều do Diệp Quân Lâm tạo ra, làm sao lại không xứng đáng. Đừng lo lắng, lúc đó cháu sẽ cho Từ Nhiệm thấy thân phận thật của mình trong đám cưới. Cháu cũng sẽ cho chú biết thân phận thật của mình, vậy nên mọi người im lặng đi. Diệp Quân Lâm nói. Diệp Quân Lâm có thể tưởng tượng ra sự thay đổi của những người này vào ngày mà danh tính của anh được tiết lộ. Ha ha ha, thân phận thật, cậu đang lừa gạt chúng tôi sao? Chúng tôi không biết cậu là người như thế nào sao? Mọi người có mặt đều bật cười. Thằng nhóc này muốn làm một bộ phim bom tấn và gây sốc cho tất cả chúng ta. Không thể nào, Ngô Thị Lan khinh bỉ nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nhìn đám đông và nói, vậy thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe một bí mật. Bí mật. Mọi người đều sửng sốt, tò mò nhìn Diệp Quân Lâm. Ngay cả Lý Từ Nhiệm cũng nhìn Diệp Quân Lâm. Anh có một bí mật ư? Diệp Quân Lâm cười nói, thật ra, 6 năm qua tôi chưa hề ngồi tù. Lời nói quả nhiên có sức bùng nổ, ai nấy đều sốc tới mức ngây người ra. Mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Ai cũng đều cho rằng Diệp Quân Lâm đã phải ngồi tù 6 năm. Kết quả là không. Điều này làm cho trong lòng mọi người ai nấy đều như có trăm ngàn con sóng. Đồng loạt đưa mắt nhìn anh ấy một cách khó tin. Lý Từ Nhiệm càng thêm sốc, cơ thể cô run lên bần bật. Chẳng trách cô vẫn có thể đến thăm Diệp Quân Lâm khi anh ở trong tù. Nhưng 3 tháng sau, dù thế nào cô cũng sẽ không để gặp Diệp Quân Lâm trong đó được nữa. Trong nhiều năm liên tiếp, cô không bao giờ nhìn thấy Diệp Quân Lâm trong nhà tù. Bây giờ cô đã hiểu rằng Diệp Quân Lâm hoàn toàn không phải ở trong tù. Anh không phải ngồi tù. Đoàn Hồng Thái răng run lên. Đúng, ngay sau khi vào tù, cháu đã được chứng minh vô tội. Bởi vì phương thức của nhà họ Diệp nhanh chóng bị vạch trần, cháu đã bị xử oan. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Lý Từ Nhiệm dở khóc dở cười nói, 6 năm nay anh ở đâu? Sao anh không trở về? Đây không chỉ là thắc mắc của riêng Lý Từ Nhiệm mà còn là thắc mắc của tất cả mọi người. Trong 6 năm qua Diệp Quân Lâm đã đi đâu? Diệp Quân Lâm nhìn Lý Từ Nhiệm nói, anh còn chưa nói cho em biết được, anh định đợi đến hôn lễ sẽ nói cho em biết.
nhưng anh có thể đảm bảo với em rằng anh hoàn toàn xứng đáng với em, và anh có thể cho em một tương lai tốt đẹp hơn. Làm cho em trở thành niềm ghen tị của tất cả mọi người. Nghe vậy Lý Tử Nhiệm cảm thấy rất phấn khích. Có lẽ Diệp Quân Lâm có thể làm cho cô bất ngờ. Cô càng ngày càng mong chờ tới đám cưới. Thấy những gì Diệp Quân Lâm nói rất nghiêm túc, mọi người ai nấy cũng đều nghiêm túc xem xét. Diệp Quân Lâm quét mắt qua tất cả rồi lạnh lùng nói, nếu thân phận của cháu bị bại lộ thì chắc chắn mọi người sẽ không dám đặt ra quy tắc nào cho cháu đâu. Nếu không tin thì mấy người có thể đợi đến hôn lễ. Đoàn Hồng Thái nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm và nói, được rồi. Tôi sẽ đợi đến ngày cưới để xem cậu là ai. Nếu cậu xứng với Tử Nhiệm, thì tôi sẽ từ bỏ. Nếu cậu dám lừa chúng tôi thì cậu biết hậu quả rồi đó. Hừ, nếu là nói dối thì chúng tôi sẽ khiến cậu không bao giờ có được Tử Nhiệm. Những người khác cũng đồng loạt đe dọa. Sau khi rời khỏi nhà họ Triệu, Lý Tử Nhiệm thấp giọng hỏi, những điều anh nói vừa rồi có phải là sự thật không? Đương nhiên là thật, anh không có đi tù đâu. Dưỡng Quân Lâm mỉm cười. Thôi, em đợi tới đám cưới thì anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện. Lý Tử Nhiệm tâm trạng luôn háo hức mong chờ điều đó. Gần đây Lý Tử Nhiệm ngày càng bận rộn hơn. Hàng ngàn tỷ dự án cần được quản lý, công việc hàng ngày và chuẩn bị cho hôn nhân. Thêm vào đó là một bộ phim truyền hình sẽ được quay gần đây. May mắn thay Vương Tấn Nghĩa phó chủ tịch tập đoàn Thiên Lạc, và những người khác đã đứng ra bênh vực cô. Điều đó đã khiến cô thoát khỏi rất nhiều rắc rối, cũng giúp cô không phải bận rộn nữa. Phó chủ tịch, Vương, gần đây phải làm phiền anh rất nhiều. Vương Tấn Nghĩa cười nói không thành vấn đề, gần đây phòng làm việc của Lý Vị Ương thường xuyên đến tìm Lý Vị Ương sau giờ làm việc, dù sao gần đây cũng có quá nhiều phiền phức. Trong tòa nhà Kim Long, Diệp Hiệu đang họp với quan Liêu Yên và những người khác. Tôi nghe nói sắp tới đây đây Lý Tử Nhiệm sẽ kết hôn. Ha ha, tôi hy vọng cô ta và Diệp Quân Lâm thích món quà mà chúng tôi đã chuẩn bị. Quan Liêu Yên mỉm cười. Chống lại tập đoàn Minh Thiên thì sẽ phải nhận lấy kết cục. Trong mắt Diệp Tiêu hiện lên một tia dữ tợn. Họ luôn ôm mối hận vì bị Diệp Quân Lâm bắt đi, mối hận này không thể không trả lại cho anh. Ngày tháng trôi qua, những ngày này Lý Tử Nhiệm và Diệp Quân Lâm sống trong khách sạn. Hơn 10 ngày sau, Lý Tử Nhiệm đột nhiên nói với Quân Lâm, em không thấy tới ngày hả? Thật không? Diệp Quân Lâm chồng rất vui. Em sẽ kiểm tra sau, anh không cần bận tâm đâu. Trên thực tế Lý Tử Nhiệm đã âm thầm tự mình kiểm tra, và kết quả là cô đã có thai. Nhưng đợi sau khi xác nhận tại bệnh viện, cô mới nói với Diệp Quân Lâm một cách tự tin. Được rồi, anh đang chờ tin vui của em. Thực ra Diệp Quân Lâm cũng muốn đi theo, nhưng anh ấy lo lắng quá, nên ở nhà đợi tin tức thì hơn. Vào buổi sáng, Lý Tử Nhiệm và Võ Tiêu đến bệnh viện để kiểm tra. Hả, lúc nào cũng có cảm giác có người theo dõi chúng ta. Võ Tiêu trực giác nhận ra điều gì đó bất thường. Quay lại thì mọi người vẫn bình thường. Thỉnh thoảng một vài bệnh nhân đeo khẩu trang đi qua và cũng không có ai khác. Võ Tiêu, cô là người quá nhạy cảm. Lý Tử Nhiệm nói xong liền trực tiếp đi kiểm tra. Vào buổi chiều, kết quả kiểm tra được đưa ra. Chúc mừng cô Nguyên, cô đã có thai. Bác sĩ mỉm cười nói. Lý Tử Nhiệm khóc vì sung sướng. Đã gần 10 năm, một chặng đường chông gai, cuối cùng cô cũng có được sự kết tinh của tình yêu với Diệp Quân Lâm. Cô vội vàng trở lại công ty cùng với Võ Tiêu một cách hào hứng. Khi cô chuẩn bị thông báo cho Quân Lâm và Phùng Ngọc Hân thì cô thư ký nhỏ tông cửa vào nói, cô Nguyên, không ổn rồi. Đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Chuyện gì đã xảy ra? Lý Tử Nhiệm tỏ vẻ khó hiểu. Cô thư ký nhỏ đẩy cuốn sổ đến trước mặt Lý Tử Nhiệm. Bùm! Sau khi nhìn thấy những thứ trên, não của Lý Tử Nhiệm nhói lên một chút. Một thông báo hiển thị trên màn hình máy tính, chủ tịch tập đoàn Thiên Lạc Lý Tử Nhiệm đang mang thai, ai là cha của đứa trẻ? Tình hình thế nào? Chúng ta vừa nhận được kết quả khám thai, liền bị truyền thông phanh phui sớm như vậy ư? Võ Tiêu ngạc nhiên nói. Lý Tử Nhiệm trong lòng thở dài, cô đã đoán được rằng ai đó sẽ nhắm vào cô. Mọi thứ đều được tính toán trước. Thời gian gần đây Lý Tử Nhiệm đã tạo được tiếng vang và rất được quan tâm. Ngay khi thông tin được tung ra đã khiến khán giả bàng hoàng. Sau khi phương tiện này bị phanh phui, chỉ trong vòng một phút hàng chục trăm phương tiện truyền thông khác đã tung tin. Tin tức dồn dập ập đến,
và ngay lập tức tất cả các phương tiện thông tin lớn, báo chí và các kênh khác đều bị chiếm đóng bởi tin tức về việc Lý Tử Nhiệm mang thai. Ngay lập tức, Hải Phòng và tất cả các khu vực lớn ở phía Nam đều biết rằng Lý Tử Nhiệm đang mang thai. Từng thông tin vẫn đang lên men từng bước, và sức nóng đang tăng lên từng chút một. Trong vòng chưa đầy 10 phút, giới truyền thông tung ra làn sóng tin tức thứ hai về phỏng đoán của cha đứa bé mà Lý Tử Nhiệm mang thai. Đầu tiên, Lý Tử Nhiệm và Diệp Quân Lâm đã ly hôn từ lâu và họ không có quan hệ tình cảm. Thứ hai, trong 6 năm Diệp Quân Lâm bị giam giữ, không có tin đồn nào được tung ra. Thứ ba, Diệp Quân Lâm chưa bao giờ chạm vào Lý Tử Nhiệm. Thứ tư, gần đây Lý Tử Nhiệm thường xuyên ra vào khách sạn, thậm chí cô còn đến hiệu thuốc để mua thuốc. Những lý do được liệt kê chứng tỏ đứa trẻ chắc chắn không phải con của Diệp Quân Lâm. Chính trong thời gian ly hôn, Lý Tử Nhiệm đã mang thai. Ngay sau đó mọi người đưa ra hai kết luận. Đầu tiên, việc Lý Tử Nhiệm mang thai khi chưa lập gia đình đã trở thành sự thật, và cô ấy thậm chí còn đã nhận kết quả khám thai của mình. Thứ hai, Lý Tử Nhiệm có thể đã có mối quan hệ ngầm với một số người trong một thời gian dài, ngay cả trong cuộc hôn nhân của cô với Diệp Quân Lâm đã kết thúc. Ngay sau khi hai kết luận này được đưa ra, chúng đã được xào nấu lại thành nhiều phiên bản. Nó đang sôi ở khắp mọi nơi. Lý Tử Nhiệm cũng sẽ bị đập xuống đất nếu mọi chuyện vẫn cứ tiến triển như vậy. Các phương tiện truyền thông lớn vẫn đang rà soát xem ai là cha của đứa trẻ này. Ai cũng tin rằng sẽ sớm có kết quả. Cùng lúc đó các tay săn ảnh sống trong bóng tối và các thám tử tư đang truy tìm cha của đứa trẻ. Hầu như việc Lý Tử Nhiệm mang thai đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Mọi người đang tìm kiếm cha của đứa bé đó. Bùm, nhìn vào tin tức trên các phương tiện truyền thông, Lý Tử Nhiệm như bị sét đánh, mặt tái mét và không còn chút máu. Võ Tiêu tức giận nói, đây rõ ràng là có người hăm hại. Quá khó chịu, cô vẫn chưa biết nên xử lý chuyện này thế nào. Rõ ràng cái thai này là của Diệp Quân Lâm, làm sao có thể có nhiều tin tức rối ren như vậy? Lý Tử Nhiệm có thể nghĩ ra ai đã làm ra nó. Thật không may cô đã tìm thấy nó quá muộn. Phùng Ngọc Hân vội vàng chạy đến sau khi nghe tin. Chuyện của Tử Nhiệm có chút lón. Bây giờ công ty dưới lầu toàn là phóng viên và papara. Lần này giới truyền thông đều tới xử lý câu. Cậu tạm thời trốn đi, đừng có ở trong công ty, nếu không thì rất nhiều rắc rối đó. Phùng Ngọc Hân đề nghị một vài điều. Được. Để mình trốn trước đã với sự giúp đỡ của Võ Tiêu, Lý Tử Nhiệm dễ dàng qua mặt các phóng viên và các tay săn ảnh rồi rời khỏi công ty. Cô muốn đến khu chung cư của công ty nhưng không ngờ rằng khắp nơi đều có cánh phóng viên săn ảnh. Đến biệt thự là không được, nhất định có người đã ở đó. Lý Tử Nhiệm cẩn thận cân nhắc. Cô Nguyên, tại sao không đến khu chung cư của tôi? Sau đó Võ Tiêu đã đưa Lý Tử Nhiệm về căn hộ của mình. Nhưng thời điểm Võ Tiêu lái xe vào khu chung cư của cô ta, một nhóm người đang trốn trong bóng tối lập tức nhìn sang. Nào, bọn họ thực sự tới đây, tôi đều đã nhìn thấy hết, đừng bỏ sót chi tiết nào. Một nhóm các tay săn ảnh đã chụp được Lý Tử Nhiệm và Võ Tiêu. Vừa bước vào khu chung cư của Võ Tiêu, Vương Tấn Nghĩa đã gọi điện. Cô Nguyên, nghe nói hiện tại cô chuẩn bị đi trốn, còn cần tôi ký bao nhiêu văn bản gấp. Vương Tấn Nghĩa ở đầu dây bên kia rất lo lắng. Được, tới tìm tôi. Địa điểm là... Khoảng nửa giờ sau, ông chủ của đám papara hét lên, đến rồi. Mọi người nhìn kỹ, đội săn ảnh của họ thường kiểm sống bằng cách chụp và tìm hiểu tài liệu đen của những người nổi tiếng. Ai đó đã nói với họ hôm nay rằng họ có thể nhận được tin tức lớn ở đây. Lúc đầu họ không tin nhưng từ khi thấy Lý Tử Nhiệm thì họ bắt đầu tin dần rồi. Chẳng mấy chốc một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước khu chung cư của Võ Tiêu. Một người đàn ông mặc vest và đi giày ra bước xuống xe, chưa kể còn đội mũ và đeo khẩu trang. Sau khi Lý Tử Nhiệm nhìn thấy bộ dạng của Vương Tấn Nghĩa, cô giật mình nói, Phó Chủ tịch Vương, sao anh lại ăn mặc như thế này? Cô Nguyên, cô mau ký đi. Vương Tấn Nghĩa đưa tài liệu cho Lý Tử Nhiệm. Lý Tử Nhiệm không nghĩ nhiều đặt bút liền ký nhưng không thể ngờ rằng tất cả những điều này là một âm mưu. Cô đã ở trong bẫy rồi. Sau khi ký xong Vương Tấn Nghĩa quay người xuống xe, ngay lúc đó trên miệng Vương Tấn Nghĩa nở một nụ cười thành công. Sau đó Vương Tấn Nghĩa đã lái xe rời khỏi đây. Ông chủ của đám săn ảnh hỏi, tất cả các bạn đã sẵn sàng để phát tin chưa? Xong rồi,
Ha ha, không ngờ Lý Từ Nhiệm có thai với người đàn ông này. Đúng, đúng vậy, nhìn người đàn ông này được che đậy chặt chẽ làm sao. Còn đội cả mũ và một chiếc khẩu trang nữa. Đó chắc chắn là người yêu của Lý Từ Nhiệm. Ông ta mỉm cười nói, mau sắp xếp đồ đạc và gửi đi, sau đó kiểm tra xem người đàn ông này là ai, chúng ta sẽ phát tài. Đã phát hiện ra, người này là phó chủ tịch tập đoàn Thiên Lạc, Vương Tấn Nghĩa, 39 tuổi. Là cánh tay phải của Lý Từ Nhiệm. Một người mỉm cười. Ông chủ đám săn ảnh lạnh giọng nói, loại phụ nữ này đúng là không có chuyện tốt. E rằng cùng phó chủ tịch này quan hệ đã lâu, cô ta thậm chí còn muốn sinh con. Ừ, cũng không biết xấu hổ đúng không? Anh ta thậm chí đã có vợ và hai đứa con rồi. Thật không biết xấu hổ. Chúng ta nhất định phải vạch trần tất cả, cho mọi người biết bộ mặt thật của người phụ nữ này. Các tay săn ảnh rất thích thú. Ông chủ đám săn ảnh cười nói, Lý Từ Nhiệm lần này nhất định sẽ bị đánh đến không ngóc đầu lên được. Lâu rồi anh ta không được hạnh phúc như vậy. Cú đánh squat này sẽ không chỉ cho phép anh ta kiếm tiền mà còn tiêu diệt nhân vật siêu việt này. Cảm giác này sảng khoái không thể tải hơn một giờ trôi qua. Đồng thời các phương tiện truyền thông lớn một lần nữa tiết lộ tin tức gây sốc, cha đứa trẻ trong bụng Lý Từ Nhiệm đã được tìm thấy. Hóa ra là, sau khi mọi người nhấp vào, họ phát hiện ra rằng Lý Từ Nhiệm mang thai với Vương Tấn Nghĩa. Thông tin của Vương Tấn Nghĩa cũng được liệt kê chi tiết. Vương Tấn Nghĩa là phó chủ tịch của Lý Từ Nhiệm, đã làm việc cùng nhau được nửa năm, thường xuyên làm việc và tổ chức các cuộc họp cùng nhau. Điều quan trọng nhất là Vương Tấn Nghĩa đã 39 tuổi và có hai con. Lý Từ Nhiệm có hành vi như vậy chính là kẻ thứ ba, cô đang qua hệ với hành vi như một người đàn ông đã có gia đình. Không chỉ là phỏng đoán, mà bọn họ còn là bằng chứng mạnh mẽ. Đầu tiên là hình ảnh và video của Vương Tấn Nghĩa và Lý Từ Nhiệm trong quá trình làm việc, thường đi đến một nơi với nhau. Thứ hai, gần đây Vương Tấn Nghĩa và Lý Từ Nhiệm thường ra vào khách sạn gần như cùng lúc. Thậm chí họ còn liệt kê tất cả hồ sơ tiêu thụ của mình. Thứ ba, sau khi vụ việc nổ ra vào buổi trưa, Lý Từ Nhiệm đã bí mật rời khỏi công ty và trốn đi đâu đó. Kết quả là ai đó đã chụp ảnh cuộc gặp riêng của Lý Từ Nhiệm và Vương Tấn Nghĩa trước căn hộ. Trong video, Vương Tấn Nghĩa đang đội mũ và đeo khẩu trang. Thứ tư, đoạn video Lý Từ Nhiệm khám bệnh trong bệnh viện sáng nay. Cách cô ấy không xa là một người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang, Vương Tấn Nghĩa. Những bằng chứng hình ảnh và video này đủ để chứng minh rằng Lý Từ Nhiệm có thai với Vương Tấn Nghĩa. Hai người thân thiết đến mức cô đã được Vương Tấn Nghĩa đi cùng để kiểm tra thai kỳ. Lý Từ Nhiệm chết lặng sau khi nhìn thấy tất cả những điều này. Hóa ra Vương Tấn Nghĩa cũng chỉ coi cô là con tốt trong kế hoạch và quan trọng nhất là anh ta đã yêu cầu cô ký tên trước mặt anh ta để làm video này. Nhớ tới Võ Tiêu hồi sáng luôn nói luôn cảm thấy có người theo dõi mà cô cũng không để ý. Thì ra Vương Tấn Nghĩa cũng đang ở bệnh viện, thật đáng tiếc vì khó đề phòng. Những lời xúc phạm dồn dập ập đến. Gần như toàn bộ mạng đều chửi Lý Từ Nhiệm là công chúa vô liêm sỉ và phá hoại gia đình người khác. Nhiều video của cô và Vương Tấn Nghĩa đang được lưu hành. Hầu hết các bằng chứng giả mạo hoặc chỉnh sửa cũng được mọi người lấy làm thật. Rốt cuộc sự thật đã ở trước mặt mọi người. Sau khi Phùng Ngọc Hân biết được tin tức, cô ta đã liên lạc với Lý Từ Nhiệm càng sớm càng tốt, sự kiện lớn của Từ Nhiệm không tốt và Vương Tấn Nghĩa đã biến mất. Đây là một âm mưu, và nó nhằm hủy hoại cậu đấy. Mọi thứ đều rất quan trọng, không có gì có thể khiến Lý Từ Nhiệm thanh minh trong lúc này. Thêm nữa cậu hãy mau chuyển đi, chỗ của cậu đang ở đã bị lộ, bọn họ sẽ sớm tới tìm cậu Deto. Lý Từ Nhiệm và Võ Tiêu chuẩn bị rời đi, một số lượng lớn người đã xuất hiện ở tầng dưới. Lúc này, họ muốn thoát cũng không được. Cô Nguyên, nên làm gì tiếp theo? Ngô Tiêu hỏi. Để tôi gọi điện cho anh ấy. Lý Từ Nhiệm mở điện thoại gọi cho Diệp Quân Lâm. Chồng, em có chuyện nghiêm trọng, anh biết không? Diệp Quân Lâm vẫn chưa đi ra ngoài vì hồi hộp nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Gì co, Diệp Quân Lâm mở máy và choáng váng. Có phải đã xảy ra chuyện lớn như vậy trong một thời gian dài? Em đang ở đâu, anh tới đón. Sau khi nắm được địa điểm, Diệp Quân Lâm nhanh chóng đến tòa nhà. Tới nơi đã thấy nó được bao quanh bởi các tay săn ảnh và phóng viên, thật sự rất khó để thoát ra ngoài. Diệp Quân Lâm đã liên lạc với một vài người và yêu cầu bọn họ đẹp đường cho cô.
ngay sau đó những người này đã được đuổi đi. Diệp Quân Lâm đã thành công đón Lý Tử Nhiệm và đưa cô vào khuôn viên nhà họ Trí, vì vậy không ai có thể đến gần. Nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Trong trang viên của nhà họ Trí, cái gì? Tử Nhiệm không mang thai con của Diệp Quân Lâm. Cô ấy mang thai đứa con của người đã kết hôn. Ngô Thị Lan tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Họ không thể chấp nhận đứa con mà Lý Tử Nhiệm đang mang thai. Bây giờ cô lại là kẻ thứ ba đi sinh con cho người khác thì làm sao họ có thể chịu được? Mẹ, mẹ hãy nghĩ xem Tử Nhiệm là ai? Liệu con bé có làm chuyện ngu ngốc như vậy không? Trịnh Nhã Lan và Đoàn Hồng Thái đương nhiên đều một lòng tin tưởng cô. Hừm, tôi cũng không tin, nhưng trước mặt nhiều chứng cứ như vậy, tôi nhất định phải tin. Ngô Thị Lan tức giận nói. Đúng vậy, một số bằng chứng là giả nhưng bằng chứng quan trọng là sự thật. Bây giờ tên đó đã trốn thoát vì sợ phạm tội. Trịnh Quốc Thắng bực tức nói, đáng tiếc đã xảy ra một vụ tai tiếng như vậy, sau này làm sao có thể tiếp tục ngẩng mặt lên với người khác chứ? Nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh chúng ta sẽ phải mất mặt. Lý Tử Nhiệm mà ở trước mặt tôi thì tôi phải tát cô ta mất cái thật nặng. Dù nói thế nào đi nữa, vợ chồng chúng con vẫn luôn tin tưởng con bé, nhất định là có Hiểu Lâm ở phía bên kia, trước tòa nhà văn phòng chung của tập đoàn Minh Cường và tập đoàn Thiên Lạc, vô số phóng viên và giới truyền thông phải phỏng vấn. Lúc này Hàn Dĩnh, một phó chủ tịch khác của Thiên Lạc cũng đứng lên, trước hết tôi thay mặt tập đoàn Thiên Lạc xin lỗi công chúng. Người phụ trách Thiên Lạc đã gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, là lỗi của chúng ta. Cuộc sống riêng tư của Lý Tử Nhiệm luôn lộn xộn, ly hôn với chồng cũ không nói rõ ràng, nhưng thường xuyên móc nối với một số dự án giải trí của chúng tôi. Nhưng cô ấy là chủ tịch, chúng tôi không thể nói ra. Một lần nữa xin lỗi mọi người. Hàn Dĩnh cúi đầu trước ống kính. Cô ấy đã xin lỗi với tư cách là một phó chủ tịch. Hành động đó tương đương với việc tập đoàn Thiên Lạc công nhận hành vi của Lý Tử Nhiệm. Ngay sau đó các phóng viên truyền thông đã lan truyền câu chuyện tập đoàn Thiên Lạc thừa nhận rằng Lý Tử Nhiệm đã có quan hệ bất chính với Vương Tấn Nghĩa và mang thai cho anh ta. Ngay lập tức sức nóng của vấn đề này lại tăng lên. Toàn bộ công ty nhìn Hàn Dĩnh một cách khó tin. Một người thường ngày cần mẫn và tận tâm, tại sao lại đột nhiên đứng lên chỉ trích Lý Tử Nhiệm vào lúc này? Hàn Dĩnh, ý cô là gì? Tử Nhiệm đối xử tốt với cô như vậy? Phùng Ngọc Hân dừng lại ngay lập tức. Hàn Dĩnh lạnh lùng nói, tôi cảm thấy xấu hổ vì có một cô chủ như vậy. Và bằng chứng là chắc chắn, Phùng Ngọc Hân cô có điều gì khác để nói không? Hàn Dĩnh nhìn những người khác và nói, tôi nghĩ rằng Lý Tử Nhiệm không còn có thể làm chủ tịch công ty nữa. Mọi người nên cách chức cô ấy đi. Cô, Phùng Ngọc Hân tức giận nhìn cô ta. Bây giờ Hàn Dĩnh đã để lộ dã tâm. Với lại tập đoàn Đông Thiên vừa tiếp nhận được hạng mục hàng trăm tỷ, tương lai rộng mở. Nếu như Lý Tử Nhiệm bị sa thải, thì cô ta có thể dễ dàng trèo cao hơn. Đây chính là chuyện cực kỳ tốt, lúc này trước văn phòng làm việc càng lúc càng âm ỉ. Thì ra là người nhà của Vương Tấn Nghĩa. Vợ, bố mẹ, anh em cùng với tất cả người nhà của anh ta. Vài chiếc xe đến trong chớp mắt, ước chừng hơn trăm người cùng xông vào công ty của Lý Tử Nhiệm tính sổ. Không ít người còn cầm gây gộc, còn có cả dao phay. Nếu không có người của Võ Sâm ngăn cản thì sợ là họ đã xông vào chém người. Gọi con tiện nhân Lý Tử Nhiệm kia ra đây, có gan làm mà không có gan nhận à. Tiện nhân, không biết xấu hổ hả, Tiểu Tam sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô chờ đó, bọn tôi mà bắt được cô thì sẽ lột sạch côi. Người nhà của Vương Tấn Nghĩa mắng chửi những câu khó nghe nhất. Các phóng viên nhà báo cực kỳ vui sướng khi trực tiếp đối diện với cảnh tượng này. Quay phim chụp ảnh, phát sóng trực tiếp. Phát trực tiếp toàn bộ tin tức ở hiện trường ra ngoài. Chính là Lý Tử Nhiệm làm Tiểu Tam dụ dỗ Vương Tấn Nghĩa. Tránh ra, chúng tôi muốn gặp Lý Tử Nhiệm. Chúng tôi muốn đánh chết con tiện nhân này, đúng, chúng tôi phải dạy dỗ loại người không biết xấu hổ này. Cô ta chính là Phan Kim Liên đó. Bố mẹ Vương Tấn Nghĩa cũng với bố mẹ vợ của anh ta sắp sửa xông vào bên trong tòa nhà công ty. Người của Võ Sâm lập tức ngăn cản nhưng không được. Lúc này Hàn Dĩnh đứng dậy, tôi xin lỗi các vị. Chúng tôi rất hiểu tâm trạng của các vị, nhưng mà Lý Tử Nhiệm đã bỏ trốn từ lâu, hiện tại chúng tôi cũng đang tìm cô ta. Tiện nhân này rốt cuộc cũng bỏ trốn, tôi cho dù lật tung ba thước đất cũng tìm cô ta bằng được. Vợ và người nhà của Vương Tấn Nghĩa đều điên cả rồi.
Phương Tình quát lên, Hàn Dĩnh cô đừng có mà làm loạn thêm. Cô dựa vào cái gì mà xin lỗi? Cô có biết được chuyện gì đã xảy ra không? Hàn Dĩnh lập tức chỉ vào Phương Tình, nói các vị, đây là bạn thân nhất của Lý Tử Nhiệm. Cô ta chắc là biết tung tích Lý Tử Nhiệm. Ngay lập tức, người nhà của Vương Tấn Nghĩa đều nhào về phía Phương Tình. Mau nói ra tung tích của tiện nhân kia. Trước tòa cao ốc tập đoàn Minh Cường một phen hỗn loạn. Đừng nói là đi làm, tự do cá nhân của mọi người đều bị hạn chế. Bọn họ không giao Lý Tử Nhiệm ra, chúng tôi sẽ không rời khỏi. Hơn nữa ai cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi đây. Người nhà Vương Tấn Nghĩa lớn lối ngăn cản tất cả mọi người. Giờ phút này, bên trong cao ốc Lim Long, quan Liễu Yên nhìn tin tức online nóng này, cô ta cười cười nói, Lý Tử Nhiệm, 100 triệu đúng là rất phỏng tay. Cô có bản lĩnh cầm, cũng không có bản lĩnh tiêu. Diệp Hiệu hùa theo nói, lần này, Lý Tử Nhiệm hoàn toàn bị hủy hoại. Đúng rồi, Vương Tấn Nghĩa đã trốn kỹ chưa? Diệp Hiệu lại nói, nhất định trốn kỹ, bọn họ sao cũng không thể nghĩ ra chỗ đó được. Quan Liễu Yên cười to nói, vậy thì tốt, lần này hủy hoại Lý Tử Nhiệm đồng thời cũng làm cho tập đoàn Minh Cường đả kích nghiêm trọng. Đến lúc đó chúng ta thu mua càng dễ dàng. Tây Phương cùng với Diệp Quân Lâm sắc mặt như băng. Nhìn từng tin tức một, anh ta lạnh lùng nói, bây giờ nên làm gì tiếp theo? Trước tiên phải tìm được Vương Tấn Nghĩa rồi hãy nói. Thằng nhãi này là mấu chốt. Nghe nói anh ta đã bỏ trốn rồi. Nam Phương nói. Tây Phương kinh hãi nói, không xong rồi, Vương Tấn Nghĩa xuất hiện. Anh ta thừa nhận mình có quan hệ với Lý Tử Nhiệm. Đoạn video này bỗng nhiên bùng nổ trên các phương tiện truyền thông. Người trong video chính là Vương Tấn Nghĩa. Nội dung video chia làm hai phần. Đầu tiên, chính miệng Vương Tấn Nghĩa thừa nhận có quan hệ với Lý Tử Nhiệm. Đồng thời cũng thừa nhận Lý Tử Nhiệm mang thai con của anh ta. Lý Tử Nhiệm thậm chí ép anh ta ly hôn, lấy con ra làm uy hiếp. Ngay cả những chi tiết nhỏ anh ta đều trình bày cặn kẽ, dù sao cũng ở chung một mái nhà đương nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện. Thứ hai, Vương Tấn Nghĩa xin lỗi người nhà, khóc lóc nức nở, nói rõ tất cả lỗi lầm của mình. Cuối cùng anh ta thề sống chết cũng sẽ không ở cùng với Lý Tử Nhiệm nữa. Mọi thứ anh ta đã nói trong video có vẻ như đều là Lý Tử Nhiệm thúc ép. Video này thực sự như một con dao sắc nhọn, đâm mạnh vào trái tim Lý Tử Nhiệm, đẩy cô về phía vực thẳm. Sau khi video được đăng, những lời chửi rủa Lý Tử Nhiệm càng ngày càng nhiều. Ngược lại, có rất nhiều người nghĩ Vương Tấn Nghĩa là bị ép. Răng rắc. Sau khi xem nội dung video, Diệp Quân Lâm bóp chặt lấy máy tính. Năm người Tây Phương. Giải. Năm người cùng nhau tiến lên một bước. Lập tức tìm cho tôi. Thứ nhất, nhất định phải tìm cho được Vương Tấn Nghĩa. Thứ hai, bắt toàn bộ phóng viên quay video. Thứ ba, bắt hết những người thúc đẩy chuyện này. Thứ tư, bắt toàn bộ người phụ trách các phương tiện truyền thông lớn, trang web tin tức và báo chí. Thứ năm, về phần kẻ phía sau ra tay độc ác, chỉ cần bắt được thôi. Tôi sẽ tự mình giải quyết. Nói một cách ngắn gọn, tôi muốn gặp tất cả những người có liên quan đến chuyện này. Thời gian là trước bình minh. Diệp Quân Lâm thực sự nổi giận. Lý Tử Nhiệm bị ức hiếp như vậy. Anh làm sao có thể chịu được? Người đứng phía sau anh đương nhiên biết là ai. Lần này khiến cho bọn chúng chịu không nổi. Chắc chắn người của bọn chúng đã ẩn núp kỹ càng. Dù sao tập đoàn Minh Thiên hiện tại đã biết thân phận của anh. Bọn chúng sẽ nhắm vào điểm mà tập đoàn Minh Cường không thể điều tra ra. Nhưng bọn chúng làm sao có thể nghĩ được Diệp Quân Lâm còn có một thân phận khác? Anh chính là tướng quân Côn Luân. Điều tra những thứ này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đã rõ y. Năm người Tây Phương cùng nhau hô. Đêm nay bọn họ sẽ lấy lại trong sạch cho Lý Tử Nhiệm. Trước tiên đợi chuyên gia Bắc Phương tìm kiếm. Bắc Phương là hacker có năng lực đạt trình độ cao nhất thế giới. Rất nhanh, Bắc Phương đã điều tra được những người liên quan. Thứ nhất, mới đây trong tài khoản Vương Tấn Nghĩa đột nhiên thừa ra 1 tỷ. Đồng thời hành động khác thường, ra vào khách sạn nơi anh và cô Lý ở nhiều lần. Cố ý tạo hiện trường giả cùng cô Lý ra vào khách sạn. Thứ hai, ảnh chụp video cô Lý và Vương Tấn Nghĩa lúc làm việc đều là do Phó Tổng Hàn Dĩnh cung cấp, trong tài khoản Hàn Dĩnh thừa ra 500 triệu. Thứ ba, quay chụp cảnh cô Lý và Vương Tấn Nghĩa gặp nhau chính là đội săn ảnh nổi tiếng, do Nguyễn Hắc Đức cầm đầu. Thứ tư,
thúc đẩy toàn bộ sự việc là tập đoàn Hồng Vũ, một công ty quan hệ công chúng có tiếng trong giới, và người chịu trách nhiệm chính là Hàn Phong. Thứ năm, 58 công ty truyền thông và các diễn đàn Internet thường xuyên đăng tin về vụ việc này. Thứ sáu, các tờ báo lớn ở Giang Bắc và Hải Phòng liên tục đăng tin. Thứ bảy, tập đoàn Minh Thiên đứng phía sau, chủ yếu là Diệp Hiệu và Quan Liễu Yên. Được, tốt làm, hành động đi, trời sáng phải dẫn những người đó đến trước mặt tôi. Mắt Diệp Quân Lâm đỏ lên, tràn ngập sát khí lạnh lão. Tòa soạn báo miền Nam. Là tòa soạn báo lớn nhất phía Nam. Ngay lúc này toàn bộ nhân viên tòa soạn báo tăng ca, không khí hừng hực. Sự việc của Lý Tử Nhiệm có thể đào lên quá nhiều tin tức. Cũng đủ để bọn họ bận rộn. Hiệu suất làm việc trong hai ngày này cũng đủ cho mấy người bọn họ làm trong một tháng. Là người đầu tiên lên báo vạch trần vụ việc Lý Tử Nhiệm, Diệp Minh lúc này bị rất nhiều người vây quanh. Ban đầu, Diệp Minh là một người nhỏ bé, vị trí ở trong tòa soạn rất thấp. Nhưng kể từ khi anh ta đem chuyện Lý Tử Nhiệm ra vạch trần, liền được thăng chức. Các đại lãnh đạo của tòa soạn báo đã đến gặp trực tiếp anh ta. Ngay cả nhiều nhà truyền thông bên ngoài cũng tới khai thác anh ta. Hôm nay, các đồng nghiệp nữ trong tòa soạn cũng nhìn trộm. Những đồng nghiệp nữ này từng là nữ thần mà anh không thể với tới được, bây giờ từng người một, ai nấy không phải là đang vây quanh anh ta sao? Điều này làm cho Diệp Minh cực kỳ sảng khoái. Cũng may người đàn ông bí ẩn kia ban ngày đưa cho anh ta tư liệu bí mật về Lý Tử Nhiệm, nếu không anh ta đã không có ngày này. Chút nữa Diệp Minh tan ca quá muộn, thì đừng có về nhài. Lúc này sếp nữ đi tới trước mặt anh ta thở ra nói. Đồng thời đưa cho hắn một tấm thẻ mở cửa phòng. Nhìn khuôn mặt kiều mơ mị của sếp nữ này, trong lòng Diệp Minh nổi lên một trận dạo dực. Sếp nữ đã từng đối xử với anh ta không đánh thì mắng, bây giờ cũng ngoan ngoãn nhảy vào lòng anh ta. Nghĩ đến sẽ được trải qua một đêm tuyệt vời, hồn Diệp Minh cũng muốn bay. Am! Đúng lúc này, đột nhiên cửa ban công bị một cước đá văng. Từ bên ngoài một người đàn ông đi tới, đó chính là Trung Phương. Ai là Diệp Minh? Trung Phương lạnh lùng hỏi. Đây đã là người thứ 24 tìm tới Diệp Minh. Anh ấy thật là nổi tiếng. Người người đều tới tìm anh ấy kìa. Các đồng nghiệp hâm mộ nhìn Diệp Minh. Người tìm Diệp Minh đến từ một công ty lớn. Diệp Minh đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng mà kiêu ngạo nói, tôi chính là Diệp Minh, có chuyện gì nói đi. Bây giờ không được, ngày mai tìm tôi cũng được, tôi sẽ tan ca sớm. Trung Phương không nói gì. Chỉ từng bước tới gần anh ta. Đột nhiên Trung Phương ra tay, nắm cổ áo anh ta, đập cả người Diệp Minh lên bàn làm việc. Răng rắc, ngay lập tức bàn làm việc gấy đôi. Ôi Diệp Minh kêu lên một tiếng thảm thiết, hông của anh ta chắc là đã gấy rồi. Tất cả mọi người ở đây đều bị giật mình. Trung Phương xách theo Diệp Minh cả người đầy máu rời khỏi, như là kéo một con chó chết đi. Người phụ trách tòa soạn cũng bị Tây Phương kéo đi. Cùng lúc đó, đội săn ảnh Nguyễn Hắc Đức đang ẩn náu bên trong một căn hầm cũ nát. Đại ca, chúng ta cũng đã lấy được tiền, còn trốn ở chỗ này làm gì? Chúng ta mau mau đi uống rượu đi. Mấy người đàn em không nhân nại được. Đúng vậy, đại ca chắc chắn không có chuyện gì đâu. Nguyễn Hắc Đức vẻ mặt u ám nói, không được, vì để an toàn, chúng ta nên tránh một chút. Dù sao đối thủ cũng không đơn giản. Dạ, vậy chúng ta tránh một chút. Nơi này cũng không ai tìm được. Nguyễn Hắc Đức không nhịn được cười một tiếng. Làm việc này hiển nhiên kẻ thù không phải ít. Nếu bọn họ không trốn cho kỹ, rất dễ mất mạng. Căn phòng dưới đất này rất bí mật. Anh ta đã trốn ở đây 13 năm cũng không bị ai phát hiện. Một gã đàn em lại nói, đại ca, em cảm thấy có gì đó không đúng lắm, chúng ta đổi chỗ khác đi. Anh ta có dự cảm mãnh liệt rằng sắp có nguy hiểm. Cái rằm. Đã 13 năm không bị ai phát hiện, bây giờ sẽ bị tìm ra à? Nguyễn Hắc Đức tát anh ta một cái. Âm răng rắc. Đột nhiên, cánh cửa tầng hầm bị một cước đá thành mảnh vụn. Một bóng người cao lớn như núi từ bên ngoài bước vào. Do ở dưới tầng hầm nên anh ta cũng phải cúi đầu. Anh là ai? Nguyễn Hắc Đức luống cuống. Trong lòng dâng lên dự cảm nguy hiểm. Am! Đông Phương không nói hai lời. Tiến lên một cước đá bay Nguyễn Hắc Đức. Miệng Nguyễn Hắc Đức ói ra máu, thắt lưng anh ta giống như cũng đã gấy. Cuối cùng Đồng Phương kéo đám người Nguyễn Hắc Đức rời khỏi.
những cảnh tượng như vậy đang được diễn ra ở các thành phố lớn phía Nam. Các đội săn ảnh hay phóng viên đều liên tục bị bắt đi. Tập đoàn Hồng Vũ ở Hải Phòng. Hàn Phong gác chân lên bàn làm việc, ngân nga một khúc hát. Sự việc Lý Từ Nhiệm lần này, tập đoàn Hồng Vũ với tư cách là đơn vị quảng bá chính đã đem lại cho Hàn Phong khoản lợi nhuận hơn 700 triệu. Đồng thời còn đang không ngừng tăng thêm ha 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 chỉ chưa đầy nửa ngày mà đã hoàn thành thành tích của nửa năm. Hàn Phong cười to nói. Lấy tư cách là một công ty quan hệ công chúng, Hàn Phong thường kiếm tiền dơ bẩn. Dưới sự thúc đẩy của công ty anh ta, ít nhiều ngôi sao giàu có đều bị hủy hoại. Thực ra Lý Từ Nhiệm này quá thuần khiết, ai bảo cản đường người khác chứ? Hàn Phong cầm cảnh chụp Lý Từ Nhiệm cười nói. Leng keng. Đúng lúc này thì trước mặt anh là một email đến từ hộp thư máy tính. Hàn Phong tò mò mở ra. Nội dung email rất đơn giản, lập tức công khai toàn bộ sự thật sự việc Lý Từ Nhiệm, đồng thời xin lỗi phía Lý Từ Nhiệm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hàn Phong thấy email này, anh ta vui vẻ. Kêu tôi công khai sự thật, không có cửa đâu, tiền sắp tới tay mà tôi lại để nó bay đi. Còn dám uy hiếp tôi, hừ, tôi đây sẽ tăng thêm phần thực lực, tận lực hủy hoại Lý Từ Nhiệm. Hàn Phong cười lạnh nói. Không chỉ riêng anh ta, hơn 50 công ty truyền thông cũng đều nhận được email như vậy. Thái độ người phụ trách truyền thông và Hàn Phong đều giống nhau. Bọn họ không sợ bất cứ uy hiếp gì. Bọn họ cũng đều bị chọc tức, ai nấy đều bôi nhọ Lý Từ Nhiệm thêm. Ngay sau đó các phương tiện truyền thông này lại nhận được một email khác. Nội dung là giới hạn cho bọn họ trong vòng một giờ công khai sự thật đồng thời xin lỗi, bằng không thì phiền phức tìm tới cửa. Ha ha hai. Hàn Phong bật cười. Thế nào, Lý Từ Nhiệm không giải quyết được vấn đề liền muốn đe dọa. Hàn Phong liền đem hai email nọ ngay lập tức tung lên, nói là bị Lý Từ Nhiệm đe dọa. Sự vu khống chống lại Lý Từ Nhiệm một lần nữa trở nên trầm trọng hơn, những lời lăng mạ lại tăng cấp độ, vụ việc Lý Từ Nhiệm càng thêm nóng hơn. Cứ như vậy trong thời gian ngắn, Hàn Phong lại thu được 100 triệu. Dù sao công ty PR anh ta làm xì căng đan, chủ đề càng hot thì lợi nhuận càng cao. Không thể nghi ngờ hai email này là công cụ có ích cho việc thổi phồng sức hút của chủ đề lên cao hơn. Các công ty truyền thông khác cũng tung lên hai email nọ. Bọn họ và Hàn Phong đều rất hài lòng. Đến đây, đe dọa tôi à? Cô càng đe dọa tôi càng có thể kiếm tiền. Hàn Phong cười to nói. Trong phòng làm việc, những người khác cũng đều đang cười. Bọn họ hy vọng sẽ có thêm nhiều email gửi tới. Bọn họ đều có sức lực làm thêm giờ. Dựa theo nội dung đã định trong email, thời hạn một giờ rất nhanh kết thúc. Hàn Phong đứng dậy, cười nói, không phải hạn định một giờ sao? Một giờ hết rồi, hậu quả đâu? Đâu có hậu quả nào đâu mà để tự gánh chứ? Tổng giám đốc Hàn, nhất định bọn họ đe dọa thôi, có thể có hậu quả gì chứ? Mọi người cười nói. Hàn Phong đi tới trước cửa sổ sát đất, từ tầng 50 nhìn ra cảnh thành phố về đêm. Hậu quả sao? Anh ta hô to một tiếng. Răng rắc. Đột nhiên cửa sổ sát đất vỡ vụn. Hàn Phong trơ mắt nhìn cửa sổ sát đất trước mặt sụp đổ xuống. Mảnh vụn thủy tinh văng ra cảm trên mặt chảy đầy máu nhưng anh ta không chút phản ứng nào. Bởi vì trước đó xuất hiện một màn khiến anh ta sợ tới choáng váng. Tầng 50 cao chót vót vậy mà có mười mấy người nhảy từ bên ngoài vào. Rõ ràng Nam Phương dẫn theo mấy anh em trong doanh trại. Hàn Phong không cách nào tưởng tượng ra được. Sao họ có thể tiến vào được? Đây chính là tầng thứ 50 đó. Các người là... Môi Hàn Phong run lên. Sắc mặt trắng bệch. Email gửi cho mày để mày lôi lên làm trò hả? Nói mày công khai chân tướng rồi nhận lỗi đi sao lại không chịu làm hả? Nam Phương cười nói. Tôi. Hàn Phong thấy cảnh này, cũng đã ý thức được người kia không đơn giản. Có phải là mày nên tự gánh hậu quả rồi hay không nhỉ? Giọng điệu của Nam Phương vô cùng, lạnh lùng. Các người muốn làm gì? Chuyện này do chính Lý Từ Nhiệm làm. Muốn chúng tôi công khai nhận lỗi là sao? Dựa vào cái gì hả? Những người khác rõ ràng không đồng ý. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong lòng các người còn không biết rõ sao? Chuyện của cô Lý tôi không tin các người không biết. Vẻ mặt Nam Phương lạnh lẽo nói. Vẻ mặt của Hàn Phong nặng nề hơn thấy rõ, sự thật là gì, trong lòng họ rõ ràng như gương sáng vậy.
Đương nhiên đó là do Lý Tử Nhiệm làm kẻ thứ ba, quyến rũ người có vợ. Hàn Phong cười lạnh nói. Nam Phương không nói tiếng nào, đá bay Hàn Phong ra bên ngoài. Lạch cạch, Hàn Phong trực tiếp bị đá bay ra xa mấy mét, đụng vỡ cả bàn làm việc, máu me khắp người, kêu lên từng tiếng thảm thiết như heo bị làm thịt. Hiện tại sao rồi? Sự thật là cái gì hả? Nam Phương hỏi. Bịch bịch, những người khác đều quỳ rạp xuống trước mặt Nam Phương, cầu xin nói, chúng tôi sai rồi. Chuyện này là có người cố ý muốn hãm hại cô Lý, chúng tôi chỉ dựa theo mệnh lệnh mà làm thôi. Dẫn đi, hai mắt Nam Phương bắn ra tia lạnh. Sau một lúc, tất cả đều bị người của Bách Thú Doanh và Tử Kim Vệ tập kích, miễn là những nhân viên có liên quan tới sự việc thì đều bị dẫn đi hết. Một đêm này, quan Liễu Yên và Diệp Hiệu đều ngủ không yên. Họ đều đang đẩy nhiệt độ chuyện của Lý Tử Nhiệm lên cao. Nhằm tranh thủ trước khi trời sáng liền triệt để bức tử Lý Tử Nhiệm. Hửm, xảy ra chuyện gì, sao dừng lại hết rồi? Quan Liễu Yên ngạc nhiên nhận ra các kênh truyền thông lớn đều dừng lại động tác, không tiếp tục đưa tin chuyện kia nữa. Cái này khiến cho quan Liễu Yên nghi ngờ. Cô ta lập tức liên hệ với người ta những nhận ra không thể liên hệ được với bất kỳ ai. Không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ? Trong lòng quan Liễu Yên chợt hoảng hốt. Nhưng với năng lực của Diệp Quân Lâm có thể bắt được bọn họ hay sao? Không thể nào, cha cũng không tra ra được. Quan Liễu Yên nói. Lúc 4 giờ, một đám người quỳ trước mặt Diệp Quân Lâm. Tất cả đều là những nhân viên có liên quan tới chuyện lần này. Tiên hiệp hay, ai nấy đều bị đánh sưng phù mặt mũi. Giọng điệu Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, ai có thể nói cho tôi biết sự thật là gì không? Tất cả mọi người đều giữ im lặng. Được lắm, miệng ai nấy đều rất cứng. Diệp Quân Lâm cười cười, đột nhiên khóe miệng xẹt qua một đường cong tàn nhãn. Anh giơ đá một cước, Nguyễn Hắc Đức ở phía trước lập tức bị đá bay. Bịch bịch. Sau khi Nguyễn Hắc Đức rơi xuống, khóe miệng lập tức trào ra máu tươi, cơ thể co quép không ngừng. Tôi nói, mọi người đều bị một màn trước mặt này dọa sợ. Từng người một lập tức nguyện ý nói ra sự thật. Được, tất cả mọi người đều đủ ở đây, vậy Vương Tấn Nghĩa đâu? Diệp Quân Lâm hỏi, không biết Vương Tấn Nghĩa trốn ở đâu, vẫn còn đang tìm. Mấy người Tây Phương lập tức cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy hổ thẹn. Tìm, nhanh chóng tìm cho ra anh ta đến đây. Diệp Quân Lâm quát. Đúng rồi, còn có một chỗ chưa tra qua. Đột nhiên Tây Phương nói ra. Trong toàn thành phố này mỗi góc bọn họ đều lật tung lên rồi. Chỉ có duy nhất một chỗ chưa tra tới ấy chính là tập đoàn Minh Cường. Tây Phương vội vàng chạy tới tập đoàn Minh Cường, quả nhiên phát hiện ra Vương Tấn Nghĩa. Thì ra sau khi anh ta trở về tập đoàn Minh Cường, đã trực tiếp trốn ở kho hàng. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Rất nhanh, Vương Tấn Nghĩa đã được đưa tới trước mặt Diệp Quân Lâm. Nhân tiện còn có thêm Hàn Dĩnh. Anh! Diệp Quân Lâm anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, tất cả đều do Lý Tử Nhiệm quyến rũ tôi, không có liên quan gì tới tôi. Vương Tấn Nghĩa chột dạ nói. Nghe tới đó, Diệp Quân Lâm dường như muốn phun lửa. Ở ngay trước mặt anh mà còn dám hãm hại Tử Nhiệm. Anh đừng có đóng kịch nữa được không? Diệp Quân Lâm áp chế tức giận xuống, lạnh lão hỏi. Diễn kịch, diễn cái gì kịch hả? Tôi nói cho anh biết, tất cả đều do Lý Tử Nhiệm bức ép tôi. Cô ta muốn tôi ly hôn, tôi không chịu, cô ta liền lấy chuyện mang thai ra uy hiếp tôi. Hai, nhưng tôi là người đã có gia đình, sao tôi có thể đồng ý với cô ta chứ? Vương Tấn Nghĩa tiếp tục mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh mà nói láo. Ngay cả Hàn Dĩnh cũng nói theo, Diệp Quân Lâm anh là có ý gì? Bắt tôi tới làm gì? Nhanh thả tôi ra, nếu không anh sẽ chịu không nổi đâu. Còn nữa, anh bắt Tổng Giám Đốc Phương làm gì? Vấn đề này sai là do Lý Tử Nhiệm, có quan hệ gì với người khác chứ? Diệp Quân Lâm chừng cô ta một cái, chuyện của cô đợi chút nữa tôi sẽ tính với cô sau, bây giờ tôi đang nói chuyện với anh ta. Còn không nói rõ sự thật ra sao? Diệp Quân Lâm nhìn chăm chăm Vương, Tấn Nghĩa hỏi. Anh đang nói cái gì vậy hả? Tôi nghe không hiểu, tôi biết, anh đang vì muốn bênh vực kẻ yếu là Lý Tử Nhiệm, nhưng mà sự thật chính là như vậy. Tôi còn cách nào nữa hả? Diệp Quân Lâm dựng thẳng ngón tay lên nói, tôi cho anh thêm một cơ hội. Dù anh có cho tôi 10 cơ hội đi chăng nữa thì lời tôi nói chính là sự thật đó.
Vương Tấn Nghĩa nói. Bốp! Đột nhiên Diệp Quân Lâm xoay người nện một quyền vào trên mặt Vương Tấn Nghĩa. Bịch bịch! Thoáng chốc, máu tươi vung vẩy ra, toàn bộ răng trong miệng của Vương Tấn Nghĩa đều rơi ra. Ngay cả kêu thảm thiết thì Vương Tấn Nghĩa cũng không kịp kêu, mà đã ngã xuống bất tỉnh. Làm cho anh ta tỉnh lại. Ào ào! Một chậu nước tạt ý ào trên mặt Vương Tấn Nghĩa, anh ta bị kích thích mà tỉnh lại. Anh ta hoảng sợ nhìn Diệp Quân Lâm nói, tôi nói cho anh biết Diệp Quân Lâm à. Cho dù anh có đánh tôi như thế nào, tôi cũng không thuận theo ý của anh đâu. Hàn Dĩnh cũng nổi giận nói, đúng, không sai đâu. Diệp Quân Lâm, anh đừng nghĩ dùng bạo lực để chúng tôi khuất phục, tôi nói cho anh biết, không thể nào đâu. Diệp Quân Lâm nhìn hai người, hỏi các người vẫn không chịu nói sao? Nói cái gì chứ, căn bản không có chuyện gì để nói. Bà xã anh chính là một con điếm, làm kẻ thứ ba quyến rũ Tổng Giám Đốc Vương. Cô ta thật sự là Phan Kim Liên hiện đại mà, vậy mà tôi lại làm việc dưới trướng của cô ta, đúng là cuộc đời của tôi quá bị sỉ nhục mà. Loại phụ nữ dâm đãng như vậy nên chết đi. Hàn Dĩnh tức giận nói. Vương Tấn Nghĩa cũng nói theo, đúng, không sai. Đều là do bà xã anh quyến rũ tôi. Liên quan con mẹ gì tới tôi? Nói thật cho anh biết, tôi còn quay được rất nhiều video và hình của bà xã anh nữa đấy, ha ha ha. Khóe miệng Diệp Quân Lâm nhiều thêm một độ cong tàn nhẫn, trong con người đều là ý tứ khát máu, một cơ hội cuối cùng tôi đã cho các người. Các người đi ra ngoài xem thử chút đi. Nghe được giọng nói của Diệp Quân Lâm, hai người Vương Tấn Nghĩa và Hàn Dĩnh cùng bước tới trước cửa, sau khi đẩy cửa ra, thì quay mặt nhìn sang. Vừa thấy cái này, hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt vì bị dọa mà chẳng bệnh một mảng. Vì hai người thấy bên ngoài có đến mấy trăm người đang quỳ, toàn thân bê bết máu. Màn này dọa cho hai người Vương Tấn Nghĩa sợ hãi. Chuyện gì thế này? Đến đây, để tao giới thiệu cho. Đây là Hàn Phong, đây là Nguyễn Hắc Đức. Nghe Diệp Quân Lâm giới thiệu thân phận những người này, trong lòng Vương Tấn Nghĩa không ngừng run sợ. Con mẹ nó đây đều là người liên quan tới vụ của Lý Tử Nhiệm. Toàn bộ đều bị bắt đến đây sao? Diệp Quân Lâm rốt cục là ai chứ? Lợi hại như vậy. Toàn bộ đã khai ra chân tướng sự việc rồi. Anh nói. Bọn mày thì sao? Diệp Quân Lâm đáng đang sát khí, ép tới mức Hàn Dĩnh cùng Vương Tấn Nghĩa thở cũng không nổi. Hai người liếc nhau, nói, bọn tôi nói thật. Họ đã biết được, nếu không nói ra thì mình sẽ thảm hại thế nào? Người khôn biết thế nào là đủ. Được, bọn tôi nói thật, bọn tôi bị người ta ép mới làm hại Lý Tử Nhiệm. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, nói tiếp. Có người cho bọn tôi tiền, còn dùng người nhà để uy hiếp, ép tôi hãm hại Lý Tổng. Họ cho tôi tiền, sau đó cho thời gian ra vào khách sạn, in phiếu tiêu thụ và hóa đơn đứng tên công ty, sau đó xin chữ ký của Lý Tổng. Đồng nghĩa với việc bọn tôi cùng ra vào khách sạn với Lý Tổng. Vương Tấn Nghĩa cùng Hàn Dĩnh nói hết sự thật, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ. Ngài Diệp, ngài, tha cho bọn tôi đi. Bọn tôi đã khai hết rồi. Bọn họ khóc lóc nức nở, nói. Diệp Quân Lâm cười, hỏi, ghi xuống hết chưa? Bắc Phương gật đầu, đã ghi hết. Nhìn hai người kia, anh cười tàn nhẫn, tao đã cho bọn mày cơ hội rồi, là bọn mày không trân trọng. Gì, ý gì chứ? Sắc mặt Vương Tấn Nghĩa hay đổi rõ rệt. Trên mặt Hàn Dĩnh không còn một giọt máu. Không, bọn tôi đều khai thật, Hàn Dĩnh nói. Đến cơ hội tao cũng đã cho bọn mày rồi. Diệp Quân Lâm cười cười, cùng Bắc Phương rời phòng, nhốt Hàn Dĩnh cùng Vương Tấn Nghĩa lại. Bỗng có 7, 8 con chó giữ vọt từ ngoài cửa vào. Nhìn thấy hai người, mắt chúng nó sáng lên. Cạch, Bắc Phương đóng chặt cửa. Gâu gâu gâu, ái ái. Kẻ ở trong hét lên từng câu thảm thiết. Rằng con nửa giờ thì im bặt. Hai người bọn Vương Tấn Nghĩa không chết, nhưng trên người đầy vết thương. Trên cơ thể, có những nơi da thịt đã bị cắn rách. Bọn họ đau đến run rẩy, bất tỉnh lại bị cơn đau đánh thức. Xem như là đã bị trừng phạt cho thỏa đáng. Mãi cho đến 8 giờ sáng hôm sau. Quan Liễu Hiên chưa liên lạc với bên đại diện truyền thông, cô bắt đầu nóng ruột. Diệp Hiệu lại càng luống cuống hơn. Mọi người bị anh ta tìm thấy rồi sao? Khả năng này không cao, tôi đã giấu bọn họ đi hết rồi, với năng lực của tập đoàn Minh Cường cũng không tìm được. Diệp Hiệu nói, người của chúng tôi vừa gửi tin đến, Vương Tấn Nghĩa cũng không thấy đâu,
rõ ràng là đã bị nhốt ở tập đoàn Minh Cường rồi. Quan Liễu Yên nói, mau nhìn kìa, các phương tiện truyền thông đồng thời đưa tin kìa. Trợ lý đột nhiên hô to. Mọi người nhìn thấy thông báo trên màn hình. Sự thật của vụ Lý Tử Nhiệm, hãy trả lại công bằng cho cô ấy. Nhấp vào, là sự thật của toàn bộ sự việc. Truyền thông công khai chân tướng, giải thích cho Lý Tử Nhiệm. Đám Vương Tấn Nghĩa, Hàn Dĩnh đã thừa nhận chuyện họ chửi bới Lý Tử Nhiệm. Sự thật sáng tỏ, Lý Tử Nhiệm đã được giải oan hoàn toàn. Trả lại công bằng cho cô. Lý Tử Nhiệm thở phào nhẹ nhõm. Hai nhà Đoàn Chỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi truyền thông giải thích, hình tượng của cô được phục hồi. Nhưng cô không mang thai giả, là con của Diệp Quân Lâm. Hơn nữa không lâu sau, cô sẽ kết hôn cùng anh. Tin này cũng bị truyền thông công bố rõ ràng, truyền khắp các mạng xã hội. Đối với Lý Tử Nhiệm lại là chuyện tốt. Một là, công ty mở rộng tầm ảnh hưởng. Hai là, không ai có thể can thiệp vào cuộc hôn nhân này của cô và Diệp Quân Lâm. Người vui có, người buồn cũng có. Nhóm đối thủ của Lý Tử Nhiệm buồn chán. Cô bị kéo xuống tận vực sâu ngàn trước, vậy mà cũng có thể kéo lên được. Thật không dám tin. Buồn nhất phải nói đến Quan Liễu Yên và Diệp Hiệu. Diệp Quân Lâm có khả năng lớn vậy sao? Muốn gì được nấy sao? Sao có thể tìm được bọn họ chứ? Không phải tin tức đều đã bị chặn hết rồi sao? Diệp Hiệu thất kinh nói. Chúng ta xem nhẹ anh ta rồi, anh ta thật sự có năng lực làm vậy. Làm gì tiếp bây giờ? Diệp Quân Lâm chắc hẳn đã đoán ra là chúng ta rồi, có lẽ sẽ đến tìm chúng ta báo thù. Quan Liễu Yên đột nhiên thấy hoảng. Diệp Quân Lâm đâu đơn giản như vậy. Không chỉ là chủ tịch tập đoàn Minh Cường. Anh ta còn lợi hại hơn vậy. Cô biết rõ về Diệp Quân Lâm, đây là người có oán phải trả. Anh sẽ không để cho cô yên đâu. Diệp Hiệu khinh thường, nói, thì đã làm sao? Chúng ta đã từ chối mọi quan hệ với đám Vương Tấn Nghĩa rồi, chẳng còn chứng cứ nào hết. Sao có thể đối mặt với chúng ta? Huống chỉ đây là tập đoàn Thiên Lăng, có thể đối đầu với nhà họ Diệp sao? Quan Yên Liễu thở phào một hơi. Thật vậy, trong mắt nhà họ Diệp, anh ta chỉ là một con kiến mà thôi. Diệp Hiệu trấn an, vậy cô cứ thoải mái đi, anh ta không đến được đâu. Một con thú điên đối đầu được với nhà họ Diệp sao? Trước tòa nhà Kim Long, Diệp Quân Lâm cùng Nam Phương bước vào. Các người có hẹn trước không, sao lại đi thẳng vào? Gác cửa ngăn hai người Diệp Quân Lâm. Anh cười cười, tôi muốn giết người, cần hẹn trước sao? Gì? Đồng tử mấy tên này co lại, nhìn anh với ánh mắt khó tin. Đến tập đoàn Thiên Lăng giết người. Ăn gan hùm mật báo, hay sao? Dừng lại, với đây không phải là chuyện để đùa, muốn chết hả? Gác cửa cả giận nói. Đánh. Diệp Quân Lâm nói một câu, Nam Phương lập tức động tay. Nam Phương dọn sạch đường vào tòa nhà Kim Long. Diệp Quân Lâm đi đằng sau, dưới đất là đám người đang kêu rên không ngừng. Phòng chủ tịch ở tầng 372 lên đó đi, anh thản nhiên nói. Thế rồi hai người từ tầng 1 thẳng lên tầng 37. Dù cả toàn Kim Long có trên 100 tên bảo vệ, cũng không cản được họ. Nơi nơi đều là tiếng người gào thét. Tại phòng chủ tịch, Diệp Hiệu và Quan Liễu Yên đang bàn mưu tính kế. Diệp Quân Lâm là người thông minh, chắc sẽ không tới đây, rước lấy phiền toái. Quan Liễu Yên cười nói. Rạc, rạc. Vậy mà ngay sau đó, cửa phòng bị một cước đạp cho vỡ tan tành. Động tĩnh lớn dọa hết mọi người có mặt. Đi vào là hai người, trong đó có Diệp Quân Lâm. Trọn vẹn mấy chục giây sau, bọn người Quan Liễu Yên mới kịp phản ứng. Anh! Sao anh tới được đây? Là Diệp Quân Lâm. Quan Liễu Yên khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt. Bảo vệ đâu? Làm sao người không liên quan đều tới đây được? Các người nhận lương mà không làm việc à? Diệp Hiệu lập tức hô bảo an. Nhưng không ai đáp lại. Ồ, tất cả bảo vệ đều ở ngoài kia. Có chuyện gì sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Anh. Diệp Hiệu nhìn nụ cười đã thú trên khuôn mặt Diệp Quân Lâm mà trong lòng cảm thấy có một tia sợ hãi. Diệp Quân Lâm đi vào ngồi xuống trên ghế. Đứng lên cho tôi, đây là ghế ngồi của tôi, anh có thể ngồi ở chỗ này sao? Diệp Hiệu quát lớn. Nhưng ngay khi đụng phải ánh mắt đáng sợ của Diệp Quân Lâm, Diệp Hiệu ngoan ngoãn im lặng, ngậm lại miệng của mình. Biết vì sao tôi tới tìm các người không?
Diệp Quân Lâm hỏi. Diệp Hiệu cùng quan Liễu Yên mấy người lắc đầu. Có điều bọn họ đều là có tội nên mặt có nét chột dạ, không thể che giấu được. Thật không biết, Diệp Quân Lâm hỏi. Không biết, mọi người cùng nhau lắc đầu. Lúc này, Diệp Quân Lâm đột nhiên đem Diệp Hiệu kéo đến trước mặt, đè đầu hắn trên bàn công tác. Huých, hắn nắm lấy màn hình máy tính hung hăng nên ở trên đầu Diệp Hiệu. Rắc, rắc, máu tươi bắn ra tung tóe, đồng thời màn hình hiển thị bị bật tung ra. Một màn này, hù dọa tất cả mọi người. Nhất là từng tiếng kêu thảm thiết của Diệp Hiệu khiến quan Liễu Yên và mọi người xung quanh tim đập nhanh từng hồi. Không biết sao, Diệp Quân Lâm hỏi lại lần nữa. Không, biết, biết. Không đợi mọi người mở miệng, Diệp Hiệu đã hô lên. Thế nhưng là cậu Diệp, vấn đề này không quan hệ gì với chúng tôi hết. Diệp Hiệu bắt đầu thề thốt phủ nhận. Không quan hệ gì với các người. Quan Liễu Yên nói thử xem có quan hệ với mấy người không. Diệp Quân Lâm hỏi. Không có. Tôi biết anh sẽ hoài nghi chúng tôi, nhưng thật không phải chúng tôi làm. Chúng tôi là tập đoàn Minh Thiên, phía sau chúng tôi là nhà họ Diệp, chúng tôi có thể làm chuyện như vậy sao? Quan Liễu Yên nói. Đúng vậy, thân phận chúng tôi cao quý cỡ nào, làm sao có thể làm ra được chuyện như thế chứ? Những người khác rối rít nói. Thật cùng các người không quan hệ đúng không? Diệp Quân Lâm hỏi. Không có, không có. Mọi người lắc đầu. Phập, phập, Diệp Quân Lâm đột nhiên cầm một cây bút ký, đâm nó vào bàn tay của Diệp Hiệu. Ái ái Diệp Hiệu phát ra kêu thảm thiết đến tan nát cõi lòng. Dọa quan Liễu Yên và mấy người khác sắc mặt chẳng bệch đi, mồ hôi lạnh ứa ra. Có quan hệ hay không? Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi. Quan Liễu Yên và mấy người khác mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn cắn môi, vẫn là một mực chắc chắn, không có. Không có. Nam, Phương, cầm dao đến đây. Diệp Quân Lâm đưa tay nói. Nam Phương xuất ra một con dao thoạt nhìn có vẻ rất đặc biệt. Diệp Quân Lâm cầm con dao ở trong tay vuốt vuốt. Anh ta nhìn Nam Phương sau đó nói, tên gián điệp của nước giặc lần trước tôi chém bao nhiêu nhát dao rồi mới chịu thú nhận. Nam Phương suy nghĩ một chút nói, tôi nhớ được là 328 dao. Đó là người cứng miệng nhất tôi từng gặp, trên thân cắt nhiều nhát dao như vậy, mới chịu khai ra hết. Diệp Quân Lâm nhìn Nam Phương cười cười nói, Nam Phương nói ra ông có thể không tin. Tay tôi vùng dao mổ tốt hơn, tại trên thân người cắt hơn mấy nhát dao, hẳn cũng sẽ không chết. Tôi còn có thể rạch được nhiều hơn nữa, tránh được nhát chí mạng đấy. Lão đại cái này tôi thực sự không tin, Nam Phương một mực không tin. Diệp Quân Lâm chậm rãi xoay đầu lại. Nhìn đám người quan Liễu Yên cười nói, không tin thì tôi đành dùng con dao đặc biệt này thí nghiệm trên người bọn họ một chút. Tôi cam đoan mỗi người bị ke hơn ngàn nhát dao cũng sẽ không chết. Cực nghìn đô không? Nam Phương lập tức nói, tốt quá. Tò mò thật, tôi rất mong đợi đó. Nghe được đoạn đối thoại kinh khủng giữa Diệp Quân Lâm và Nam Phương. Dọa đám người quan Liễu Yên run lẩy bẩy, trên mặt không còn một giọt máu. Người đầu tiên là ai? Là mày đi vậy? Bắt đầu từ mày. Diệp Quân Lâm liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hiệu. Diệp Hiệu bị dọa đến tiểu trong quần. Van xin anh hãy tha cho tôi. Tôi nói hết, hết thảy đều là chúng tôi làm, là tôi hãm hại cô Lý. Diệp Hiệu quỳ trên mặt đất trong nháy mắt cái gì cũng đều đem ra khai cho bằng hết. Quan Liễu Yên và mấy người khác cũng theo sát phía sau, quỳ trên mặt đất khai hết là chúng tôi lạ làm. Là chúng tôi có lỗi với cô Lý. Diệp Quân Lâm cười cười nói, ó. Không phải chứ, các người cao quý sao có thể làm ra loại chuyện như này chứ? Tất cả mọi người cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ. Miệng của cô cứng hơn một chút, được không? 1000 đô lận đó, còn chưa được nhận nữa mà mày đã thừa nhận rồi. Diệp Quân Lâm có vẻ thất vọng. Anh còn tưởng rằng có người có thể chống đỡ cái mấy chục nhát dao, mấy trăm nhát dao chứ? Kết quả đều là một đám đồ bỏ đi, vô dụng. Vậy các người nói chuyện này phải làm sao? Các người khiến cho phu nhân của tôi bị oan khuất, không thể tha thứ được. Diệp Quân Lâm hỏi. Quan Liễu Yên cùng mấy người nhìn nhau, sau đó quan Liễu Yên lên tiếng nói, chúng tôi sẽ công khai xin lỗi, sau đó bồi thường cho cô Lý. Bồi thường cái gì? Diệp Quân Lâm hỏi. Tất nhiên là tiền, anh cứ đưa ra con số cụ thể, 1 tỷ hay vài tỷ đều được. Quan Liễu Yên nói thẳng. Tập đoàn Thiên Lăng giàu có đủ khả năng có để bồi thường yêu cầu của anh. Không, không cần tiền,
tôi cũng không thiếu tiền. Diệp Quân Lâm nói. Vậy anh muốn cái gì? Quan Liễu Yên phát giác được có cái gì không đúng. Tôi muốn các người lấy mạng của mình bồi thường. Con người trong mắt Diệp Quân Lâm hiện lên tia máu chứa đầy sát ý. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều bị dọa đến ngã sấp trên mặt đất. Quan Liễu Yên có loại dự cảm không may rằng Diệp Quân Lâm thật sự dám giết bọn họ. Quan Liễu Yên đối mặt Diệp Quân Lâm hỏi, anh dám giết chúng tôi? Có cái gì không dám? Chúng tôi là người đứng đầu tập đoàn Minh Thiên, người thừa kế tập đoàn là Diệp Minh Thiên, chúng tôi trực thuộc quyền quản lý của ông ấy. Còn có cậu chủ Diệp Thần cũng đang là chỗ dựa cho chúng tôi. Anh dám giết chúng tôi sao? Quan Liễu Yên âm thanh lạnh lùng nói. Quan Liễu Yên vừa nói ra những lời này, những người còn lại trong nháy mắt mới kịp phản ứng. Vừa mới rồi bọn họ đang bị Diệp Quân Lâm dọa sợ. Kỳ thật bọn họ căn bản không cần sợ hãi. Bọn họ là người của tập đoàn Minh Thiên, nói trắng ra là họ được chống lưng bởi nhà họ Diệp. Trên đời này ai có lá gan lớn dám động đến bọn họ chứ? Sau khi nghĩ thông suốt về điều đó, mọi người đều cùng nhau đứng dậy, không còn quỳ trước Diệp Quân Lâm. Ngay cả Diệp Hiểu cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm rồi nói, chuyện này chúng tôi nói xin lỗi, sau đó bồi thường Lý Tử Nhiệm một chút tiền. Được thì nhận đi, không nhận thì cũng coi như xong. Diệp Quân Lâm anh muốn động chúng tôi, anh có thể nghĩ rõ ràng, anh là đang chống đối cậu chủ Diệp Thần, đang chống đối cùng toàn bộ nhà họ Diệp. Quan Liễu Yên cười lạnh nói, tôi thừa nhận anh thật sự khiến cho tôi phải nhìn nhận lại anh. Nhưng so với nhà họ Diệp, anh vẫn như cũ, chỉ như là con kiến thôi cho nên các, người muốn kết thúc chuyện này một cách tạm bợ như vậy. Diệp Quân Lâm hỏi, còn không thì sao, anh thật sự muốn chống đối lại nhà họ Diệp sao? Nghe tôi, chuyện này cứ tính như vậy, có bao nhiêu oan khuất anh cũng phải nhẫn nhịn. Diệp Hiệu còn võ võ bả vai Diệp Quân Lâm mà nói. Tốt. Một giây tiếp theo, Diệp Quân Lâm trở tay. Tiếng bẻ cổ tay răng rắc vang lên. Theo quan điểm của Diệp Hiệu, Diệp Quân Lâm sẽ không bao giờ dám đối đầu với nhà họ Diệp. Đối với những việc bọn họ làm chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Có oan khuất, cũng chỉ có thể đem nuốt vào trong. Diệp Hiệu không nghĩ tới anh ta lại động thủ. Diệp Quân Lâm lại là một cước đem Diệp Hiệu đá bay ra ngoài. Diệp Hiệu thân thể hung hãn đập ỏ trên vách tường đối diện. Rơi xuống đất, trên vách tròng tràn đầy vết máu.